Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 3. Sau 10 ngày, Trác Phàm mang theo Lôi Vũ Đình hai người bí mật lẻn về Tiềm Long Các trong tiểu viện. Bọn họ đến một lần lại trở về, hơn nửa tháng liền đi qua, may mà Lôi Vũ Đình trước khi đi theo Trác Phàm phân phó, ổn định trong thành những Hắc Phong Sơn đó sơn tặc, bằng không bọn hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Mà những sơn tặc kia chậm chạp không thấy động tĩnh, U Minh Cốc bên kia cũng không có cách nào hành động. Về đến tiểu viện, Long Quỷ cùng Long Kiệt đều không ở nơi này, Trác Phàm đành phải để thủ vệ cho lão nhân kia an bài một gian phòng, tiếp lấy liền đi tìm Lạc Vân Thường đi. Một phút sau, tại một gian trong phòng nhỏ, nương theo lấy Tiểu Thúy một tiếng la hét, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy trong mắt chứa lệ nóng chạy đến Lôi Vũ Đình bên người, tiểu thư. Lau khô trước mắt nàng nước mắt, Lôi Vũ Đình sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, cười nói, ngốc nhà đầu, bọn họ không có làm khó ngươi đi. Lung lay nhỏ nhắn đầu, Tiểu Thúy kích động nói, tiểu thư yên tâm, người Lạc gia trừ cái kia họ Trác hư quản gia bên ngoài, người khác đều rất tốt. Khụ khụ khụ, tiểu nha đầu, nói người hư lời cũng không thể ngay trước người khác mặt giảng, cẩn thận lão tử thu thập ngươi. Ngay sau đó, Trác Phàm bồi tiếp Lạc Vân Thường sau đó mà vào, Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải còn theo sau lưng. Ba người nghe đến Tiểu Thúy lời nói sau, đều là cười trộm không thôi. Lạc Vân Hải càng là tràn đầy đồng cảm mà nói, tiểu nha đầu, ngươi xong đời. Ta Trác đại ca thích nhất đánh người cái mông, ngươi dám đắc tội hắn. Cẩn thận ngươi cái mông. Nghe được lời này, Tiểu Thúy không khống chế được giật mình, vội vàng tránh sau lưng Lôi Vũ Đình. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, chẳng lẽ hắn tại hai tiểu gia hỏa này trong mắt, thì là một bộ hung thần ác sát hình tượng. Lạc Vân Thường theo Bàng thống lĩnh liếc nhau, đều là cười ra tiếng, nhưng ánh mắt bên trong lại là bao hàm ấm áp. Trác Phàm người này luôn luôn làm theo ý mình, người khác cùng hắn gặp gỡ lần đầu ấn tượng tuyệt đối không tốt. Thậm chí là vô cùng ác liệt. Hai người bọn họ đối Trác Phàm, ngay từ đầu cũng không có hảo cảm. Nhưng là ở chung xuống tới, mới phát hiện Trác Phàm mới là bọn họ chân chính có thể dựa vào người. Người chính là, Vân Thường. Bỗng nhiên, một đạo có chút kích động âm thanh vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vũ Đình sau lưng một vị xế chiều lão giả, chính là một mặt kích động nhìn về phía Lạc Vân Thường. Đón lấy. Hắn lại nhìn về phía Lạc Vân Hải, như vậy ngươi. Cũng là Vân Hải. Ông trời phù hộ, thần nam huynh hai đứa bé đều bình yên vô sự. Tiền bối, không biết ngài là. Lạc Vân Thường nhìn về phía lão nhân, nghi ngờ nói. Trác Phàm sau khi trở về, chính là vội vàng đem nàng mang đến gặp vị này Hắc Phong Sơn Sơn Chủ, muốn hiểu rõ Hắc Phong Sơn cùng Lạc gia quan hệ, tại sao lại đồng thời bị U Minh Cốc cho để mắt tới. Trên đường đi. Đều còn đến không kịp nói rõ tình huống. Thấy tình cảnh này, hắn đuổi vội vàng giới thiệu, vị này là Hắc Phong Sơn Sơn Chủ, cũng chính là hủy diệt Quy Vân Trang cái kia đám sơn tặc thủ lĩnh. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường chưa phát giác giật mình, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, trầm tĩnh đoan trang trên khuôn mặt, lần thứ nhất hiện ra nồng đậm sát ý, toàn thân nguyên lực cũng tại ngăn không được phát ra. Lôi Vũ Đình thấy thế, vội vàng bảo hộ ở nghĩa phụ trước người. Sợ vị đại tiểu thư này ra tay giết nghĩa phụ. Chậm rãi duỗi ra một cái tay, lão nhân đem Lôi Vũ Đình kéo ra, hai mắt chứa lấy lệ nóng, cưỡng ép ướn hẹo thân thể, bịch một tiếng quỳ gối Lạc Vân Thường trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, Vân Thường, Lạc gia sự tình đều là ta sai, ngươi thì động thủ giết lão phu đi. Nghĩa phụ, Sơn Chủ, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy cùng nhau hô lên tiếng, nhưng là lão nhân kia lại là khoát khoát tay. Lẩm bẩm nói, đây là ta thiếu Lạc gia, một lát các ngươi người nào đều không cho xuất thủ. Lạc Vân Thường khẽ giật mình, nhìn lấy cái này tay chân đều không thuận lợi lão nhân, đầy bụng nộ khí thế mà rốt cuộc không phát ra được. Trác Phàm vỗ vỗ bả vai nàng, âm u nói, lão nhân này đã sớm bị cái kia Dương Minh Đạo, không có thể không động đậy có thể ngữ, hiện tại còn khôi phục mới tốt chút. Tập kích Lạc gia sự tình, cùng hắn ngược lại là không có quan hệ gì. Vậy sao ngươi không nói sớm? Lạc Vân Thường u oán nhìn Trác Phàm liếc một chút, trách hắn để cho mình kém chút giết lầm người tốt. Trác Phàm mò mò cằm, thản nhiên nói, lão nhân này mắt mờ, dẫn sói vào nhà, mới đưa đến Lạc gia bi kịch. Cho nên ngươi giết hắn báo thù, cũng là chuyện đương nhiên đi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái,
Trác Phàm logic luôn luôn để cho nàng vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên hắn nói cũng có chút đạo ý, nhưng là quy tội nguyên nhân lại là quá gượng ép, nàng Lạc Vân Thường nhưng là không phải cái giận chó đánh mèo người khác người. Huống chi, nghe lão nhân này lời nói bên trong, như là cùng phụ thân hắn còn có ngọn nguồn. Sau đó vội vàng đỡ lên hắn đạo, tiền bối, ngài cũng là người bị hại, cái này không thể trách ngài. Không, ta cùng thần Nam huynh kết bái chi giao, nhưng là Lạc gia lại nhân ta mà chết, lão phu có lỗi với hắn trên trời có linh thiêng. Lão nhân vệt một thanh trong mắt lệ nóng, biểu lộ thống khổ mà vặn vẹo. Lạc Vân Thường nghe còn lại là giật mình, nhìn một chút Lạc Vân Hải về sau, gặp hắn cũng là mê mang lắc đầu, mới khẩn cấp hỏi, tiền bối, tại sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc qua ngài đâu? Thật sâu hít một hơi, lão nhân hơi chút vuốt lên tâm tình kích động, âm u nói, Lạc gia danh môn vọng tộc, lão phu lại là xuất thân sơn tặc, có thể nào trèo cao nổi? Chỉ là ta cùng phụ thân ngươi mới quen đã thân, liền kết vì huynh đệ. Về sau sợ ảnh hưởng Lạc gia thanh danh, chúng ta liền âm thầm lui tới. Huống hồ, ta Lôi gia có tổ huấn, không được cùng Lạc, Thái hai gia là địch. A! À, đột nhiên, Lạc Vân Hải một tiếng kêu sợ hãi, lẩm bẩm nói, trước kia phụ thân nói cho ta biết, vô luận phát sinh làm gì, đều muốn cùng Lôi, Thái hai nhà cùng tồn vong. Thái gia ta biết, chính là không biết Lôi gia cũng là ngươi. Lạc Vân Thường sững sờ, nhìn về phía Lạc Vân Hải, phụ thân làm sao cho tới bây giờ không nói với ta. Nghe được lời này, Lạc Vân Hải cao ngạo nâng lên đầu, cười hắc hắc nói, phụ thân nói, cái này là nam nhân bí mật, không muốn nói cho các người nữ nhân ra, càng đừng nói cho ngoại nhân. Trác Phàm nghe đến lời này, lại là nhíu mày, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói. Lôi, Lạc hai nhà đầu này tổ huấn, là chỉ truyền gia chủ. Đúng vậy, đầu này tổ huấn thật là thế đại gia chủ truyền lại, chính là lão phu không có con trai, liền không tiếp tục truyền đi. Huống hồ, lão phu đã cùng thần Nam huynh kết giao, như thế nào lại thương tổn Lạc gia? Nghĩ đến đây, Lạc gia nhân hắn mà chết, lão nhân lại là một trận xấu hổ thẳng lắc đầu. Lão đầu, các ngươi Lôi gia có hay không gia truyền vũ kỹ? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Gật gật đầu, lão nhân thản nhiên nói, ta Lôi gia linh giai võ kỹ cấp thấp, kinh lôi chỉ, bởi vì không có con trai, cho nên thì truyền cho Đình Nhi. Đáng tiếc. Về sau khối này tồn chữ vũ kỹ ngọc giản bị Dương Minh tên xúc sinh kia cho lấy đi. 3. Trác Phàm vỗ tay một cái, dường như nghĩ đến cái gì, cái này đúng, bọn họ là xông cái này tới. Đón lấy, hắn liền vội gấp đi ra cửa đi, ở lại đây, chờ ta trở lại. Mọi người khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, không biết hắn lại muốn làm gì. Tiềm Long Các Phong Lâm Thành phân bộ, vẫn là cái kia cao lớn môn lầu. Vẫn là cái kia hai tên thủ vệ, Trác Phàm trực tiếp đi vào bên trong, không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Cửu ca, Trác Phàm vừa đi, một bên hô, tìm kiếm lấy Long Cửu chỗ. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái đóng chặt cửa lớn, trước cửa thủ vệ hai người thế mà Long Quỳ cùng Long Kiệt, thì minh bạch Long Cửu nhất định ở bên trong. Sau đó, vội vàng chạy lên trước, lớn tiếng nói, cửu ca. Xuyệt, Long Quỳ vội vã một cột. Tức giận nói, im miệng, cửu thúc ngày hôm nay không tiếp khách, người mau cút đi. Hừ, ta nhưng là không phải khách nhân, ta có chuyện quan trọng theo Long Cửu nói, tránh ra. Trác Phàm vung tay lên, liền muốn mạnh mẽ xông tới, cũng là bị Long Quỳ cùng Long Kiệt hai người hợp lực, cùng nhau cản lại. Ngươi có thể có cái gì chuyện quan trọng, đừng tưởng rằng cửu thúc coi trọng ngươi, thì được đà lấn tới. Nơi này là Tiềm Long Các, dung ngươi không được làm càn. Long Quỳ hung hăng trừng mắt Trác Phàm, hai chân như cây đinh bàn châm tại trên mặt đất. Trác huynh, ngày hôm nay cửu thúc tuyệt không có khả năng gặp ngươi, ngươi vẫn là về đi. Long Kiệt cũng là kiên định nói. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm biết mạnh mẽ xông tới cũng vô dụng, không khống chế được cười khẽ một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi biết ta mấy ngày nay đi chỗ nào sao? Hừ, các ngươi thối nam nhân có thể đi nơi nào? Lần trước ôm trở về hai cái. Lần này có lẽ ngủ như chết ở đâu cái ôn nhu hương bên trong. Long Quỳ trợn mắt một cái, cười nhạo nói. Không khống chế được mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha ha. Ta cũng muốn a, nhưng là ta cũng không có Long tiểu thư như thế thanh nhàn. Nói thật a, ta đi thăm dò U Minh Cốc động tĩnh. Rất nhanh,
bọn họ liền sẽ đến đánh bất ngờ Tiềm Long Các, đến thời điểm đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hừ, khoác lác, U Minh Cốc những người này hành tung có thể bị ngươi biết, trừ phi châu có thể bay lên trời. Long Quỷ bĩu môi, khinh thường cười cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm giả bộ quay người, chính là trước khi đi vẫn lớn tiếng nói, thay ta chuyển cáo cửu thúc, nói là ta mang Lạc Gia ra ngoài tránh một chút, tránh cho các người bị U Minh Cốc toàn diệt sau dắt ngay cả chúng ta. Xong, Trác Phàm sải bước hướng đi trở về. Long Quỷ nghe đến, chưa phát giác muốn mắng to. Chúng ta đối người không tệ a, có người như thế qua sông đoạn cầu, trước khi đi còn nguyền rủa chúng ta sao? Nhưng, nàng còn không có mắng lên tiếng, theo một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, cái kia phiến đóng chặt cửa lớn từ từ mở ra, bên trong truyền đến Long Cửu thanh âm già nua, mời Trác huynh đệ tiến đến. Long Quỷ cùng Long Kiệt khẽ giật mình, đuổi vội khom lưng cung kính nói, vâng. Nhưng là, còn không đợi bọn hắn đứng dậy, Trác Phàm đã là nhanh như chớp bàn theo trước người bọn họ chạy a, không cần mời, chính ta tiến đến, hắc hắc hắc. Nhìn lấy Trác Phàm dương dương đắc ý bộ dáng, Long Quỷ thở phì phò ngoác miệng ra, tiểu tử này có cái gì tốt, không phải liền là cái cấp 5 trận sư a, cửu thúc cư nhiên coi trọng như vậy hắn. Cười khổ một tiếng, Long Kiệt một lần nữa đem cửa lớn đóng lại, bất đắc dĩ nhìn xem Long Quỷ. Đây là điển hình ăn không được quả nho ngại quả nho chua a, như ngài Long đại tiểu thư trở thành cấp 5 trận sư, cái kia cửu thúc cũng không chỉ là coi trọng ngài, đem ngươi nâng đến bầu trời cũng có thể a. Một phương diện khác, không có để ý Long Quỷ đối với mình ngày càng nặng thêm bất mãn, Trác Phàm trực tiếp hướng bên trong đi đến. Căn phòng này 10 phần to lớn, thậm chí đầu kia thật dài hành lang liền đi 5-6 phần chuông. Chờ nhìn thấy ánh sáng lúc, chỉ thấy Long Cửu đang ngồi ở một chương cao ghế lớn phía trên, cười tủm tỉm mà nhìn mình. Mà sau lưng của hắn, đồng dạng sắp xếp hai tấm đồng dạng cái ghế. Chính là cái ghế kia lại là đưa lưng về phía hắn. Theo Trác Phàm cái phương hướng này chỉ có thể nhìn thấy cao lớn thành ghế. Ha ha ha, Trác huynh đệ, người tìm lão phu đến lại là làm gì? Mới vừa tới đến Long Cửu trước mặt, hắn liền cười nói, nhưng là rất nhanh, bức kia nụ cười liền lập tức thay đổi nhan sắc, dần dần âm trầm xuống, chỉ là lão phu phải nhắc nhở ngươi, ngày hôm nay ngươi nếu nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lão phu có thể tuyệt không dễ tha. Không khống chế được sờ mũi một cái. Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, U Minh Cốc cao thủ đã đuổi tới, lập tức liền muốn đánh bất ngờ nơi này, xem như đại sự vẫn là nhỏ sự tình. Nếu là thật sự, đương nhiên tính toán đại sự. Nhưng, Long Cửu còn không nói chuyện, một đạo càng lộ vẻ tang thương thanh âm lại đột nhiên theo phía sau hắn trên ghế phát ra, tiếp lấy cái kia hai cái ghế dựa chậm rãi chuyển động, hai cỗ so Long Cửu càng thêm đáng sợ khí thế đột nhiên hướng về phía Trác Phàm đè xuống. Thẳng đem hắn ép tới khí tức trì trệ, nhịn không được hướng về sau liên tục lui hơn 10 bước. Lạnh lẽo mồ hôi, chậm rãi theo hắn chấn kinh sắc mặt chảy xuống. Chi chi ckit, t, t. Hai cái ghế chậm chạp chuyển động, phát ra chói tai tiếng vang. Đợi chúng nó tất cả đều chuyển tới về sau, chỉ thấy hai cái ghế dựa phía trên đều ngồi đợi một lão giả. Một vị đầu đầy tơ vàng, hai mắt nổi lên. Bàn tay khô gầy phía trên mỗi động một ngón tay đều sẽ phát ra vang dội xương bạo âm thanh. Một đôi đồng tử thường có kim quang chớp động, tùy ý thoáng nhìn đều giống như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào nhân tâm xương cốt. Một vị khác đầu đầy hồng phát, sắc mặt ửng hồng, hô hấp ở giữa kéo dài sâu xa. Nôn ra khí tức càng là khiến trước người hắn không khí cũng bắt đầu vặn vẹo, như là trong miệng hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt, liền khí tức đều tản mát ra nồng hậu dày đặc cảm giác nóng rực. Chỉ một cái liếc mắt, Trác Phàm liền nhìn ra hai người thực lực hơn xa tại Long Cửu. Mà lại một người đã luyện thành kim cương chi thể, một người khác cũng là tu luyện hỏa hệ công pháp góp lại người. Cho dù hắn vẫn như cũ nhìn không ra hai người này thực lực, nhưng đoán nghĩ bọn hắn khoảng cách thần chiếu cảnh cũng đã không xa. Tại Phàm giai, Phàm là có thể tiến vào thần chiếu cảnh giới, liền đã coi như là đại lục ở bên trên số một số hai cường giả. Thật không hổ là Tiềm Long Các. Cư nhiên còn có cường giả như vậy tọa chấn. Trác Phàm cảm thấy thầm khen nói. Tùy ý nghiêng mắt nhìn Trác Phàm liếc một chút, ông lão tóc vàng kia âm u nói, ngươi chính là cái kia để lão cửu khen không dứt miệng tuổi trẻ tiểu bối, Trác Phàm. Vâng, Trác Phàm cung kính thi lễ nói. Nghe nói ngươi là cái cấp 5 trận sư,
Tóc vàng lão nhân hỏi lần nữa. Gật gật đầu, Trác Phàm tại không có thăm dò hai cái này lão đầu tính tình trước, không dám quá tùy tính, sau đó cung kính nói, vãn bối ngược lại biết chút cấp 5 trận pháp, chỉ sợ nhập không hai vị tiền bối pháp nhãn. Ha ha ha, cấp 5 trận sư cho dù tại ta Tiềm Long Các, cũng là cung phụng đãi ngộ. Mà hai chúng ta, chính là trưởng lão. Ngươi như đến, chúng ta còn muốn đối ngươi cung kính có thừa đây. Tóc vàng lão nhân lắc đầu bật cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hòa khí, ngược lại không giống bề ngoài như thế kiên cường. Lúc này, lão già tóc đỏ cả tiếng nói, uy, tiểu tử, nghe lão cửu nói ngươi người này rất cuồng ngạo, thế mà là phát ra hào ngôn, muốn để một cái bất nhập lưu gia tộc trong vòng 10 năm bắt kịp thất thế gia. Vừa mới gặp ngươi, mở miệng một tiếng cửu ca hô lão cửu, xác thực đầy đủ cuồng, người khác cũng không có lá gan này. Nhưng là gặp hai chúng ta, ngươi làm sao lại thoáng cái nhát gan xuống tới. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm bất trí khả phủ nói, ta cùng cửu ca đánh qua không ít đối mặt, ta biết hắn phòng tuyến cuối cùng, có thể các ngươi ta lại là lần đầu tiên gặp. Nghe được lời này, hai người kia không khống chế được sững sờ, trong mắt không khống chế được lóe qua một đạo dị sắc. Long cửu thì là run run ra mặt, cả giận nói, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là nhìn người mà xử a. Ta còn thực sự cho là ngươi thấy người nào cũng là cuồng ngạo như vậy đây, nguyên lai đối với lão phu một người cuồng, nhìn thấy lợi hại thì lập tức héo. Hắc hắc hắc, nơi đó, ta đối cửu ca cuồng, là bởi vì ta coi cửu ca là người một nhà, cửu ca lại là lòng dạ rộng lớn tiền bối, sẽ không chấp nhặt với ta. Nếu là gặp phải cái kia lòng dạ nhỏ mọn người, ta cùng hắn cuồng không phải là tìm chết sao? Trác Phàm lắc đầu cười cười nói, đến lúc đó, cái này đã không gọi cuồng ngạo, mà chính là ngu ngốc. Nghe được câu này, ba người không khống chế được liếc nhau, tất cả đều biết tâm cười. Tóc vàng lão nhân cùng lão già tóc đỏ, càng là một mặt tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên như lão cửu nói, hiểu rõ nhân tâm, vuốt mông ngựa đều không để lại dấu vết. Nghe hắn lời nói này, coi như lão cửu trong lòng còn tức giận. Nhưng làm một cái lão tiền bối, cũng không tiện theo tiểu bối đồng dạng tính toán. Tiểu tử này, ta thích, ha ha ha. Lão già tóc đỏ phóng khoáng cười to lên, ông lão tóc vàng cũng là gật gật đầu, cười nhạt nhìn về phía Trác Phàm, nếu không phải biết rõ ngươi không có ý gia nhập chúng ta Tiềm Long Các, lão phu không phải đưa ngươi thu làm môn hạ không thể, ha ha ha. Cười chắp tay một cái, Trác Phàm cảm thấy lại là khinh thường cười lạnh. Hắn đường đường ma hoàng rơi xuống nhân gian, coi như lại không tốt cũng không có khả năng bái nhập ngươi cái liền thần chiếu cảnh cũng chưa tới môn hạ. Hoàn toàn ngược lại, ngươi nếu có cái gì trên việc tu luyện khó khăn, lão phu cho ngươi chỉ điểm một chút còn tạm được. Đúng, ngươi vừa mới nói U Minh Cốc người đến, nhưng có việc này. Đàm Tiếu sau đó, ông lão tóc vàng hoàn toàn không biết Trác Phàm suy nghĩ trong lòng, biến sắc, nghiêm túc nhìn về phía hắn, tiến vào chính đề. Long cửu cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ có một con mắt không ngừng run run. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm khẳng định nói, hơn nửa tháng trước, ta liền phát hiện Tôn gia trừ giản trưởng lão bên ngoài, lại nhiều hai đạo 10 phần cường hãn khí tức. Chỉ là mấy ngày nay ta xuất ngoại làm việc, không rảnh dám thị Tôn gia, về sau bọn họ có hay không lại đến người cũng không rõ ràng. Hừ, đến càng nhiều càng tốt, bọn họ tới một cái, lão tử giết một cái, đến hai cái, giết hai cái. Long cửu hung hăng nhất trưởng đánh trên bàn, chỉ có một con mắt đã phủ đầy huyết hồng. Lão cửu, không muốn hành động theo cảm tính. Ông lão tóc vàng nhướng mày, không khống chế được quát lạnh một tiếng, tiếp lấy lại nhìn về phía Trác Phàm, tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao biết? Mèo có mèo đạo, chuột có đường chuột, ta cũng có ta biện pháp, người khác không tiện thông báo. Trác Phàm lắc đầu, cười nói. Ông lão tóc vàng sau khi nghe được, còn có lo nghĩ. Nhưng là Long cửu lại là kiên định gật đầu, tam ca, Trác huynh đệ tình báo xác thực có thể tin. Lúc trước giản phàm cái kia hỗn đản đi vào Phong Lâm Thành, chúng ta Tiềm Long các mạng lưới tình báo cũng không biết, vẫn là Trác huynh đệ nói cho ta biết. Về sau ta tự mình đi thăm dò, quả là thế. Ồ, ông lão tóc vàng lông mày nhíu lại, cùng lão già tóc đỏ liếc nhau về sau, đều là kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, tiểu huynh đệ, người có thể quá để cho chúng ta kinh ngạc. Không biết lệnh. Sư là cửu u bá chủ, Trác Phàm bật thốt lên. Ba người nghe, cũng bất giác sững sờ. Cửu u bá chủ cái danh hiệu này,
bá khí ngược lại bá khí, nhưng là đại lục ở bên trên có nhân vật như vậy sao? Trác Phàm gặp, lại là âm thầm trộm cười một tiếng. Cái tên này nếu là thánh vực người nghe đến, có lẽ có thể liên tưởng đến cửu U Ma đến nơi này, nhưng là tại phàm giai, lại là tuyệt không có ai biết. Dù sao, người ở đây còn kém xa lắc, căn bản còn không đạt được nghe nói thượng cổ thập đế danh hào trình độ. Lệnh sư nhất định là vị ẩn thế cao nhân, bằng không thì cũng bồi dưỡng không ra Trác huynh đệ còn trẻ như vậy cấp 5 trận sư tới. Tóc vàng lão nhân gặp Trác Phàm không muốn nói, cũng liền không bức. Đúng, cửu ca, trên người ngươi có phục nguyên đan sao? Lúc này, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía Long Cửu. Gật gật đầu, Long Cửu móc ra một cái bình sứ đưa tới, các ngươi Lạc gia có người thụ thương. Phục nguyên đan là tam phẩm đan dược, không tính quá chân quý, nhưng mà tuyệt không tiện nghi, tối thiểu muốn mấy trăm ngàn linh thạch một khỏa. Nhưng là Trác Phàm muốn, Long Cửu tự nhiên không nói hai lời thì cho. Không nói trước hai người càng ngày càng thân cận quan hệ, chỉ là cái kia 10 triệu nợ nần, cho cái đan dược nhằm nhò gì a? Cầm qua đan dược, Trác Phàm không có trả lời, chính là hướng ba người ôm quyền, đa tạ cửu ca cùng hai vị tiền bối, tại hạ như vậy cáo từ. Ha ha, số tiểu tử, nguyên lai đây mới là ngươi mục đích. Long Cửu sững sờ, đại mắng, đây chính là như hạt vừng việc nhỏ, ngươi quấy rầy chúng ta khai hội, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Trác Phàm he he cười một tiếng, khoát khoát tay, lại tiễn ngươi một cái tình báo, U Minh Cốc hai ngày này có lẽ thì muốn động thủ, gấp rút phòng ngự đi. Xong, Trác Phàm cười lớn đi ra ngoài cửa. Long Quỳ cùng Long Kiệt nhìn lấy hắn xuân phong đắc ý đi ra tới, không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Đồng thời, tâm lý càng thêm chua chua lên. Giống như vậy trưởng lão hội nghị, hai người bọn họ cũng không có tư cách tham gia. Tiểu tử này lại là vượt lên trước theo ba vị trưởng lão cùng một chỗ nghị sự. Cái này khiến hai người, riêng là Long Quỳ nghĩ như thế nào đều cảm giác khó chịu. Ông lão tóc vàng viện tròm râu, nhìn lấy Trác Phàm bóng lưng dần dần biến mất, trong mắt tinh quang lấp lóe, lão cửu, lão ngũ, thiếu niên này bề ngoài thông minh lanh lợi, nhưng thực mỗi một câu đều hiểu rõ nhân tâm, đa mưu túc trí. Tuổi còn trẻ, lại một thân kỳ thuật bản lĩnh, thật không biết là vị cao nhân nào đệ tử. Ngày sau, chúng ta Tiềm Long Các nhất định muốn cực kỳ kết giao. Hai người nghe, đều là thật sâu gật đầu. Một phương diện khác, Trác Phàm ra đến Tiềm Long Các đại môn, liền thẳng đến tiểu viện bước đi. Trên đường đi, hắn đã rõ ràng cảm giác được có mấy cái khả nghi người tại tiểu ngoài cửa viện bồi hồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn hết sức rõ ràng, đại chiến hết sức căng thẳng, đã cấp bách. Sau đó liền càng tăng nhanh hơn bước chân. Rất nhanh, Trác Phàm về đến Lạc Vân Thường bọn họ nơi này. Giờ này khắc này, Lạc Vân Thường đã theo lão nhân kia trong miệng, giải cả sự kiện chân tướng. Trong lúc nhất thời, song phương có thể nói là đồng bệnh tương liên, lẫn nhau đều thổn thức không thôi. Song phương thảm trạng, địch nhân chung, để hai nhà kết thành kiên cố nhất đồng minh. Trác Phàm thấy thế, trong lòng càng yên tâm hơn không ít. Vung tay đem cái kia bình phục nguyên đan ném cho Hắc Phong Sơn sơn chủ, đem cái này ăn, hy vọng có thể mau chóng khôi phục thực lực ngươi. Đây là cái gì? Lôi Vũ Đình hỏi. Phục nguyên đan. Lôi Vũ Đình giật mình, một mặt kinh dị nhìn lấy cái bình này. Phục nguyên đan nàng cũng biết, tam phẩm đan dược, mấy trăm ngàn linh thạch một khỏa. Liền xem như bọn họ Hắc Phong Sơn đoạt một năm, cũng không nhất định có thể đoạt mấy ngàn khối linh thạch. Nhưng là chân quý như vậy đan dược, Lạc gia thế mà là tiện tay thì ném ra. Nguyên lai Lạc nhà có tiền như thế sao? Giống như nhìn ra nàng tâm sự, Lạc Vân Thường vỗ vỗ tay nàng, cười nói, Mưa Đình tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, Tiềm Long Các thiếu chúng ta 10 triệu đây. Một khỏa tam phẩm đan dược, toàn bộ làm như lợi tức. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình càng là cả kinh cái cằm đều nhanh rơi xuống. 10 triệu. Tiềm Long Các thiếu bọn họ nhiều như vậy, khó trách muốn không quan trọng bảo vệ bọn hắn. Chờ một chút, Quy Vân Trang nguyên lai có nhiều tiền như vậy sao? Làm sao càng đoạt, bọn họ càng giàu đâu? Chỉ có Trác Phàm nhìn lấy Lạc Vân Thường không ngậm miệng được nụ cười, bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Nữ nhân A, đều một cái dạng, ở đâu đều không quên ganh đua so sánh. Cùng một thời gian, Tôn gia, một cái tối tăm mật thất bên trong.
ngồi đấy bốn người. Bên trong một người, chính là U Minh Cốc thập trưởng lão, bên trong bát trưởng lão, Ngốc Ưng Giản Phàm. Ba người khác đều quấn tại một kiện áo khoác màu đen dưới, thấy không rõ hình dạng. Nhưng là toàn thân cao thấp đều tản ra, cường đại mà quỷ dị âm tà chi khí. Trước mặt bọn hắn, đứng đấy một vị thiếu niên, anh Tuấn trên khuôn mặt luôn luôn mang theo một tia nhàn nhạt tà tiếu, chính là Dương Minh. U Minh, lúc này, Giản trưởng lão mở miệng nói, ngươi ẩn tàng tại Hắc Phong Sơn mười mấy năm qua, làm rất tốt. Chính là hành động lần này, ngươi không phải giao cho một cái tiểu cô nương đi làm a? Lâm Thời ra chút ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. Cười nhạt một tiếng, U Minh tự tin nói. Bạch, một đạo thanh quang từ U Minh khuôn mặt lướt qua, lưu lại một đạo vết máu. Đỏ tươi dòng máu, dọc theo đạo kia vết máu chậm rãi chảy xuống. U Minh không khống chế được giật mình, hoảng sợ nhìn về phía đột nhiên hướng hắn xuất thủ Giản trưởng lão. Chăm chú nhìn ánh mắt hắn, Giản trưởng lão lạnh lùng nói, cái này ám nguyệt kế hoạch, gia tộc đã bố trí hơn 10 năm. Nếu là nhân ngươi tự đại mà công thua thiệt tại bại, hư gia tộc đại kế, lão phu cam đoan, bảo ngươi sống không bằng chết. Vâng, U Minh khẽ khom người, trên trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Đi xuống đi, Giản trưởng lão khoát khoát tay, thản nhiên nói, ba ngày sau hành động. U Minh lại bái bái, chuẩn bị lui ra, nhưng là hắn vừa đi đến cửa trước, bên tai lại truyền tới Giản trưởng lão âm lãnh thanh âm, Lạc gia, tuyệt không thể thả đi một người, riêng là. Trác Phàm, U Minh gần từng chữ nói. Gật gật đầu, Giản trưởng lão trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, mặc dù là Tiềm Long Các mượn hắn tay giết U Tuyền, nhưng trên tay hắn dù sao chấm ngươi sư đệ máu. Tay người nào nếu như chấm ta U Minh Cốc máu người, vậy hắn thì nhất định không có thể sống trên cõi đời này. Vâng, U Minh khẽ cắn môi, lộ ra khát máu nụ cười. Tiểu viện trong phòng, Trác Phàm một người tĩnh tĩnh bàn ngồi ở đầu giường, thật lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, mở hai mắt ra. Vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lần nữa đột phá, trở thành tụ khí ngũ trọng tu giả. Chỉ tiếc nguyên lực trong cơ thể một mực dừng lại tại tụ khí tứ trọng đỉnh phong, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Sớm biết như thế, ban đầu ở Hắc Phong Sơn phía trên liền nên lưu chút thời gian, nhiều hút mấy người nguyên lực. Chính là khi đó vì tiết kiệm thời gian, chỉ lo để huyết anh giết người, lãng phí nhiều như vậy tài liệu luyện công. Hiện tại, đại chiến sắp đến, hắn cũng không tốt lấy máu anh ra ngoài. Nếu không lời nói, vạn nhất đụng tới Giản trưởng lão cái kia một nhóm người, đem hắn huyết anh diệt, vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm nói, nhịn một chút a, bọn họ cũng nên đánh lên. Nhưng, chính làm hắn vừa dứt lời thời điểm, một cỗ khí tức khủng bố liền đột nhiên hướng bọn họ nơi này vọt tới. Sợ hãi cả kinh, Trác Phàm vội vàng chạy ra phòng ngoài, nhảy lên nóc phòng. Đã thấy sớm có một người đã lăng không đứng trên hư không, thả mắt nhìn đi, chính là Long Cửu. Giờ này khắc này, hắn cũng nhìn lấy khí tức kia đánh tới phương hướng, chỉ có một con mắt càng không ngừng xúc động, nồng đậm sát ý không che giấu chút nào khuếch tán ra tới. Cho dù Trác Phàm nơi này cách cái này Tiềm Long Các phân bộ có trăm bước xa, hắn cũng không chịu được lạnh run. Quả nhiên đúng vậy, bọn họ đều là thiên huyền cảnh cao thủ. Tuy nhiên Trác Phàm thấy không rõ Long Cửu thực lực, nhưng phỏng đoán cũng là ở trên trời huyền phía trên, bây giờ gặp hắn đứng tại hư không, liền càng thêm xác định cái suy đoán này. Còn cái kia hai cái mới tới lão đầu, còn càng là thiên huyền cảnh cao thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm đưa mắt nhìn xem, lại cũng không gặp hai người kia hiện thân, lập tức liền nghĩ đến bọn họ tính toán. Chắc hẳn bọn họ đã là làm tốt mai phục, để cái kia Giản Phàm tới đi không được. Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm nhếch miệng lên cái tà dị tiếu dung. Cái này ba cái lão đầu làm ra an bài như thế, chính là cho thấy Tiềm Long Các đã quyết tâm muốn cùng U Minh Cốc tử chiến đến cùng, bất chấp hậu quả. Kể từ đó, song phương lại không hòa giải đường sống, cái kia Lạc gia thì chân chính an toàn. Trác Phàm, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lạc Vân Thường cùng Lôi Vũ Đình bọn người cùng nhau đi vào trong nội viện, chỉ có lão nhân kia không đến. Trác Phàm biết hắn còn tại luyện hóa dược lực, thực lực không có khôi phục. Bọn họ bên này, dù sao thiếu một cái chân chính có thể chịu nổi cao thủ. Sau đó vội vàng quát, các ngươi ra ngoài làm gì, trở về.
Bọn họ những thứ này đạo hạnh tầm thường, ở trên trời huyền cảnh cao thủ trước mặt, người ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết, Trác Phàm chính mình có thể bằng vào 9 ngày bàn long trận đỉnh một đỉnh. Nhìn lấy Trác Phàm ngưng trọng như thế biểu lộ, Lạc Vân Thường cũng biết sự việc rất nghiêm trọng, lập tức ôm lấy đệ đệ, chỉ huy mọi người trở về phòng tránh né. Chính là tại trước khi đi, liếc hắn một cái, Trác Phàm, người cũng phải cẩn thận. Trác Phàm không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền lần nữa nhìn về phía hư không bên trong. Khặc khặc khặc, đột nhiên, làm cho người quát kêu tiếng cười tại mọi người mà thôi trước vang lên, một đóa mây đen chậm rãi bay tới Tiềm Long Các trên không. Nương theo lấy tiếng cười, một cái hắc bào lão nhân chậm rãi theo trong mây đen đi ra, thưa thất tóc nghênh phong tung bay, Tà Dị Song Đồng chăm chú nhìn đối diện Long Cửu, nhưng mục quang u lãnh cũng không ngừng hướng tiểu viện phương hướng lướt qua liếc một chút. Ngốc ưng Giản Phàm, người thật lớn mật, thực có can đảm đến lão phu địa bàn gây chuyện. Long Cửu vừa thấy được cái kia Giản trưởng lão, chỉ có một con mắt liền lập tức máu bắt đầu nóng. Khắc cốt cừu hận để hắn mỗi nói một chữ, đều mang nồng đậm sát ý. Khóe miệng hơi hơi một phát, Ngốc ưng Giản Phàm cất tiếng cười to nói, Long Cửu, người Tiềm Long Các người giết chúng ta U Minh Cốc đệ tử U Tuyền, chẳng lẽ còn không cho phép lão phu đến đòi cái công đạo? Công đạo, các người U Minh Cốc người, cũng biết cái gì gọi công đạo. Long Cửu hô hấp dần dần dồn dập lên, như là nghĩ đến cái gì thâm cửu đại oán niệm đến, phẫn nộ quát, ban đầu là người nào thiết kế đem lão phu lừa gạt đến Lạc Diệp Thành, là ai bố trí cạm bẫy, lấy ba đối một hủy lão phu Tử Lôi Kim Nhãn. Tử Lôi Kim Nhãn. Nghe đến lời này, Trác Phàm không khống chế được giật mình, không nghĩ tới Phàm giai cư nhiên còn có người tu luyện thần thông như thế. Tương truyền Tử Lôi Kim Nhãn chính là thượng cổ thập đế bên trong, mạnh nhất tam đế một trong, đại đế một cái thần nhãn. Mục đích thả kim quang, hàm ẩn diệt thiên thần lôi. Cho dù là thánh cấp cao thủ, bị hắn nhìn một chút, đều sẽ thần hồn câu diệt. Coi như là bình thường đế cấp cao thủ, cũng rất khó nhìn thẳng hắn 10 lần. Nhưng là không nghĩ tới, thần thông như thế pháp môn tu luyện, thế mà lại tại phàm giai tu giả trên thân gặp phải. Chính là không biết hắn tu luyện tới mấy tầng trời. Nếu là lục trọng thiên lời nói, cái kia hủy thật sự là đáng tiếc. Coi như đặt ở hắn ma hoàng trên thân, đó cũng là so thù giết cha, đoạt vợ mối hận, càng thêm khắc cốt thâm cừu. Ha ha ha! Giản Phàm nghe đến hắn lời nói, không có chút nào xấu hổ. Ngược lại đắc ý cười to nói, đó là ngươi ngu xuẩn, quái đến người nào. Lúc trước ngươi bằng vào Tử Lôi Kim Nhãn, tại Tiềm Long Các cũng là số một số hai cao thủ. Hiện tại không có ỷ vào, chắc đã lui khỏi vị trí hạng bét. Thân là cửu đại trưởng lão một trong, lại chỉ có thể thủ tại đây biên giới chi địa Phong Lâm Thành, buồn cười a buồn cười. Giản Phàm. Long Cửu khẽ cắn môi, toàn thân khí thế đại phóng. Chỉ có một con mắt bên trong như là thật có huyết dịch lưu động, chói mắt mối thù, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Vừa dứt lời, Long Cửu liền bỗng nhiên xông về phía trước. Một bàn tay bên trong, giống như một đầu kim long quấn ở phía trên, bỗng nhiên đánh ra. Linh giai trung cấp vũ kỹ, đằng long chảo. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, Long Cửu trong tay kim long giống như sống một dạng, bỗng nhiên xông ra. Dương nanh múa vuốt bộ dáng, giống như muốn đem trước mặt địch nhân hoàn toàn xé nát một dạng. Cười lạnh, Giản Phàm ném qua một cái khinh thường ánh mắt, sau đó tiện tay vung lên. Chỉ một thoáng, cuồn cuộn hắc khí từ hắn ống tay áo ở giữa tràn ra, tiếp lấy hóa vì xiềng xích màu đen, trong nháy mắt đem đầu kia kim long trói lại. Bàn tay bóp, cái kia kim long liền lại một tiếng kêu gào bên trong hóa thành vỡ nát. Linh giai trung cấp cấp 5, U Minh xiềng xích. Giản Phàm suy cười một tiếng, Long Cửu, trước kia ngươi có Tử Lôi Kim Nhãn là đầu rồng, hiện tại ngươi chính là đầu trùng. Thần nhãn Long Cửu danh hào, lại cũng không còn tồn tại. Nhưng, còn không đợi hắn nói hết lời, một bàn tay lại là đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, một phát bắt được hắn ngón tay. Tiềm Long chảo, như là bị một cái kìm sắt bắt lấy bàn, Giản Phàm nhất thời không cách nào tránh thoát, nhưng là hắn lại cũng không cuống cuồng. Ngược lại cười lạnh liên tục, hừ, linh giai vũ kỹ còn không làm gì ta được, huống chi là cái này phàm giai vũ kỹ. Hắc hắc hắc, đây cũng không phải là đòi mạng ngươi, mà chính là. Khóe miệng nhấc lên một cái quỷ dị đường cong, Long Cửu bỗng nhiên hất lên,
liền đem Giản Phàm thẳng tắp hướng mặt đất ngã đi. Cùng một thời gian, tóc vàng lão nhân cùng Hồng Phát lão nhân không biết từ nơi nào thoát ra, hướng về Giản Phàm té xuống phương hướng bay đi. Không tốt! Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Giản Phàm không khống chế được kinh hãi. Hắn bây giờ mới biết, vừa mới Long Cửu cái kia tiềm long trảo tác dụng là cái gì. Đó cũng nhất định phải đả thương hắn, mà chính là muốn đem hắn đặt ba người trong vòng vây, để hắn không đường có thể trốn. Nhìn lấy cái này Long Cửu là quyết tâm muốn giết mình, có điều. Nghĩ tới đây, Giản Phàm khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong. Xuất thủ! Vù vù! Nương theo lấy Giản Phàm hét lớn một tiếng, trong mây đen đột nhiên thoát ra hai cái thân mang hắc bào nam tử, cùng nhau hướng Long Cửu phóng đi. Lần này đổi lại là Long Cửu cùng tóc vàng lão nhân ba người giật mình, nguyên lai U Minh Cốc cũng có mai phục. Bất quá, thông qua Trác Phàm tình báo, bọn họ sớm đã biết U Minh Cốc cũng hướng nơi này tăng phái trợ thủ, cho nên sớm đã làm tốt đối sách. Lão Cửu, chịu đựng! Tóc vàng lão người hét lớn một tiếng. Tốc độ không giảm chút nào, thẳng tắp hướng Giản Phàm phóng đi, Hồng Phát lão nhân theo sát phía trên, như là hoàn toàn mặc kệ Long Cửu chết sống. Long Cửu nhếch miệng cười một tiếng, trong tay kim quang lóe lên, một thanh hình dáng như đầu rồng trường kiếm liền xuất hiện ở trước mắt, bỗng nhiên hướng cái kia hai cái người áo đen chém tới, chỉ cần có thể giết Giản Phàm, lão tử chết cũng đáng. Tam phẩm linh binh, ngạo long kiếm. Hai người nhìn thấy thanh binh khí này xuất hiện. Không khống chế được khẽ giật mình, không còn dám xông về trước. Thân thể rời một cái, lập tức né tránh trường kiếm kia đánh chém. Bạch! Một vệt kim quang lướt qua hai cái người áo đen bên người bay ra, chỉ một thoáng, nương theo lấy một trận sấm sét vang vọng. Toàn bộ bầu trời, tại đạo kim quang này dưới, mắt trần có thể thấy làm hai nửa, qua hơn 10 diệu sau mới lại hợp đến cùng một chỗ. Cái này linh binh sắc bén, mà ngay cả không khí đều có thể cắt chém. Hai cái người áo đen liếc nhìn nhau, cảm thấy sợ hãi, không khống chế được liên tục lui hơn 10 bước, cùng Long Cửu kéo dài khoảng cách. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Tiềm Long Các hội đem bảo bối này cho mượn đưa cho hắn sử dụng. Tốt! Nhìn thấy Long Cửu liều chết nhất kích, dọa lùi cái kia hai cái U Minh Cốc cao thủ, ông lão tóc vàng không khống chế được lớn tiếng gọi tốt. Toàn thân cao thấp kim quang đại thịnh, quanh người mỗi một chỗ đều hiển lộ ra phong duệ chi khí, trực tiếp hướng Giản Phàm phóng đi. Không có cái kia hai người trợ giúp hỗ trợ, Giản Phàm đã là trên thất thịt, không thoát. Lão Cửu, xem trọng, nhìn Tam Ca như thế nào đổ hắn. Ông lão tóc vàng cười lớn một tiếng, đột nhiên huy động hai tay. Mặc dù không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng là cánh tay hắn vung qua chỗ, cũng sẽ ở không trung phát ra chói tai thanh âm. Giống như muốn cắt đứt không trung đồng dạng. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Giản Phàm cái trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, giống như có lẽ đã ngửi đến tử vong khí tức. Oanh! Đột nhiên, ngay tại tóc vàng trưởng lão tức bắt lấy Giản Phàm thủ cấp thời điểm, một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy chính là bộc phát ra vang trời tiếng vang. Nguyên bản vọt tới trước tóc vàng trưởng lão không lý do bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Hồng Phát lão nhân giật mình, vội vàng đi vào tóc vàng trước mặt lão nhân. Nhưng là tóc vàng lão nhân lại không tâm tư chú ý mình thương thế, chính là một mặt ngưng trọng nhìn lấy phía trước bụi mù lăn lộn chỗ. Không trung Long Cửu, càng là một mặt khiếp sợ nhìn về phía nơi này. Chỉ chốc lát sau, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi, lộ ra bên trong thở hồng hộc Giản Phàm. Chính là lúc này trên mặt hắn lại không có kinh sợ. Chỉ có trốn qua một kiếp sau điên cuồng cùng phách lối. Thật là nguy hiểm a, không nghĩ tới Tiềm Long Các lại phái đến Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão cho lão già này giúp đỡ. Rời núi lấp biển kim giao tiễn, địa hỏa phần thiên bạo viêm long, lão phu cửu ngưỡng đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Con mắt khẽ híp một cái, tóc vàng lão nhân cùng Hồng Phát lão nhân nhìn chằm chằm phía trước, nhưng là cũng không có nhìn hắn, mà chính là trên vai hắn. Thôn phệ quỷ quả. Trác Phàm giật mình, mi đầu thật sâu nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, cái này Giản trưởng lão chỗ tế luyện ma vật lại là thôn phệ quỷ quả. Thôn phệ quỷ quả bản thân cũng không có cái gì lợi hại thiên phú, nhưng là nó lại có thể thôn phệ vạn vật, đem vạn vật thuộc tính giao phó tự thân trên thân. Cho nên, thôn phệ quỷ quả yếu mạnh, hoàn toàn ở tại tự chủ. Bất quá, rõ ràng là,
cái này thôn vệ quỷ quả tuyệt đối là khá mạnh cái kia một loại. Trác Phàm mi đầu run run, sang nghiêng nhìn con quỷ kia quả một con mắt. Cùng nó một cái khác sơn con mắt màu đen khác biệt, đó là một cái tản ra cạn hào quang màu tím trong mắt màu vàng óng, bên trong còn ẩn ẩn có tiếng sét nổ vang. Tam trọng thiên, tử lôi kim nhãn. Trác Phàm lẩm bẩm nói. Cái đó là, lão phu tử lôi kim nhãn. Long Cửu nhìn lấy cái kia tối như mực quỷ quả trong hốc mắt quen thuộc sự vật, chưa phát giác hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Từng có lúc, hắn lấy cái này thần nhãn tung hoành thiên hạ, được đến thần nhãn Long Cửu danh hào. Nhưng là bây giờ, cái này thần nhãn lại thành vì trong tay người khác vũ khí, nhằm vào hướng hắn. Cái này, không có khả năng, Long Cửu hung hăng lắc lắc đầu, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Giản Phàm lại là đắc ý cười to lên, Long Cửu, người không nghĩ tới a, người cái kia thế gian nghe tiếng tử lôi kim nhãn, bây giờ lại tại ta tế luyện ma vật trên thân. Ngày hôm nay, người muốn giết ta, trước qua người cái này thần nhãn quan đi. Vừa mới nói xong, Giản Phàm lập tức tay bấm chỉ quyết. Chỉ một thoáng, oa oa oa. Quỷ quạ dường như được cái gì mệnh lệnh, hoạt động vài cái cánh về sau, đột nhiên bay về phía không trung. Một cái tử đồng trung kim quang nhấp nháy, một tiếng ầm vang, một đạo tử mang đột nhiên hướng Long Cửu bắn tới. Lão Cửu, cẩn thận. Tóc vàng lão nhân vội vàng hét lớn nhắc nhở, Long Cửu tựa như còn có chút sợ run, đợi cái kia tử lôi đã tới người lúc, mới phản ứng được, vội vàng giơ lên ngạo long kiếm nhất cản. Oanh! Không trung bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, như vạn mã lao nhanh. Long Cửu tại từng đạo tử mang chớp động bên trong, như diều đứt dây bàn bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Thấy tình cảnh này, ông lão tóc vàng cùng Hồng Phát lão nhân cùng nhau khẩn trương, vội vàng hướng Giản Phàm phóng đi. Trong lòng bọn họ minh bạch, cái này quỷ quả là Giản Phàm khống chế. Chỉ phải giải quyết Giản Phàm, cái này quỷ quả cũng liền không có người chỉ huy. Nhưng, điểm này Giản Phàm lại có thể không nghĩ tới. Cười lạnh, Giản Phàm thủ quyết lần nữa một chục, ầm ầm lại là hai tiếng nổ mạnh, hai đạo tử mang phân biệt hướng tóc vàng lão nhân cùng Hồng Phát lão nhân đánh tới. Hai người miễn cưỡng đỡ được, nhưng đều là bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trác Phàm thấy thế, không khống chế được kinh hãi, cái này tử lôi kim nhãn quả nhiên bá đạo. Chính là tam trọng thiên cảnh giới, lại là tự tìm ba cái thiên huyền cảnh cao thủ không hề có lực hoàn thủ. Dựa theo này đi xuống lời nói, Tiềm Long Các thất bại, như vậy bọn họ Lạc gia cũng liền xong đời. Không được, lão tử tuyệt không thể để xảy ra chuyện như vậy. Con mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, ngón tay cong, một đạo ánh đỏ liền chậm rãi theo hắn thân thể bay ra, hướng về Giản Phàm thẳng bay qua. Tuy nhiên làm như thế, hắn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất hắn bản mệnh huyết anh bị phát hiện, một đạo tử lôi liền có thể trong nháy mắt diệt nó, như vậy Trác Phàm chính mình cũng sẽ cùng theo bỏ mình. Nhưng là, như không làm như vậy, ba cái kia lão đầu bại, bọn họ Lạc gia vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đánh cược một keo. Trác Phàm cảm thấy hung ác, dẫn dắt đến huyết anh lặng lẽ tiếp cận Giản Phàm. Mà giờ này khắc này, Giản Phàm tất cả chú ý lực đều bị Tiềm Long các ba cái kia lão đầu hấp dẫn, căn bản không có chú ý sắp đến nguy hiểm. Ha ha ha, cái này tử lôi kim nhãn thật đúng là đồ tốt, thì tính toán ba người các ngươi cùng lên, lão phu cũng không sợ chút nào. Quỷ quạ lần nữa bay trở về Giản Phàm đầu vai, Giản Phàm nhìn lấy ba người, càn rỡ cười to. Hai người khác lúc này cũng lập tức bay đến Giản Phàm bên người, khóe miệng lộ ra tà dị tiếu dung. Thấy tình cảnh này, Long Cửu ba người sắc mặt đều ào ào âm trầm xuống. Bọn họ tam đại Tiềm Long các trưởng lão đồng loạt ra tay. Lại bị người xem thường đến loại tình trạng này, vẫn là lần đầu phát sinh. Nếu là ngày hôm nay không thể thủ thắng lời nói, cái kia Tiềm Long các mặt mũi liền bị bọn họ ném lớn. Chỉ là một cái ma vật, cộng thêm một cái trộm được tử lôi kim nhãn, liền nghĩ thắng lão phu ba người. Ngốc ưng, ngươi không khỏi quá tự đại. Ông lão tóc vàng thở dài ra một hơi, trong ánh mắt kim quang nhốn nháo, trên thân sát ý không che giấu chút nào phát ra, hiển nhiên đã là động chân nộ. Lão Cửu, lão Ngũ, các ngươi tất cả chớ động, lão phu muốn một hơi nhận lấy ba người bọn hắn đầu. Cảm thấy không khống chế được run lên,
Lão già tóc đỏ nhìn lấy tóc vàng lão nhân quyết tuyệt ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu. Long Cửu gặp, cũng là khẽ gật đầu, sau đó hai người liền tất cả đều bay khỏi bên cạnh hắn. Đều là Tiềm Long các cửu đại trưởng lão, bọn họ tự nhiên biết Sở Tóc Vàng lão nhân thực lực chân chính. Rời núi lấp biển kim giao tiến, không giận còn đã, giận dữ nhất định chém trời nứt địa. Cho dù là Long Cửu lúc trước thần nhãn tại thân lúc, Tiềm Long các nội bộ, hắn cũng là có hai cái rưỡi người tự hỏi tuyệt đối đánh không lại. Trước hai cái là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, mặt khác nửa cái, cũng là nổi giận tam trưởng lão. Bạch, lóa mắt kim quang bỗng nhiên theo tóc vàng lão nhân toàn thân cao thấp phát ra, nương theo lấy xì 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 chói tai tiếng vang, hắn toàn thân cao thấp dần dần chụp lên một tầng dày đặc kim sắc màng mỏng, giống như mặc một thân áo giáp màu vàng óng đồng dạng. Lấy khiến cho hắn mỗi động một ngón tay, đều phát ra kim loại giao kích tiếng vang. Sắc mặt chưa phát giác thay đổi, Giản Phàm như là cũng ý thức được lão nhân này có vẻ như phát sinh một loại nào đó biến hóa, đã có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh, sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm lên. Lão Phu ngày hôm nay muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, lão Phu rời núi lấp biển kim giao tiễn danh hào như thế nào được đến. Song quyền ra sức vồ một cái, tóc vàng lão nhân hiện tại toàn thân cao thấp đã tràn đầy kim quang, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Giản Phàm, đạp chân xuống liền hướng hắn thẳng tiến lên. Đồng thời, song trưởng giao nhau, như là một cái kéo bàn bỗng nhiên hướng về phía trước chộp tới. Giống, trong trẻo long minh vang vọng chân trời, tại đây đen nhánh trong bầu trời đêm, Giản Phàm ba người lại có thể nhìn thấy tóc vàng lão nhân quanh thân xuất hiện một cái to lớn thủ lĩnh hư ảnh. Giờ này khắc này, đầu kia cự long chính mở cái miệng rộng, theo tóc vàng lão nhân song trưởng giao kích vồ xuống, muốn một ngụm thôn vệ ba người bọn họ. Linh giai cao cấp vũ khí. Rồng cắn chảo. Sợ hãi cả kinh, Giản Phàm vội vàng đánh tới thủ quyết, để quỷ quả vội vã sử xuất tử lôi kim nhãn. Oanh, lại là một tiếng tử mang bắn ra. Nhưng là lần này, đạo kia tử lôi bắn tới kim sắc long đầu phía trên, lại là đụng một tiếng bị bắn ra. Cái kia thủ lĩnh, tốc độ không giảm chút nào hướng ba người cắn tới. Thất sắc, Giản Phàm vạn không nghĩ tới lão nhân này lợi hại như thế. Liền tử lôi kim nhãn đều không làm gì được. Bất quá, hắn cũng đó có thể thấy được, cái kia long đầu phía trên kim quang ảm đạm không ít. U minh xiềng xích. Lúc này, Giản Phàm hét lớn một tiếng, ba người đồng thời vung tay lên. Nhưng gặp mấy chục đạo màu đen xích sắt theo ba người trong tay tràn ra, như cùng một mảnh đen nghịt mây đen, đem chọn cái long đầu bao khỏa đi vào. Xoạt, xoạt. Xiềng xích siết chặt. Toàn bộ long đầu liền hoàn toàn bị cái kia hắc liên khóa lại, nhưng là vậy long đầu cũng không có biến mất, y nguyên đang kiên trì. Không hổ là Tiềm Long các ba tấm lão, ba người chúng ta hợp lực lại chỉ có thể cùng ngươi đánh hòa nhau. Giản Phàm mặt đỏ mà thôi to nắm lấy xiềng xích màu đen, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm phía trước lão nhân, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi. Bên cạnh hắn hai người, cũng là như thế. Tam trưởng lão khẽ cắn môi. Khóe miệng nhấc lên cái khinh thường đường cong, nếu không phải có tử lôi kim nhãn trợ trận, bằng ba người các ngươi cũng xứng theo lão phu giao thủ. Hắc hắc hắc, ngươi nói đúng, chúng ta còn có tử lôi kim nhãn. Giống như được đến tam trưởng lão nhắc nhở, Giản Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nắm lấy xích sắt trên tay kết động thủ quyết. Chỉ một thoáng, con quỷ kia quả quát to một tiếng, một cái kim đồng lại bắt đầu bốc lên tử mang. Thấy tình cảnh này. Tam trưởng lão cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn cùng ba người kia chính tại rằng co, một khi bên trong cái kia tử lôi, coi như không chết cũng là trọng thương. Tam ca, Long Cửu cùng Hồng Phát lão nhân gặp, càng kinh hãi hơn thất sắc, muốn xông lên phía trước, nhưng là đã tới không kịp. Mắt thấy cái này tam trưởng lão lập tức liền muốn mất mạng tại cái này tử lôi phía dưới, Giản Phàm lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng, đúng vào lúc này, tại phía xa ngoài trăm bước Trác Phàm, đồng dạng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Thừa dịp ngươi loạn, đòi mạng ngươi. Lần này quyết chiến, lão tử tuyệt không thể để Tiềm Long cắt thua. Trác Phàm trong mắt sát ý chợt lóe lên, ấn quyết trong tay kết động. Chỉ một thoáng, mai phục tại cách đó không xa huyết anh đột nhiên hướng Giản Phàm phóng đi. Hiện tại Giản Phàm ba người chú ý lực toàn ở ba trưởng lão trên người, căn bản không phát hiện được sau lưng có dị vật đánh tới. Hắc hắc hắc, Tiềm Long các tam trưởng lão, đi chết đi. Giản Phàm điên cuồng cười to,
quỷ quả con mắt đã có tử mang tràn ra. Đột nhiên, một đạo ánh đỏ nhập thể, Giản Phàm chợt cảm thấy khí tức trì trệ, trong tay Hắc Liên liền đột nhiên tiêu tán, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Giản trưởng lão, ngươi làm gì? Bên cạnh hai người giật mình, vội vàng nhìn về phía Giản Phàm, quát to. Giản Phàm lúc này mới phát giác, có dị vật nhập thể, muốn vận công bước ra. Nhưng là đã quá muộn. Tam trưởng lão gặp cơ hội tốt như vậy, lại có thể buông tha. Trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên phát lực. Giống. Lại là một tiếng rồng gầm rung trời, cái kia to lớn long đầu trong nháy mắt tránh thoát Hắc Liên trói buộc, đột nhiên cắn xuống. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, hai người kia biết không địch lại, vội vàng lui lại. Đáng thương Giản trưởng lão cũng bởi vì huyết anh khống chế hắn huyết mạch, thân thể nhất thời trì trệ. Thì ở trong nháy mắt này ở giữa, siêu một tiếng, một cái cánh tay đã là theo tiếng bay ra. Ba tấm lão vung tay tiếp được cái kia tay cụt, ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu lập thiên không, nhìn lấy đối diện thiếu một cánh tay Giản Phàm cùng hai người khác, lạnh lùng cười cười. Đáng chết, các người Tiềm Long Các lại cũng biết luyện chế ma vật đến đánh lén. Giản Phàm khẽ cắn môi, trong lòng bi phẫn, xem ra hắn là ma đạo cao thủ, hôm nay lại bị người lấy ma vật đánh lén. Nói ra, này còn có mặt mũi tại ma đạo phía trên hỗn. Mấu chốt nhất là, dùng ma vật thành công đánh lén hắn vẫn là chính đạo nhân sĩ. Đi! Khẽ cắn môi, Giản Phàm biết hiện tại hắn đã rơi xuống hạ phong, tái chiến tiếp cũng lấy không được nửa điểm tiện nghi. Sau đó quyết định thật nhanh, mang theo hai người trợ giúp bay khỏi. Nhưng là, Long Cửu lại có thể để cửu nhân dễ dàng như vậy rời đi. Truy! Minh bạch Long Cửu cảm thụ, ba trưởng lão hét lớn một tiếng, liền mang theo hai người hướng bọn họ đuổi theo. Huyết Anh lần nữa bay trở về đến Trác Phàm thể nội, không có ai biết là hắn xuất thủ. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, phần cừu hận này, U Minh Cốc thì lại nhớ đến Tiềm Long Các trên đầu tốt, dù sao bọn họ ân oán cũng không ít. Lại thêm một cái, cũng không có gì. Trác Phàm yên tâm thoải mái mà thầm nghĩ. Chỉ là, cái kia Tử Lôi Kim Nhãn, nhưng hắn mười phần để ý. Tìm cơ hội, phải nghĩ biện pháp làm đến pháp môn tu luyện. Trác Phàm mò mò cằm, trong mắt hai bên đi loanh quanh. Trên đời này, làm cho hắn ma hoàng nhìn lên đồ, vật không nhiều, nhưng đại đế Tử Lôi Kim Nhãn, tuyệt đối là bên trong một. Giết! Nhưng, đúng lúc này, một đội thân mang người áo đen lập tức lại là đột nhiên xuất hiện, hướng Tiềm Long Các phân bộ phóng đi. Sông ở phía trước, lại có mười mấy cái đoán cốt cảnh cao thủ. Bất quá, Tiềm Long Các bên này như là cũng sớm có đối sách. Lập tức Long Kiệt liền mang đám người đi ra đối kháng. Chỉ chốc lát sau, song phương giao đánh nhau về sau, từ tiểu viện bên trong lại xông ra một đội nhân mã, là từ Long Quỷ dẫn đội. Lúc trước mấy cái kia thiên huyền cảnh cao thủ đang lúc giao chiến, bọn họ vẫn che giấu, chờ đợi thời cơ. Hiển nhiên là làm tốt túi, chờ U Minh Cốc người toàn chui vào, bọn họ có thể toàn diệt đối phương. Mà U Minh Cốc người như là cũng không ngờ tới bọn họ sớm có mai phục. Phát giác không đúng, lập tức rút lui. Long Quỷ cùng Long Kiệt, mang theo người đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không gặp, chỉ để lại người lạc ra tại cái tiểu viện này bên trong. Đây chính là điệu hổ Ly Sơn. Sớm đã biết U Minh Cốc kế hoạch Trác Phàm, sờ mũi một cái, không chút nào cuống cuồng. Bởi vì hắn cũng đang đợi, chờ chân chính nhân vật chính đăng tràng. Chỉ chốc lát sau, Dương Minh dẫn theo Hắc Phong Sơn Sơn Tặc. Xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm bật cười một tiếng, lắc đầu, U Minh Cốc hoa lớn như vậy đại giới, thì vì để lạc gia chết trong tay Lôi gia, thật không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, tiểu viện cửa bị một chân đá văng, Dương Minh mang theo Hắc Phong Sơn Sơn Tặc khí thế hung hăng xông vào. Cầm tới hồi long trưởng, người lạc gia một tên cũng không để lại. Dương Minh khoát khoát tay, sau lưng bọn sơn tặc liền gật đầu một cái, xông về phía trước đi. Bạch! Gió nhẹ quất vào mặt, Trác Phàm theo nóc nhà chậm rãi rơi xuống, ngăn trở bọn họ đường đi, các vị, đường này không thông, các ngươi vẫn là trở về đi, miễn cho trắng trắng mất mạng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, Hắc Phong Sơn bọn sơn tặc không khống chế được sững sờ, dừng bước lại. Dương Minh tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm. Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, ngươi là người lạc gia.
Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói, tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Ngươi chính là Trác Phàm. Không khống chế được giật mình, Dương Minh khóe miệng nhấc lên có chút điên cuồng ý cười, nghĩ không ra ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa. Ngươi tới, bắt lấy hắn đầu, bản thiếu chủ trùng điệp có thưởng. Vâng. Dương Minh ra lệnh một tiếng, liền lập tức có người lớn tiếng hét lại. Đạp chân xuống, tựa như một cái đạn pháo hướng Trác Phàm vào tới. Nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn người kia liếc một chút, Trác Phàm không khống chế được cảm thấy cười lạnh, chỉ là tụ khí nhị trọng thực lực, cũng dám làm chim đầu đàn. Hô một tiếng, Trác Phàm xuất thủ nhanh như thiểm điện, tại cái kia người mới vừa tới đến trước người lúc, đã là một thanh nắm được hắn cổ. Tiếp lấy sử xuất thiên ma đại hóa quyết, từng đạo hắc khí đột nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng, tại mọi người kinh khủng ánh mắt bên trong, cái kia sơn tặc chỉ là mấy hơi thở liền triệt để hóa thành bụi mù, liền cái thi thể đều không lưu lại. Sợ hãi cả kinh, Dương Minh cảm thấy không khống chế được hoảng hốt. Cho dù hắn tại U Minh Cốc lúc, bên người đều là ma đạo cao thủ, cũng chưa từng thấy qua khủng bố như thế thủ đoạn giết người. Còn những sơn tặc kia nhóm, còn càng là hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên Trác Phàm chỉ giết một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nhưng là cái này khủng bố thủ pháp lại là chấn nhiếp mọi người. Cái này, đây là thượng thừa nhất ma công. Dương Minh trong mắt lấp lóe không yên, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm lúc, đã không có lúc trước khinh miệt, ngược lại là một mặt ngưng trọng, người cuối cùng là ai, Lạc gia tuyệt không có khả năng có người dạng này người tồn tại. Đùa giỡn cười một tiếng, Trác Phàm làm bộ mò mò cằm phía trên vốn cũng không có chỏm râu. Hóa thành thanh âm già nua nói, tiểu huynh đệ, lão phu cũng là cái giang hồ lão lừa đảo, ngươi không nhớ rõ sao. Thì ra là ngươi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Dương Minh mới đột nhiên kịp phản ứng, hắn cũng là Lôi Vũ Đình mang lên cái kia nhị phẩm luyện đan sư. Nhưng là đã hắn đã xuất hiện ở đây, như vậy. Trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, Dương Minh lạnh lùng nói, hai người kia đâu. Trác Phàm biết hắn nói tới là ai. Lắc lắc đầu cười nói, ngươi là ngu ngốc à, đã ta đã đi tới nơi này, hai người kia đương nhiên cũng mang đến. Nghe đến lời này, Dương Minh cảm thấy chưa phát giác siết chặt. Nếu để cho lão đầu kia cùng Lôi Vũ Đình xuất hiện, như vậy phía sau hắn những thứ này Hắc Phong Sơn sơn tặc nhất định không bị khống chế. Lúc trước thật hối hận không có lập tức giết hai người các ngươi. Dương Minh hư híp mắt, trên thân nguyên lực đột nhiên thả ra. Đoán cốt cảnh thực lực. Buộc sau lưng sơn tặc vội vã lui về phía sau ra 3 mét có hơn. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại không chút kinh hoàng, lắc đầu cười cười nói, ngươi không sẽ động thủ, bởi vì ngươi không thấy được tiểu thúy. Ngươi có thể tại Hắc Phong Sơn ẩn núp lâu như vậy, nói rõ ngươi là cực kỳ cẩn thận người. Ngươi dạng này người, không chịu được nửa điểm sơ hở. Tại không có xác định tiểu thúy cái này thiếp thân nha hoàn ở nơi nào tình huống dưới. Làm sao có thể đối nàng chủ tử hạ sát thủ? Còn lão phu, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện thủ hạ lưu tình. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Dương Minh trong lòng không khống chế được kinh hãi. Hắn vạn không nghĩ tới, người trước mắt chưa từng thấy hắn, nhưng lại có thể đem hắn nghiên cứu đến như thế thấu triệt, hoàn toàn hiểu rõ lòng hắn hình dáng. Quả thực so U Minh Cốc những lão gia hỏa kia, còn muốn lòng dạ được nhiều. Loại người này, có thể nào lưu hắn? Mà giờ này khắc này, những sơn tặc kia nghe đến hắn lời nói, cũng nổi lên vẻ ngờ vực. Dương Minh minh bạch thời gian không nên lại kéo, nếu không để hắn tại chỗ vạch trần chính mình, gia tộc kia kế hoạch liền sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Sau đó không nói hai lời, đạp chân xuống, đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Tuy nhiên Trác Phàm ma công xác thực làm hắn hoảng sợ, nhưng là hắn cũng nhìn ra, Cao Phàm không đến là tụ khí tứ trọng mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể nhất kích mất mạng. Mà nhìn thấy hắn như thế đột ngột thẳng xông về phía mình, Trác Phàm tựa như cũng là giật mình, vội vã lui lại nói, người cái đoán cốt cảnh, vừa lên đến thì xuất toàn lực, muốn mặt không? Tà tà cười một tiếng, Dương Minh hung tợn nói, ngươi cho ta là U Tuyển tên phế vật kia, sau cùng có thể bị ngươi tìm cơ hội đánh lén tới chết. Vừa dứt lời, Dương Minh nhất chỉ đâm ra, tiếng sét nổ vang. Chính là lôi ra tổ truyền linh giai võ kỹ cấp thấp, kinh lôi chỉ. Đoán cốt cảnh sơ kỳ Dương Minh, lại sử xuất linh giai vũ kỹ, rất rõ ràng chính là muốn đem Trác Phàm nhất kích đánh giết. Nhưng, đối mặt hắn hung mãnh thế tới,
Trác Phàm lại là đột nhiên sau khi dừng lại lui bước chân, giang hai cánh tay, một mặt thoải mái mà nhìn lấy hắn. Chính là trên gương mặt, lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Không khống chế được sững sờ, Dương Minh cảm thấy dâng lên một chút bất an, nhưng là y nguyên nghĩa vô phản cố tiến lên. Đúng lúc này, Trác Phàm bỗng nhiên ngón tay cong, ông một tiếng vang lên, Trác Phàm quanh người thế mà là nổi lên một tầng tia sáng màu vàng, đem hắn hoàn toàn bao khỏa đi vào. Dương Minh vừa đụng vào cái kia ánh vàng, liền đụng một tiếng bị bắn ngược về đến, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Thứ đồ gì? Dương Minh một mặt kinh dị nhìn lấy cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng, hoàn toàn mắt trợn tròn. Vừa mới hắn thấy rõ ràng, đối phương chính là vận dụng một ngón tay lực lượng, đem hắn cho đánh bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu tử kia không phải tụ khí cảnh sao? U Tuyền phế vật kia không phải còn trọng thương qua hắn sao? Làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Trác Phàm nhìn lấy Dương Minh kinh dị ánh mắt cười cười, trong tay chậm rãi kết động ấn quyết, người so cái kia U Tuyền mạnh một chút, nhưng mà y nguyên theo phế vật không có hai loại. Mà rác rưởi hạ trang, nhất định phải chết. Trác Phàm chết chứ cắn cực nặng, trong mắt bỗng nhiên phóng xuất ra vô tận sát ý, ấn quyết trong tay đồng thời kết thành. Chỉ một thoáng, một đạo kim long đột nhiên theo lòng đất chui ra, bay hướng lên bầu trời. Sau đó một cái lượn vòng hướng về Dương Minh mọi người lao xuống bay xuống. Khí thế cường đại đè ép mọi người đầu gối quỳ xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Dương Minh nhìn lấy đây hết thảy, cảm thấy càng sợ, hận không thể liền muốn mắng ra. Nãi nãi, gia tộc hố ta. Không phải nói tiểu tử này sẽ chỉ đánh lén, thực lực không được tốt lắm à, tại sao có thể có thần thông như thế? Con rồng này một khi lao xuống, nơi này tất cả mọi người muốn thịt nát xương tan. Đây chính là chỉ có thiên huyền cảnh cao thủ mới có thể đạt tới thực lực a. Những hắc phong sơn đó sơn tặc càng là hối hận ruột đều xanh, không phải đã nói U Minh Cốc đem cao thủ đều dẫn đi a, làm sao nơi này còn có một cái. Mẹ hắn, thất thế gia người quả nhiên không đáng tin cậy a. Dừng tay. Nhưng, đứng đắn Kim Long lập tức muốn lao xuống lúc, một tiếng đáng yêu hét lớn đột nhiên vang lên. Bọn sơn tặc nghe xong, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ hy vọng, cái này là tiểu thư thanh âm. Trác Phàm lại là hừ lạnh một tiếng, không ngừng chút nào tay. Nhưng, đúng lúc này, ào 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 một tiếng vang nhỏ, trên trời trong mây đen thế mà trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái xiềng xích màu đen. Như cùng một con cự thủ bàn, trong nháy mắt đem con rồng kia hoàn toàn cuốn lấy. Xiềng xích siết chặt, liền siết thành toái phiến. Trong mắt hơi hơi co rụt lại. Trác Phàm bỗng nhiên hướng lên bầu trời nhìn lại. Cái kia mảng mây đen, chính là U Minh Cốc ba cái kia trưởng lão biến mất thân hình dựa vào. Cư nhiên còn có người. Mi đầu chăm chú nhăn lại, Trác Phàm minh bạch, cái này mây đen bên trong nhất định cũng là trưởng lão cấp cao thủ. Khặc khặc khặc. Theo một tiếng quát kêu cười khẽ, trong mây đen đột nhiên bay phía dưới một cái thân mặc hắc bào nam tử, rơi vào Dương Minh trước người. Mà Lôi Vũ Đình cũng tới đến Trác Phàm bên người, hung tợn nguyết hắn một cái, không phải mới vừa để ngươi dừng tay. Phàm là đứng tại lão tử đối diện, đều là địch nhân, lão tử tại sao muốn nghe ngươi? Trác Phàm không có đi để ý tới Lôi Vũ Đình, chính là chăm chú nhìn đối diện người áo đen kia. Lôi Vũ Đình bĩu môi, giận hừ một tiếng. Ai, giản Phàm lão gia hỏa kia để lão phu chiếu cố một chút Hắc Phong Sơn bên này. Lão phu còn tưởng rằng là cái việc nhàn rỗi, không nghĩ tới còn thật có cần thiết này. Người áo đen cười quái dị hai tiếng, phất phất tay, U Minh, ngươi lui ra. Không, Vân trưởng lão, ta nói qua, ta muốn vị U Tuyền sư đệ, tự mình cầm xuống Trác Phàm đầu người. U Minh chăm chú nhìn đối diện Trác Phàm, lạnh lùng nói. Ba, không có chút nào điềm báo trước, người áo đen vung tay liền cho U Minh một bàn tay. Thẳng đem hắn đập bay ra xa 10 mét. Ngươi cũng xứng. Người áo đen khinh thường nhìn về phía hắn, cười nhạo nói, ngươi căn bản không xứng cùng hắn động thủ, vẫn là cút nhanh lên về U Minh Cốc đi thôi, nơi này sự tình với ngươi không quan hệ. Vân trưởng lão, ngươi. U Minh nhìn lấy người áo đen ánh mắt, hoàn toàn sửng sốt, đó là một loại trần trụi lạnh lùng, trong mắt hoàn toàn không có hắn, đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Dù sao coi như đặt ở U Minh Cốc bên trong, hắn cũng là số một số hai đệ tử, còn không có cái nào trưởng lão dùng loại ánh mắt này đi xem hắn. Vì,
vì cái gì? Hừ lạnh một tiếng, người áo đen khinh thường nói, trước kia gặp ngươi vô luận tâm kế, thiên phú đều là nhất lưu, tính toán cái khả tạo chi tài. Nhưng là hôm nay gặp thiếu niên này, lão phu mới phát hiện ngươi tiểu tử này liền con kiến hôi cũng không bằng a. Lấy, người áo đen quay người nhìn về phía Trác Phàm, cười nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu đầu nhập vào chúng ta U Minh Cốc, chúng ta ân oán thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, bạch, người áo đen cánh tay hướng về sau hất lên, một đạo hắc liên bỗng nhiên xuất hiện, đem đằng sau mấy chục cái hắc phong sơn sơn tặc đều trói lại, tay nắm chặt lại, bọn họ còn đến không kịp hét thảm một tiếng, liền tất cả đều hóa thành toái phiến. Nếu không, thì giống như bọn hắn. Còn lại người chờ gặp, ào ào sợ hãi hướng về sau chạy trốn, người áo đen cũng không để ý tới, Lôi Vũ Đình thì là một mặt tức giận nhìn về phía người áo đen. Mò mò cầm, Trác Phàm bật cười một tiếng nói, các ngươi U Minh Cốc không phải cần nhờ Hắc Phong Sơn ra mặt a, làm sao chả đem bọn hắn giết. Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói cũng minh bạch đi. Người áo đen khàn khàn cười cười, đã sự việc đã bại lộ, như vậy thà rằng chuyện này hoài nghi đến trên đầu chúng ta, cũng tuyệt không thể lưu lại người sống, để bọn hắn nắm giữ chứng cứ. Bọn họ là ai? Trác Phàm nhíu nhíu mày nói. Lắc đầu, người áo đen thản nhiên nói, ngươi thêm vào chúng ta, tự nhiên sẽ biết. Không khống chế được cười lớn một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, U Minh Cốc trong mắt ta, thì cùng hắn trong mắt ngươi một dạng, con kiến hôi cũng không bằng. Trác Phàm chỉ U Minh, chế nhạo chi ý lộ rõ trên mặt. Người áo đen sau khi nghe được, không khống chế được giận dữ, tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Trác Phàm cười hắc hắc, ngươi có bản sự kia sao? Nghe được lời này, người áo đen đột nhiên nhảy lên, nhất trưởng hướng Trác Phàm giận bổ xuống, muốn chết. Trác Phàm ấn quyết trong tay một kết, một đạo tia sáng màu vàng lập tức xuất hiện, đem một trưởng kia đỡ được. Nhìn lấy Trác Phàm cùng người áo đen giao thủ bộ dáng, U Minh lại đố kỵ vừa hận. Lúc trước hắn là bị làm thành lớn nhất đệ tử ưu tú phái đi Hắc Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ, nhưng là bây giờ Trác Phàm xuất hiện lại là đem hắn triệt để hạ thấp. Liên trưởng lão đều đem hắn triệt để vứt bỏ. Trác Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Vệt một thanh khóe miệng máu tươi, U Minh quay người rời đi. Lôi Vũ Đình nhìn thấy, thì là lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai người đều không thấy tăm hơi. Trác Phàm một bên sử dụng trận pháp cùng người áo đen chiến đấu, một vừa chú ý lấy đây hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài ai, ngốc cô nương. Nói như thế, hắn sai sử Huyết Anh vụng trộm theo sau. Phanh phanh phanh, người áo đen xuất liên tục ba trưởng, Trác Phàm đều lập tức kết động thủ ấn, hiện lên một tầng hoàng sắc kim quang đỡ được. Đại khái hơn 20 chiêu sau đó, người áo đen đứng thẳng hư không, nhìn lấy phía dưới cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ liền có thể như thế thuần thục khống chế cấp 3 trận thức bàn long trận, xác thực không đơn giản. Đáng tiếc, người hôm nay gặp là lão phu. Lời nói rơi xuống, người áo đen liền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi. Trác Phàm lần nữa kết ấn, ngưng kết một nói lồng ánh sáng màu vàng, ngăn trở hắn đường đi. Nhưng là người kia như là sớm đã ngờ tới, trong tay chưa phát giác lại thêm hai phân lực, nhất trưởng đánh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt vỡ vụn, người áo đen tốc độ không giảm hướng Trác Phàm phóng đi, hừ, thiên huyền cảnh cao thủ thực lực, không phải ngươi cái này tụ khí cảnh tiểu tử có thể tưởng tượng. Khóe miệng vạch ra một cái quỷ dị đường cong. Trác Phàm lẩm bẩm nói, cấp 5 trận pháp uy lực, cũng không phải ngươi trận thức này gà mờ có thể nghĩ đến. Nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm đột nhiên thủ quyết biến đổi. Nhất trọng thiên. Giống. Theo Trác Phàm kêu to một tiếng, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động, tiếp lấy một đầu ngửa mặt lên trời gào rú kim sắc long ảnh liền bỗng nhiên theo lòng đất bay lên, thẳng tắp hướng người áo đen phóng đi. Khinh thường bĩu môi, một chiêu này người áo đen vừa mới gặp qua. Trong tay hất lên, liền lại là mấy chục cái xiềng xích màu đen thoát ra, đem cái kia kim long một bó, liền xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, cái kia kim long vừa mới biến mất, Trác Phàm thủ quyết nhưng lại là biến đổi. Nhị trọng thiên. Giống giống. Theo hai tiếng chấn thiên chu lên, hai đầu kim long bỗng nhiên theo lòng đất nhảy lên ra, thẳng hướng người áo đen kia phóng đi. Giật nảy cả mình. Người áo đen vạn không nghĩ tới cái này trong trận pháp vậy mà lại xuất hiện hai đầu long ảnh,
cái này đã cùng hắn chỗ giải bàn long trận xuất hiện hoảng hốt. Bất quá, cái này y nguyên không làm khó được hắn. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, hai cái ống tay áo bên trong cùng nhau bay ra hắc liên, hung hăng hất lên, liền đem hai đầu kim long rút sụp đổ. Nhưng là, còn không đợi hắn thở một cái, Trác Phàm hét lớn lại là vang lên lần nữa. Tam trọng thiên, ba cái kim long xông thẳng tới chân trời. Tứ trọng thiên, bốn đầu rồng. Ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Cho đến khi Trác Phàm hô lên cửu trọng thiên lúc, chín con rồng vàng đã là ngạo nghễ xoay quanh trên không trung. Hung mãnh gào thét, khí thế cường hãn, vang vọng tại toàn bộ Phong Lâm thành trên không. Để những thành đó bên trong các đại gia tộc, ào ào co lại trong phòng, không dám lên tiếng. Khủng bố như thế chiến đấu, bọn họ trong cả đời chắc đều chưa từng gặp qua một lần. Thở hồng hộc người áo đen nhìn lấy đây hết thảy, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tụ khí cảnh tiểu tử lại có thể khống chế uy lực như thế trận thức. Đây không phải bàn long trận, người áo đen một mặt ngưng trọng nhìn bốn phía khí thế uy nghiêm chín con rồng vàng, mà cái kia chín con rồng vàng cũng trừng mắt hung ác long mục hung hăng theo dõi hắn. Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm thở dài ra một hơi, thản nhiên nói, đây là cấp 5 trận thức, cửu thiên bàn long trận, có gan liền đến xông vào một lần đi. Nghe được lời này, người áo đen thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy liền điên cuồng cười ha hả, ha ha ha. Thú vị, nghĩ không ra người tuổi còn nhỏ, cư nhiên liền có thể khống chế cấp 5 trận pháp, lão phu đối ngươi thật sự là càng ngày càng kinh ngạc. Sau cùng hỏi ngươi một lần nữa, có tới ta U Minh Cốc? Người áo đen nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy điên cuồng ngấp nghé. Giống như là thấy cái gì chân bảo mỹ nhân, hận không thể hiện tại thì một hơi nuốt mất. Khinh thường sùi cười một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng nói, các ngươi cái kia địa phương rách nát, lão tử chướng mắt. Tốt, đã ngươi không muốn thành cho chúng ta người, giống như ngươi thiếu niên, lão phu cũng tuyệt không thể để ngươi lưu trên đời này. Vừa mới nói xong, người áo đen bỗng nhiên một bước, như khỏa sao băng một dạng siêu một tiếng hướng Trác Phàm đập tới, trong mắt đã là phủ đầy sát ý. Trác Phàm hiện tại chỉ là mười mấy tuổi mà thôi, nhưng là cái kia bình tĩnh cay độc thủ đoạn cùng cái kia viễn siêu hiện giai đoạn thiên phú, đều bị người áo đen thật sâu kiêng kỵ. Nếu để cho thiếu niên này lại trưởng thành mấy năm, tất nhiên sẽ là bọn họ U Minh Cốc cường địch. Cùng đến lúc đó lại hối hận, không như bây giờ thì hủy hắn. Hoàn toàn minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm cũng ý thức được cái này chính là một trận không chết không thôi sinh tử chi chiến. Cho nên thủ quyết biến đổi, toàn lực ứng chiến, chín con rồng vàng bỗng nhiên hướng phía dưới phóng đi, lấy so người áo đen kia càng nhanh tốc độ, đi vào Trác Phàm trước người. Tiếp lấy chín con rồng đuôi, hung hăng hất lên. Ông! Toàn bộ thiên địa, đều vang lên chói tai thanh âm. Người áo đen còn chưa tới đến Trác Phàm trước người, chín con rồng đuôi khí thế cường hãn đã là tới gần trước người hắn, làm hắn ngăn không được hô hấp trì trệ. Không khống chế được sợ hãi cả kinh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chín con rồng vàng đồng loạt ra tay uy lực hội thật lớn như thế. Không thể làm gì dưới. Người áo đen đuổi vội vàng hai tay hắc liên hung hăng hất lên. Ầm ầm, giống như trời đất lún xuống đồng dạng, toàn bộ bầu trời đều đang không ngừng run rẩy. Người áo đen tại hắc liên cùng đuôi rồng giao kích trong tích tắc, liền bị chín con rồng đuôi quăng bay ra đi. Bay thẳng đến cao hơn 10 trượng, mới dừng lại thân hình, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Cười lạnh, Trác Phàm nhìn lấy không trung người áo đen, lộ ra khinh thường ánh mắt. Chỉ có chút năng lực ấy liền có thể làm trưởng lão. U Minh Cốc, cuối cùng là làm sao trà trộn vào ngự hạ thất thế gia hàng ngũ. Nghe được lời này, người áo đen phổi đều sắp tức giận nổ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, có sống ngày lại bị một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ đánh cho chật vật như thế. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn chẳng phải là thành toàn bộ đế quốc trò cười. Coi như về đến trong cốc, có lẽ cũng sẽ nhận cốc chủ trọng phạt. Tiểu tử, lần này coi như ngươi quỳ xuống đất cầu ta, muốn gia nhập U Minh Cốc, lão phu cũng nhất định sẽ giết ngươi. Trong mắt dần dần biến đỏ, người áo đen trong tay ánh sáng lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn kim luân, đường kính có cánh tay lớn nhỏ, phía trên còn tản ra âm tà khí tức. Ma bảo, Trác Phàm trong mắt chưa phát giác co lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới.
ma bảo là ma đạo cao thủ luyện chế vũ khí, thì theo chính đạo nhân sĩ linh binh một dạng. Có cái này ma bảo trợ trận, hắc bảo nhân này thực lực chắc muốn lật cái gấp bội. U Minh Cốc trưởng lão, đối phó một cái tụ khí cảnh tiểu bối cư nhiên vận dụng ma bảo, cái này truyền đi chẳng phải bị thất thế ra người chế nhạo. Trác Phàm trong mắt hơi híp, không khống chế được cười nhạo nói. Tà Dĩ lắc đầu, người áo đen trong mắt tản mát ra vẻ điên cuồng, hắc hắc hắc. Không có người sống, chẳng phải truyền không đi ra à. Nghe được lời này, Trác Phàm sắc mặt chưa phát giác đại biến. Nguyên bản Trác Phàm muốn dùng lời nói kích hắn, để hắn thu hồi viên kia vòng. Nhưng là, thật không hổ là ma đạo cao thủ, thật sự là không có chút nào liêm sỉ à. Bất quá, nếu là đổi hắn, hắn có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Giống chính đạo nhân sĩ như thế chết vì sĩ diện, lập chí công bình chiến đấu, sau cùng chết oan người, theo ma đạo cao thủ theo ngu ngốc không có gì khác biệt. Đây chính là vì cái gì, cho dù là ma đạo cao thủ cũng không muốn cùng người đồng đạo giao thủ nguyên nhân. Trừ hung ác độc ác bên ngoài, càng là thiếu liêm quả hổ thẹn, một khi chiến lên, trừ ngươi chết ta sống, căn bản không có khoan nhượng. Khặc khặc khặc, tiểu tử, chịu chết đi. Người áo đen cười quái dị một tiếng, bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, Trác Phàm còn vội vàng kết động thủ ấn, chín con rồng vàng vung đuôi tạo động. Nhưng, đúng lúc này, người áo đen trên tay cái kia ban đầu vòng lại là tản mát ra hào quang màu bạc, tiếp lấy người áo đen tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Giống như một đạo ngân sắc loan đao bàn, trong nháy mắt lướt qua chín đầu kim sắc đuôi rồng. Sau đó, xoẹt một tiếng, chín con rồng vàng theo tiếng mà đứt. Thật nhanh, trong mắt chưa phát giác co rụt lại, Trác Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới người áo đen đột nhiên ra tốc, hắn chín con rồng căn bản bắt không đến hắn hình bóng. Hắn hiểu được, tuyệt đối là viên kia vòng phụ trợ tác dụng. Nhưng là đúng lúc này. Một đạo ngân quang lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người áo đen cười tà nhìn về phía hắn, tiểu tử, lần này ngươi chạy không thoát đi. Hung hăng khẽ cắn môi, Trác Phàm có thể thấy rõ viên kia vòng quanh thân phủ đầy sắc bén răng cưa. Thanh lãnh ngân quang, như là có thể đem không khí chém ra. Tam phẩm ma bảo, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng nói. Tốt ánh mắt, người áo đen gật gật đầu, lộ ra tà dị tiếu dung. Có thể chết ở cái này tam phẩm ma bảo tà nguyệt vòng dưới, tụ khí cảnh chúng ngươi vẫn là đệ nhất nhân. Chờ một chút, Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, nếu là ta hiện tại thêm vào U Minh Cốc. Muộn, người áo đen cười lớn một tiếng, tà nguyệt vòng thẳng tắp hướng Trác Phàm cắt tới. Trong mắt co lại, Trác Phàm không cảm giác trong lòng nâng lên thật sâu không cam lòng. Hắn mới vừa vặn chuyển sinh, liền lại muốn chết oan. Nghĩ tới đây. Trác Phàm thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Oanh! Bỗng nhiên, một đạo sấm sét tiếng vang truyền vào trong tai, Trác Phàm cảm thấy mình cũng chưa chết, lập tức mở to mắt, đã thấy chẳng biết lúc nào, trước người hắn đứng đấy một vị cao đại lão nhân. Một giọt máu tươi, theo cánh tay hắn trên dưới. Mà đối diện thì là người áo đen kia, trong tay tà nguyệt vòng phía trên cũng dính lấy đỏ tươi huyết dịch. Ngươi là ai? Người áo đen lạnh lùng nói. Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên, lão nhân kia hét lớn một tiếng, toàn thân lôi quang nổ vang, dám đối người Lạc gia xuất thủ, cũng là đối địch với lão phu. Nghe đến lời này, Trác Phàm mới phát hiện, nguyên lai lão nhân này cũng là Hắc Phong Sơn cái kia sơn chủ. Chẳng qua là lúc đó hấp hối, nhưng là hiện tại đã tinh thần sung mãn. Người đã khôi phục thực lực, Trác Phàm kinh hỉ nói. Khóe miệng không khống chế được liệt liệt. Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cảm kích nói, nắm Trác quản gia phúc, lão phu chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá đến thiên huyền cảnh. Nghe được lời này, Trác Phàm càng là vui mừng quá đỗi, giờ này khắc này hắn cần có nhất cũng là một cái dạng này cao thủ. Hừ, một cái tụ khí cảnh tiểu tử, lại thêm một cái vừa mới đột phá thiên huyền cảnh lão đầu, có thể có cái gì làm. Còn không phải cùng dạng đến chết tại lão phu tà nguyệt vòng phía trên. Người áo đen khinh thường cười một tiếng, tương tà nguyệt luân dơ lên, phía trên còn dính lấy Lôi Vân Thiên vết máu. Cũng có khả năng a, cười quỷ dị cười, Trác Phàm đột nhiên thủ ấn một kết, chín con rồng vàng lần nữa bay lên trên không, Lôi lão gia tử, mời ngươi nghe ta chỉ huy, lần này liền muốn lão già này mệnh. Lôi Vân Thiên nhìn lấy Trác Phàm tự tin ánh mắt, hung hăng gật đầu, không lý do thế mà không gì sánh được tín nhiệm.
Mà người áo đen kia thì là giống nghe được cái gì trên đời này buồn cười nhất cười chê bàn, điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, người tiểu tử này trận pháp lão phu đã phá giải, lại thêm một cái thiên huyền cảnh còn không có ổn định lão đầu, căn bản không phải lão phu địch. Tà tà cười cười, Trác Phàm lẩm bẩm nói, lão tử dùng người, xưa nay không là theo gia pháp tính toán, không có so hiện tại càng tốt hơn cục diện. Lôi lão gia tử, lên đi. Tốt. Có lẽ là Trác Phàm cứu hắn nhất mệnh, Lôi Vân Thiên tín nhiệm vô điều kiện lấy Trác Phàm. Trác Phàm ra lệnh một tiếng, hắn biết rõ không là đối phương đối thủ, vẫn là kiên trì xông đi lên. Kinh lôi chỉ. Điện quang lấp lóe, Lôi Vân Thiên nhất chỉ đánh ra. Người áo đen khinh thường cười cười, tay hất lên, dây xích đen liền thẳng tắp hướng Lôi Vân Thiên bay đi. Nếu là bị cái này Hắc Liên đánh trúng, hắn không chết thì cũng trọng thương. Nhưng, đúng lúc này, chín con rồng vàng lại bỗng nhiên nhào tới. Người áo đen bất đắc dĩ, đành phải bay lên trên không, mượn ngân quang cấp tốc xẹt qua chín con rồng vàng, đưa chúng nó lần nữa cắt thành hai đoạn. Đón lấy, thẳng tắp hướng Trác Phàm vọt tới. Vẫn là trước làm thịt ngươi thì tốt hơn. Người áo đen tốc độ kỳ quái, Trác Phàm căn bản không kịp kết ấn, nhưng chính lúc này, Lôi Vân Thiên lại là đột nhiên xuất hiện, nhất chỉ kinh lôi chỉ, đối diện hắn vị trí hiểm yếu. Muốn chết, người áo đen bất đắc dĩ, công hướng Trác Phàm tà nguyệt vòng đành phải ngược lại hướng Lôi Vân Thiên chém tới. Lôi Vân Thiên treo vui mừng nụ cười, nghĩa vô phản cố hướng người áo đen phóng đi. Cho dù cái này xông lên, là Trác Phàm cố ý để hắn đi chịu chết, hắn cũng nguyện ý. Vì lạc gia mà chết, hắn chết đúng chỗ. Nhưng là, ngay tại cái này tà nguyệt vòng lập tức muốn chém xuống Lôi Vân Thiên đầu lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trác Phàm thừa dịp người áo đen chuyển biến lúc công kích khe hở, lập tức kết hết ấn quyết, cắn chót lưỡi, một ngụm tâm huyết bỗng nhiên phun ra, hừ, để ngươi xem một chút cửu thiên bàn long trận uy lực chân chính. Trác Phàm hét lớn một tiếng phát ra, bỗng nhiên, vừa bị chém đứt chín con rồng vàng thế mà cấp tốc hóa thành điểm điểm kim quang hướng Trác Phàm nơi này tụ tập. Sau một khắc, nhưng ngửi một tiếng vang dội cổ kim rồng kêu vang lên, một đầu so lúc trước chín đầu còn lớn hơn mười mấy lần cự long đột nhiên theo lòng đất thoát ra, thẳng tắp hướng người áo đen phóng đi. Trong mắt không khống chế được co rụt lại, người áo đen cảm thấy hoảng hốt, chỉ là thì đã trễ. Cái kia cự long tốc độ so với hắn dùng tà nguyệt vòng phụ trợ lúc nhanh hơn, một hơi ở giữa liền tới đến trước người. Hắn còn chưa kịp dùng tà nguyệt vòng tới, cự long long đầu đã là đụng đầu vào hắn trên thân, mang theo hắn đánh thẳng trên chín tầng trời mây trời. Làm sao có thể, một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ. Nương theo lấy người áo đen sau cùng một tiếng gào rú, cự long ngậm hắn tại trên mây chi đỉnh ầm vang nổ tung lên. Oanh! Mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang vọng tại phía trên khu nhà nhỏ chân trời, cự long nổ tung kim quang chiếu sáng cả mảnh trời khoảng không. Cự đại uy áp hình thành ngập trời khí chấn, hướng cái này biên giới tiểu thành đè xuống. Rất nhiều phòng ốc trong khoảnh khắc liền hóa thành toái phiến, như là vòi rồng bao phủ qua một dạng, khí chấn sau đó, một mảnh thi thể. Chói tai phong minh, càng là xuyên thẳng mỗi người màng nhĩ. Khiến cho đến nội thành tất cả mọi người không thể không che lấy hai lỗ tai, ngã xuống đất giãy giụa, cho đến khi một phút đồng hồ sau mới miễn cưỡng khôi phục lại. Nhưng là cái kia khủng bố cảnh tượng như cũ tại mọi người trái tim, thật lâu khó có thể thả đi. Ngoài trăm dặm, hai cái người áo đen chính tại vừa đánh vừa lui, đằng sau thì là Long Cửu ba người truy kích. Giản Phàm cái kia hỗn đản, làm sao không gặp, Long Cửu không nhìn thấy Giản Phàm hình bóng. Chưa phát giác nộ khí trùng thiên, tìm kiếm khắp nơi, mẹ hắn, lão tiểu tử kia nhất định là để hai người này đem chúng ta dẫn dắt rời đi, hắn thừa cơ đào tẩu. Không có gì đáng ngại, tam trưởng lão lung lay đầu đầy tóc vàng đầu, trong mắt sát ý lóe qua, xử lý trước hai cái này lại nói. Kết quả là, ba người cùng lên, hai cái người áo đen mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lại là không thể không ứng chiến. Đúng lúc này. Tiềm long các phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chính là lóa mắt kim quang đem trọn mảng bầu trời đêm soi thành ban ngày. Đang chiến đấu năm người, cùng nhau sợ hãi cả kinh, ào ào dừng lại, nhìn về phía ánh sáng lập lòe địa phương. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có cao thủ ở nơi đó chiến đấu? Tam trưởng lão nhìn lấy đạo ánh sáng kia, trong tai là ù ù tiếng vang, không khống chế được hít vào một ngụm khí lạnh.
kinh nghi bất định đạo, nhưng là... Cuối cùng tại sao dạng cao thủ có thể thả ra như thế kinh hãi thế tục một chiêu? Rút lui. Không có quá nhiều cân nhắc, tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, hướng tiềm long các phương hướng bay đi. So với xử lý hai cái này u minh cốc trưởng lão, hắn lo lắng hơn tiềm long các hiện trường an nguy. Long cửu tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, theo tam trưởng lão đi. Hai cái người áo đen âm thầm buông lỏng một hơi, liếc nhau, lại là lại lòng có bất an nhìn về phía tiềm long các phương hướng. Bọn họ tuy nhiên xác thực là bố trí một tên trưởng lão ở nơi đó chiếu cố, để phòng kế hoạch có sai lầm. Nhưng là, trưởng lão kia cũng tuyệt không có khả năng xử xuất kinh thiên động địa như vậy một chiêu. Huống hồ, đối mặt một đám tụ khí cảnh con kiến hôi, cũng không cần thiết xử xuất mạnh như vậy chiêu số. Như vậy, đáp án thì rất rõ ràng, nơi này có càng mạnh cao thủ tại. Nghĩ tới đây, hai cái người áo đen trong lòng lo lắng, nhưng là tiềm long các ba người kia đã chạy về, bọn họ đi chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Cho nên đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Vân trưởng lão, người tự cầu phúc đi. Một phương diện khác, tiềm long các trong tiểu viện, Lôi Vân Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đỉnh đầu cái kia mảng bầu trời đêm, thật lâu không ngậm miệng được. Nguyên bản hắn coi là Trác Phàm là lấy hắn làm mồi nhử, dẫn người áo đen kia mắc câu sau lại tìm cách đánh lén. Cho nên hắn cũng liền thấy chết không sờn xông đi lên, vì lạc ra, coi như ném khỏi đây đầu mạng già cũng không quan trọng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm thật là lấy hắn làm mồi nhử, nhưng cũng không phải là để hắn lấy mạng sống ra đánh đổi đi dẫn dụ đối phương chú ý lực. Mà chính là trì hoãn thời gian, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, sử xuất kinh thiên động địa một chiêu đem người áo đen kia hoàn toàn miểu sát, hơn nữa còn thi thể hoàn toàn không có, ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ tới đây, hồi tưởng đến vừa mới cái kia giống như hủy thiên diệt địa một chiêu, Lôi Vân Thiên không khống chế được hoảng sợ nhìn một chút thở hồng hộc, chính tại miệng lớn thở hổn hển Trác Phàm. Trong mắt trừ kinh dị bên ngoài, càng là rung động thật sâu. Đây chính là U Minh Cốc trưởng lão, thiên huyền cảnh cao thủ, thế mà là một chiêu cho rượu. Tiểu quỷ này, thật là khủng bố a. Lôi lão gia tử. Trác Phàm dần dần lắng lại phía dưới chập trùng khí tức. Dáng chống đỡ lấy có chút suy yếu thân thể đứng lên, lẩm bẩm nói. Lôi Vân Thiên nghe đến, vội vàng đáp lời một tiếng, đi vào bên cạnh hắn, nghe hắn phân phó, trong mắt tản ra tin phục ánh sáng. Đây cũng không phải là lúc trước bởi vì ân cứu mạng, hoặc là đối người trẻ tuổi năng lực khẳng định tin phục, mà chính là đối cường giả thật sâu cúng bái, Trác quản gia, người có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại. Gật gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, Lôi lão gia tử. Lạc gia bên này thì làm phiền ngươi trước chiếu cố một chút, ta đi đem Lôi cô nương tìm trở về. Yên tâm đi, trừ phi theo lão phu trên thi thể bước qua đi, nếu không không ai có thể thương tổn Vân Thường cùng Vân Hải hai tỷ đệ một cọng tóc gáy. Lôi Vân Thiên trịnh trọng gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Thấy hắn như thế, Trác Phàm cũng yên lòng cười cười, xoay người đi truy Lôi Vũ Đình. Hiện tại U Minh Cốc trưởng lão trừ bị tiềm long các ba cái kia lão đầu đuổi theo bên ngoài, cũng là chết ở chỗ này cái kia. Trác Phàm gặp thời gian dài như vậy, không có hắn địch nhân xuất hiện, tin tưởng bọn họ liền đến bốn người này. Lưu Lôi Vân Thiên một cái thiên huyền cảnh cao thủ ở chỗ này trông coi, Lạc gia tỷ đệ an toàn chắc là có thể bảo hộ. Cho nên, hắn có thể không hề cố kỵ đi đem Lôi Vũ Đình cái này ngốc cô nương tìm trở về. Chỉ là vì lý do an toàn. Hắn vẫn là thuận tay đem người áo đen kia rơi xuống tà nguyệt xăm xe phía trên. Phản chính tam phẩm ma bảo, không cần thì phí, có lẽ về sau có tác dụng lớn. U ám núi rừng bên trong, Dương Minh che ngực một đường phi nước đại. Lúc trước hắn bị Trác Phàm sử dụng trận pháp đánh bay, liền đã thụ nội thương, về sau lại bị cái kia vân trưởng lão cho một bàn tay, còn càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Chính là chạy hơn một dặm chỗ. Trong lồng ngực liền đã có cỗ ứ khí thụ tập hợp, khiến buồn bực nhiều thở. Vừa mới sau lưng cái kia to lớn bạo hưởng, hắn cũng không rảnh đi chú ý. Nhưng là cảm thấy y nguyên hoảng sợ, hắn vạn không nghĩ tới Trác Phàm cùng vân trưởng lão chiến đấu cư nhiên có thể kịch liệt đến tình trạng như thế. Đứng lại! Đột nhiên, sau lưng vang lên từng tiếng sáng gầm thét, Dương Minh khẽ giật mình, dừng thân hình, quay đầu nhìn lại. Lại chính gặp Lôi Vũ Đình một mặt phức tạp nhìn mình chằm chằm.
nhìn sơ qua một chút cũng không có người khác đuổi theo, riêng là thấy không Trác Phàm, Dương Minh cảm thấy thở dài ra một hơi, nhếch miệng lên một đạo tà dị đường cong, sư muội, bằng một mình ngươi cũng muốn cản ta đường đi. Mi đầu nhẹ nhàng run run, Lôi Vũ Đình trong mắt dần dần hiện lên một tầng sương mù, ta hôm nay muốn làm nghĩa phụ thanh lý môn hộ, giết ngươi tên phản đồ này. Ha ha ha, thanh lý môn hộ, ta vốn cũng không phải là Hắc Phong Sơn người, sao có thanh lý môn hộ câu chuyện. Cười lớn một tiếng, Dương Minh khinh thường liếc hắn một mắt, lại nói, bằng thực lực ngươi, cũng muốn giết ta sao? Cho dù giết không, cho dù chết tại trên tay ngươi, cũng không uổng công nghĩa phụ một phen dưỡng dục tri ân. Trong mắt chứa óng ánh nước mắt mang, Lôi Vũ Đình chăm chú nhìn Dương Minh con mắt, thản nhiên nói, còn có một việc ta muốn biết, ngươi. Cuối cùng có hay không ưa thích qua ta? Cười lạnh một tiếng, Dương Minh trong tay đột nhiên nổi lên khí lưu màu xanh, ta dị mà quỷ mị, lão tử nhưng là U Minh Cốc thiên tài đệ tử, coi như kết thân cũng là tại thất thế gia trúng tuyển, người nữ nhân này làm sao xứng với ta? Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình hít sâu một hơi, hai hàng thanh lệ rốt cục nhịn không được rơi xuống, nhưng là trong mắt lại là dần dần kiên định tốt, vậy chúng ta ngay hôm nay đến cái đoạn. Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình hai ngón tay ánh lôi lấp lóe, bỗng nhiên xông về phía trước. Dương Minh cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, một cái bàn tay màu xanh bỗng nhiên đánh ra. Chỉ một thoáng, ánh lôi đối xanh chảy, băng lãnh nhất trưởng cùng chói tai tiếng sét giao nhau một cái chớp mắt, bạo phát ra trận trận tia lửa. Nhưng, ngay tại lúc này, Dương Minh lại là một cái lắc mình né tránh cái kia kinh lôi chỉ, nhưng hắn một trưởng kia lại là không chút do dự hướng Lôi Vũ Đình đánh xuống. Nhìn lấy cái kia tà dị tiếu dung, Lôi Vũ Đình như là đã sớm ngờ tới là kết quả này, hai mắt nhắm lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo ánh đỏ bỗng nhiên xuất hiện, chính chính đụng vào Dương Minh cái kia chỉ xanh trên lòng bàn tay. Đụng. Dương Minh bị cái này bất chợt tới nhất kích thẳng tắp đụng bay ra ngoài, còn ở giữa không trung liền đã nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi. Anh. Một tiếng anh ninh gáy lên, cái kia đạo hồng quang cũng là bay rớt ra ngoài, té được trong bụi cỏ. Đột nhiên giật mình, Lôi Vũ Đình vội vàng mở to mắt, lại chỉ thấy Dương Minh đã trọng thương ngã xuống đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy nổi tới. Cái kia đạo hồng quang cũng là suy yếu ghé vào bãi cỏ ở giữa, ánh sáng ảm đạm rất nhiều. Cái kia đạo hồng quang, Lôi Vũ Đình nhận biết, chính là Trác Phàm bản mệnh huyết anh. Ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Lôi Vũ Đình chăm chú nhìn cái kia huyết anh, lẩm bẩm nói, là ngươi cứu ta. Không có trả lời, huyết anh muốn lần nữa bay lên, lại là vừa vặn phù đến không trung, lại rơi xuống. Nàng tuy nhiên không biết, máu này anh cùng Trác Phàm bản mệnh song tu, nhưng mà minh bạch đây là hắn bảo bối. Nhưng là nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trác Phàm chịu cầm hắn bảo bối tới cứu mình mệnh. Nghĩ tới đây. Lôi Vũ Đình trong lòng chưa phát giác có dòng nước ấm chảy qua. Ngược lại lại nhìn về phía cái kia Dương Minh, trong mắt nàng lần thứ nhất sinh ra sát ý. Chậm rãi hướng Dương Minh đi đến, Lôi Vũ Đình đầu ngón tay tiếng sét nổ vang. Thấy tình cảnh này, Dương Minh không khống chế được giật mình, muốn đứng dậy chạy trốn, lại là căn bản không đứng dậy được. Mưa đình muội muội, thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ ngươi quên vi huynh ngày thường làm sao đối ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta cùng một chỗ thời gian tốt đẹp à? Dương Minh vội vã hướng về sau rụt lại thân thể, miệng lưỡi lưu loát cầu xin tha thứ. Cũng là bởi vì nhớ kỹ những thứ này, hiện tại mới càng muốn giết hơn ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Vũ Đình không nói hai lời, xông về phía trước, nhất chỉ đánh ra, không còn lúc trước do dự. Chờ một chút, cứu mạng. Dương Minh thất sắc, không khống chế được la lên, nhưng là chung quanh lại căn bản không một ai ảnh. Đụng. Nhưng, ngay tại Lôi Vũ Đình lập tức liền muốn được tay lúc, một cỗ đại lực đột nhiên đánh tới. Lôi Vũ Đình còn không có phát giác là xảy ra chuyện gì, đã là bị nhấc lên bay ra ngoài. Một cái lão giả đầu hói, chậm rãi rơi vào Dương Minh bên người. Giản trưởng lão, Dương Minh sững sờ, kêu lên sợ hãi. Theo quỷ môn quan đi một lần hắn, nhìn thấy giản trưởng lão giống như nhìn thấy thân nhân. Chỉ sợ hắn đời này đều không có giống như bây giờ, khát vọng đụng phải bên trong trưởng lão. Liếc mắt liếc một chút tiểu tử này chật vật dạng,
Giản Phàm tức giận khẽ cắn môi, ngươi làm sao lại luân lạc đến tình cảnh như thế này, kế hoạch thế nào? Sắc mặt chưa phát sắc một đổ, Dương Minh mê mang lắc đầu, không rõ ràng. Không rõ ràng. Nghe được lời này, Giản trưởng lão hận không thể một chân đạp lăn cái này không nên thân đồ, vật. Kế hoạch này nhưng là từ ngươi chủ công, hiện tại ngươi nói với lão tử không rõ ràng. Gia tộc phí hết tâm huyết, giấu giếm, bố trí vài chục năm kế hoạch, ngươi thì cho lão tử như thế một cái trả lời chắc chắn. Giờ này khắc này, nếu không phải còn muốn nghe tiểu tử này nhiều báo cáo một chút điểm tình báo, Giản trưởng lão thật nghĩ nhất trưởng đánh chết tiểu tử này. Tính toán, trước cùng ta trở về rồi hãy nói đi. Thở dài, Giản trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hư híp mắt nhìn về phía một mặt kinh hãi Lôi Vũ Đình, có điều, về trước khi đi, trước tiên cần phải đem nha đầu này diệt khẩu. Vừa dứt lời, Giản trưởng lão bỗng nhiên phóng đi, nhất trưởng trực kích Lôi Vũ Đình đỉnh đầu. Lần thứ nhất đối mặt thiên huyền cảnh cường giả, Lôi Vũ Đình dọa đến giật mình ngay tại chỗ, hoàn toàn không sử dụng ra được lực. Thiên huyền cao thủ khí thế cường đại dưới, nàng mà ngay cả tránh né dũng khí đều không có. Đây chính là thiên huyền cao thủ thực lực. Lôi Vũ Đình hoa dung thất sắc, ngơ ngác đứng tại chỗ, tái nhợt nghiêm mặt mặt chờ đợi một trưởng kia kết hắn sinh mệnh. Bạch! Đột nhiên, ngân quang lóe qua, Giản trưởng lão chuẩn bị đánh xuống nhất trưởng thế mà dọa đến bỗng nhiên rút về, lại lui về tại chỗ. Một bóng người chậm rãi rơi vào Lôi Vũ Đình bên người. Trên mặt mang tà dị tiếu dung, U Minh Cốc trưởng lão, đều là ưa thích khi dễ tiểu bối sao. Trác Phàm. Lôi Vũ Đình kinh hỉ kêu lên, nhìn lên trước mặt cái thân ảnh này, trong lòng thế mà không lý do có gan an tâm cảm giác. Lại là ngươi, Giản trưởng lão trong mắt hơi híp, ánh mắt dừng lại tại Trác Phàm trên tay tà nguyệt vòng phía trên, cả kinh nói cái này ma bảo, làm sao lại tại trên tay ngươi. Vân trưởng lão đâu? Tà cười một tiếng. Trác Phàm tương tà nguyệt luân thẳng tắp đối hướng Giản trưởng lão, ngươi cho là thế nào? Chỉ một thoáng, Giản Phàm cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ nói. Không có khả năng, lão đầu kia làm sao lại chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay? Nhưng là... Lại nhìn xem món kia ma bảo, Giản Phàm mặt hiện lên vẻ phức tạp, có sợ hãi thán phục, có thống hận, càng nhiều là mê mang. Bất quá, bất kể như thế nào. U Minh Cốc ma bảo tuyệt không thể rơi đến ngoại nhân trong tay. Trong chốc lát, Giản trưởng lão nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt đã là tràn ngập trần trụi sát ý. Minh bạch đối phương tâm tư, Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh lên, nhỏ giọng truyền âm cho Lôi Vũ Đình, một lát ngươi nghe ta, tìm đúng lão gia hỏa kia vị trí trái tim, sau đó nhắm mắt lại, dùng kinh lôi chỉ thẳng đâm qua đi là được. Còn lại, ngươi không cần quản. Nghe được câu này, Lôi Vũ Đình không khống chế được kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, nhắm mắt lại làm sao có thể đánh trúng hắn. Mà lại, coi như trợn tròn mắt, đối chiến thiên huyền cao thủ cũng không có chút nào phần thắng a. Nhưng là rất nhanh, Lôi Vũ Đình liền nghĩ rõ ràng, theo Trác Phàm trước kia phương thức hành động, hắn là cái không từ thủ đoạn người. Hắn cứu mình, có lẽ chính là vì để cho mình làm mồi dụ, chịu chết thôi. Nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình đau khổ gật đầu. Dù sao hắn đuổi theo thì không có nghĩ qua còn sống. Lại vạch vạch ngón tay, Trác Phàm để huyết anh vụng trộm về đến thể nội, tiếp lấy hét lớn một tiếng, động thủ. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đầu tiên xông về phía trước, Lôi Vũ Đình thì là theo Trác Phàm chỗ nói, hung hăng nhắm hai mắt, nhận chuẩn phương hướng liền dùng kinh lôi chỉ đâm tới. Không khống chế được sững sờ, Giản trưởng lão hiển nhiên không ngờ tới bọn họ hội động thủ trước. Nhưng là cũng không có quan hệ gì, thiên huyền cảnh cao thủ thân thể rất mạnh, tụ khí cảnh người căn bản phá không phòng ngự. Hiện tại duy nhất có thể kích thương hắn, chỉ có cái kia tà nguyệt vòng, cho nên hắn chỉ cần nhìn thẳng Trác Phàm là được. Lôi Vũ Đình một mực nhắm mắt lại xông về trước, cái gì cũng mặc kệ, Trác Phàm thì là tả hữu đằng na. Giản trưởng lão gặp, cười lạnh liên tục, hoàn toàn không thèm quan tâm nha đầu kia. Sốt cục. Lôi Vũ Đình dẫn đầu vào tới Giản trước mặt trưởng lão, nhưng là ngay tại lúc này, Trác Phàm lại là chợt lách người ngăn tại nàng phía trước, trong tay tà nguyệt vòng nghiêng nghiêng hướng Giản Phàm đánh xuống. Răng rắc. Giản Phàm một cái tay cụt dễ như trở bàn tay liền tóm lấy Trác Phàm cánh tay, nhẹ nhàng một tách ra, theo tiếng mà đứt. Hừ, người điểm này chướng nhãn pháp thủ đoạn nhỏ tại trước mặt người khác hữu dụng, cũng đừng làm ở trước mặt lão phu. Lão phu ăn muối so ngươi ăn gạo đều nhiều,
chớ cùng lão phu chơi cái gì chủ công phó công trò chơi, lão phu có thể sẽ không mắc lừa. Giản Phàm hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhưng là, ngươi vẫn là mắc lừa, nhưng, Trác Phàm lại là lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Sợ hãi cả kinh, Giản trưởng lão nhìn lấy hắn bộ dáng này, cảm thấy bỗng nhiên nâng lên một cỗ thật sâu bất an. Nhưng là, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo ánh đỏ lại là đột nhiên theo Trác Phàm thể nội lẻn đến trong thân thể của hắn. Chỉ một thoáng, hắn chỗ cụt tay, vừa mới cầm máu, lại như nước suối đột nhiên giếng phun ra ngoài. Tươi đẹp dòng máu, đem rừng rậm bốn phía rừng cây đều nhuộm thành đỏ thẫm. Giản Phàm hai mắt chừng một cái, chăm chú nhìn Trác Phàm con mắt, cả giận nói, lúc trước. Cũng là ngươi. Hắn còn thanh thanh sở sở nhớ kỹ, lúc trước nếu không phải có dị vật nhập thể, hắn như thế nào lại bị cái kia Tiềm Long Các tam trưởng lão nhất trảo rỡ xuống một cái cánh tay đây. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Tốt, tiểu tử ngươi có gan, hại lão phu mất đi một tay. Giản Phàm cắn răng nghiến lợi đạo, đợi lão phu bức ra ngươi ma vật, ổn thỏa đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khi nói chuyện, Giản trưởng lão đã đem nguyên lực hoàn toàn tụ tập tại thể nội. Có thể cảm nhận được huyết anh bị áp lực, Trác Phàm lại là lại một lần lộ ra quỷ dị mỉm cười, Giản trưởng lão, lần này ngươi lại bị lừa. Vừa dứt lời, Giản Phàm còn chưa hiểu đây là ý gì. Xì xì xì. Từng đạo ánh lôi nổ vang, lôi vũ đỉnh kinh lôi chỉ bỗng nhiên theo Trác Phàm thân thể đi qua, thẳng tắp đâm tiến Giản Phàm tim. Bất khả tư nghị nhìn lấy trên mặt tà tiếu Trác Phàm, Giản trưởng lão hai mắt bạo lồi, không cam lòng khẽ cắn môi, cuồn cuộn dòng máu từ trong miệng chảy ra. Giản trưởng lão, tay chủ công nhưng là không phải ta, người đoán sai. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, một ngụm máu tươi nhịn không được chảy ra, nhưng là hắn vẫn là cười, cười đến mức dị thường làm người ta sợ hãi, ngươi vẫn cho là có thể thương ngươi chỉ có cái này tà nguyệt vòng, nhưng là đừng quên ngươi là trọng thương tại thân. Thân thể đã sớm không giống trước kia như thế mạnh, lại đem nguyên lực tất cả đều gom lại thể nội, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, Giản trưởng lão trong mắt thế mà ít có xuất hiện vẻ sợ hãi. Như thế tâm kế, tàn nhẫn như vậy thiếu niên. Thật đáng sợ. Thân thể vì ma đạo cao thủ Giản Phàm, lưu hắn lại lúc còn sống sau cùng ba chữ, chậm rãi ngã xuống. Ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm vậy mà lại dùng sinh mệnh mình làm mồi nhử. Lại lấy ma vật đánh lén, sau cùng để lôi vũ đỉnh đánh bất ngờ lòng hắn phòng. Trung gian mỗi một bước đều là hiểm tượng vô vàn, có một bước đi nhầm, vậy bọn hắn thì chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc, tại Trác Phàm thiết kế dưới, bọn họ mỗi một bước đều đi được không chê vào đâu được, để Giản trưởng lão tại khinh suất chủ quan dưới, vứt bỏ thiên huyền cảnh cao thủ tánh mạng. Riêng là sau cùng, Trác Phàm hoàn toàn dùng thân thể ngăn tại Giản trước mặt trưởng lão. Để hắn căn bản chú ý không đến lôi vũ đỉnh đánh tới, càng là Giản trưởng lão chí mạng nguyên nhân. Chuyện này nếu là truyền đi, chắc sẽ không ai tin tưởng cả, hai cái tụ khí cảnh tiểu bối cư nhiên có thể đem thiên huyền cảnh cao thủ tính giết tới chết. Bịch, Trác Phàm té xuống đất, đầy người đều là máu tươi. Lôi vũ đỉnh nhìn lấy đây hết thảy, nước mắt phốc cạch lòng đất. Nguyên bản nàng coi là Trác Phàm là muốn hy sinh hết nàng, chính mình tìm cơ hội đánh lén. Không nghĩ tới hắn biết hy sinh hết chính mình, cho nàng sáng tạo sinh tồn cơ hội. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn tình hoài quanh quẩn tại tâm, cố tình đau, có ấm áp, còn có một chút khác tư vị, đó là theo Dương Minh cái kia bên trong chưa từng cảm nhận được. Trác Phàm, thật xin lỗi. Lôi vũ đình quỳ dạp xuống Trác Phàm trước mặt, nhìn lấy hắn suy yếu gương mặt, lẩm bẩm nói. Khoát khoát tay, Trác Phàm lắc đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi. Vừa mới ta huyết anh bị thương nặng lúc, ta liền đã nội thương. Lấy, Trác Phàm đem huyết anh theo Giản trưởng lão trong thi thể gọi trở về chắc, lần này cần liệu thương một hồi lâu. Chính hắn thụ thương không có gì, bản mệnh huyết anh thụ thương nhưng là muốn hắn muốn mạng. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình càng là cảm kích nước mắt chảy ngang. Nàng hiện tại mới hiểu được, nguyên lai cái kia ma vật chẳng những là hắn bảo bối, còn cùng hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở. Nhưng chính là quan trọng như vậy đồ, vật, lại là tại thời khắc mấu chốt vì nàng cản nhất kích chí mệnh. Trong lúc nhất thời, Lôi Vũ Đình nhìn về phía Trác Phàm trong ánh mắt, như là lại nhiều một chút đồ vật. Nhưng là điểm này, Trác Phàm lại hoàn toàn không có chú ý.
chỉ cái kia Giản Phàm thi thể, Trác Phàm thản nhiên nói, người đi đem hắn trên thân có thể bới ra đều lột xuống, U Minh Cốc trưởng lão, nhất định có rất nhiều đồ tốt. Minh Bạch, gật gật đầu, Lôi Vũ Đình chạy tiến lên 10 phần chuyên nghiệp lục soát đứng dậy, để trọng thương tại đây Trác Phàm đều không khống chế được đến nhíu nhíu mày. Dựa vào, không hổ là làm sơn tặc, quả nhiên đầy đủ chuyên nghiệp. Đợi đem Giản Phàm trên thân đồ, vật đều siêu tập đến cùng một chỗ, Lôi Vũ Đình cầm tới Trác Phàm bên người, nhìn lấy cái kia dị dạng ánh mắt, Lôi Vũ Đình biết nàng đang suy nghĩ gì. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu, nàng ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, dường như làm mất mặt gì sự việc một dạng. Đem những vật kia đẩy lên Trác Phàm trước mặt, Lôi Vũ Đình như là có ý tránh đi Trác Phàm ánh mắt, cái này trước kia là chưa từng có. Trác Phàm có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không thèm để ý, sau đó bắt đầu tinh tế xem cái kia Giản trưởng lão di vật. Đầu tiên theo chữ vật giới chỉ bắt đầu, đồng dạng trong này đều là lớn nhất vật quý trọng. Ngưng thần xem xét nhìn một lúc, Trác Phàm lông mày nhíu lại, tìm tới hắn muốn đổ, vật. Trong tay ánh sáng lấp lóe, hai mảnh ngọc giản đã là xuất hiện ở trong tay, chính là Lôi Gia Linh Giai võ kỹ cấp thấp, kinh lôi chỉ cùng Thái Gia Linh Giai võ kỹ cấp thấp, đoạn gió chân. Tuy nhiên hắn không hiểu ba nhà vũ kỹ có bí mật gì, nhưng gặp U Minh Cốc một mực tại siêu tập, liền không chút do dự cất vào chính mình trong giới chỉ. Tiếp đó, hắn lại xem một phen, còn lại đơn giản là chút công pháp vũ kỹ theo linh thạch loại hình, những thứ này tại Trác Phàm cái này ma hoàng trong mắt là vạn vạn chướng mắt. Sau đó tay hất lên, ném cho Lôi Vũ Đình. Theo sơn tặc quy củ, hẳn là gặp mặt phân một nửa, còn lại tặng cho ngươi. Lôi Vũ Đình lắc đầu. Cự tuyệt nói, lão đầu kia là ngươi giết, những thứ này đều là về ngươi. Ta không muốn, hắn những vật kia ta có thể chướng mắt. Lắc đầu, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái túi phía trên. Cái này túi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là Trác Phàm lại biết đây là cực kỳ hy hữu, có thể đựng vật sống đổ, vật. Mà bên trong đựng, tự nhiên là cái kia thôn vệ quỷ quả. Đem cái kia túi đựng vào trong ngực. Trác Phàm vui mừng cười cười. Vật này, hắn có tác dụng lớn chỗ, có lẽ liền có thể moi ra Tử Lôi Kim Nhãn bí mật. Trác Phàm, chiếc nhẫn này vẫn là cho ngươi đi. Lôi Vũ Đình tại xem một phen trong giới chỉ đồ, vật về sau, không nhịn được giật nảy cả mình, suy nghĩ một trận lại đem giới chỉ còn cho Trác Phàm. Ta biết các ngươi Lạc gia có tiền, không quan tâm những linh thạch này, nhưng nơi này còn có một số linh giai vũ kỹ cùng công pháp. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối về sau trọng trấn các ngươi Lạc gia nhất định có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm áng chừng cái kia giới chỉ, khinh miệt hừ nói, loại này đồ bỏ đi đồ, vật, lão tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mới không có thèm đây. Nếu như ngươi nếu như không muốn, ta thì ném. Lấy, Trác Phàm làm bộ liền muốn ném ra, Lôi Vũ Đình lập tức bắt hắn lại cổ tay, đem giới chỉ đoạt lại, oán giận nói. Người này làm sao như thế phá của, liền linh giai vũ kỹ đều không muốn, thật không biết ngươi là làm thế nào thượng Lạc nhà quản gia. Cứ theo đà này, Lạc gia có tiền nữa, cũng sẽ bị ngươi tiêu xài hết không thể. Bật cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không ít đến theo Lôi Vũ Đình giải thích, vung tay lên liền đem Giản Phàm thi thể thu nhập trong giới chỉ tốt, chúng ta trở về đi. Đánh một đêm, Tiềm Long các bên kia cũng nên có cái bàn giao. Lôi Vũ Đình gật gật đầu, vội vàng đem Trác Phàm đỡ dậy. Chỉ là Trác Phàm thật là quá hư nhược, chỉ có thể dựa thân thể tựa ở nàng đầu vai, điều này không khỏi làm nàng hai gò má cấp tốc nhiễm lên một mảnh đỏ thẫm màu sắc. Chờ một chút, nhưng, chỉ đi mấy bước, Trác Phàm đột nhiên dừng lại tốc độ, trong mắt dần dần lạnh xuống đến, Dương Minh tiểu tử kia đâu. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình cũng là sững sờ, bốn phía xem một phen. Lại căn bản không gặp Dương Minh tung ảnh. Vừa mới bọn họ chỉ lo theo Giản trưởng lão chiến đấu, thế mà là quên Dương Minh tồn tại, để hắn thừa dịp loạn trốn thoát. Đáng chết, lại để cho hắn chuồn mất, Lôi Vũ Đình khẽ cắn môi, không có cam lòng. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thờ ơ lắc đầu, một nhân vật nhỏ, không quan trọng. Có điều, lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới hắn đồ đệ, Triệu Thành, trong mắt bỗng nhiên lóe qua nồng đậm sát ý. Chỉ là coi như nho nhỏ vật nhỏ, giữ lấy luôn luôn phiền phức. Lần sau gặp phải, nhất định muốn làm thịt hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, phía đông hơi lộ ra trắng nhạt nắng sớm,
Long Quỷ cùng Long Kiệt mang theo mấy trăm tên Tiềm Long Các hộ vệ mệt mỏi về đến phân bộ bên trong, nhưng là tại cái kia vẻ mệt mỏi dưới, lại là để lộ ra tự hào thần thái. Cùng U Minh Cốc một trận chiến này, bọn họ chẳng những đánh thắng, mà lại đánh cho tương đương xinh đẹp. Long Cửu cùng Tam Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão ba người, sớm đã đứng tại cửa chính, nhìn thấy bọn họ trở về, nhân số cũng không có giảm bớt nhiều ít lúc, vui mừng gật đầu. Tam Thúc, Ngũ Thúc, Cửu Thúc. Vừa đến ba người trước mặt, Long Quỷ cùng Long Kiệt liền vội vàng đạp tiến lên đây, cung kính thi lễ, mặt bên trên tán phát xuất tử đến nụ cười. Khóe miệng nhếch lên một cái hơi hơi đường cong, Tam Trưởng Lão sờ sờ tròm râu, thản nhiên nói, Tiểu Quỳ, A Kiệt, hôm qua tình hình chiến đấu như thế nào? Liếc nhìn nhau, Long Quỳ dương dương lông mày, dẫn đầu đứng ra đắc ý nói, khởi bẩm Tam Thúc, hôm qua như ngài ba vị ý nghĩ, từ các ngươi đuổi theo ba cái kia U Minh Cốc Trưởng Lão về sau, bọn họ quả nhiên dẫn đầu số lớn nhân mã đánh bất ngờ chúng ta. Bất quá, đều bị chúng ta đánh cho lạc hoa lưu thủy. Trừ mấy cái đoán cốt cảnh cao thủ chạy thoát bên ngoài, người khác không có một cái nào người sống. Tốt! Long Cửu hét lớn một tiếng, tâm tình đại sướng, tán dương, Tiểu Quỳ cùng A Kiệt hai tiểu gia hỏa này tiến bộ không nhỏ a, thế mà là có thể chỉ huy chúng ta hộ vệ, cơ hồ toàn diệt đối phương người tới, thật sự là hả hê lòng người a. Tam ca, ngài trở về tại các chủ trước mặt, có thể phải thật tốt cho hai tiểu gia hỏa này bày tỏ một khoe thành tích, ha ha ha. Long Cửu cười lớn một tiếng, âm thanh chấn thiên vũ, dường như nhiều năm phiền muộn tất cả đều đổ xuống mà ra. Tam Trưởng Lão vuốt râu mỉm cười, Long Quỳ cùng Long Kiệt lẫn nhau nhìn xem, đều là lộ ra hiểu ý nụ cười. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, bọn họ vì Tiềm Long Các chân chân chính chính lập xuống đại công. Loại này vinh diệu cùng cảm giác thỏa mãn, là bọn họ trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Đúng. Lúc này, Tam Trưởng Lão mi đầu hơi nhíu nhăn, nhìn về phía Long Quỳ cùng Long Kiệt đạo, ngày hôm qua cái động tĩnh to lớn là xảy ra chuyện gì, các ngươi biết không? Không khống chế được sững sờ, Long Quỳ cùng Long Kiệt liếc nhìn nhau, đều là mê mang lắc đầu. Hôm qua tiếng nổ kia, rung động thiên địa, chúng ta vẫn cho là ba vị trưởng lão cùng cái kia U Minh Cốc ba cái lão đầu tranh đấu gây nên. Chẳng lẽ, không phải sao? Long Quỳ nghi ngờ nhìn về phía ba người. Ba người sắc mặt nghiêm một chút, đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ một thoáng, ngày hôm qua âm thanh chấn hám nhân tâm nổ tung, thế mà trong nháy mắt trở thành án chưa giải quyết, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Đúng, người Lạc gia không phải một mực trốn ở trong tiểu viện à, chúng ta đi hỏi bọn họ một chút nhìn có biết hay không. Đột nhiên, Long Cửu vỗ đầu một cái, nhìn về phía Tam Trưởng Lão nói. Hơi hơi gật gật đầu, Tam Trưởng Lão quay người hướng Tiềm Long Các tiểu viện đi đến, người khác còn theo sát phía trên. Long Quỳ khóe miệng khinh thường liếc một cái, nói lầm bầm, hôm qua chiến đấu kịch liệt như vậy, những tiểu gia tộc kia người có lẽ dọa đến liền cửa cũng không dám ra ngoài, nói không chừng trừ thanh âm, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người khác nghe đến, không nói gì, Long Kiệt cũng là từ chối cho ý kiến lắc đầu. Hiển nhiên, tất cả mọi người đồng ý Long Quỳ cái nhìn, đi hỏi một chút cũng là tránh bớt bỏ sót đầu mối gì mà thôi. Rất nhanh, mọi người đi tới trong tiểu viện, trực tiếp hướng người Lạc ra chỗ trước của phòng đi đến. Nhưng, khi bọn hắn đi vào phòng trọ lúc trước, lại chỉ thấy trừ Trác Phàm bên ngoài Lạc ra ba người đều tụ tại Trác Phàm cửa, đầy mặt gấp gáp. Ngoài ra còn có ba người, bên trong lại có một vị thiên huyền cảnh cường giả. Chẳng lẽ, tối hôm qua chính là... Long Cửu ba người cảm thấy run lên, bước nhanh đi vào Lôi Vân Thiên trước mặt, ôm quyền thi lễ. Không biết huynh đài là... Long Cửu nghi ngờ nhìn về phía hắn, lúc nào, Lạc gia gia cường giả như vậy. Lôi Vân Thiên cũng minh bạch Tiềm Long Các thực lực, không dám thất lễ, vội vã hoàn lễ nói, tại hạ Hắc Phong Sơn, Lôi Vân Thiên, kính đã lâu Tiềm Long Các đại danh. Hôm nay nhìn thấy ba vị trưởng lão, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Nghe được lời này, Long Cửu rõ ràng gật đầu. Long Cửu tại Phong Lâm Thành đóng quân thời gian không ngắn, cũng biết địa phương gia tộc thế lực phân bố. Trừ Tôn gia cái này người ngoài, trước kia địa phương cũng chỉ có Lạc gia, Thái gia cùng Hắc Phong Sơn Lôi gia xem như nơi này nhất lưu gia tộc. Đương nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn ở Phong Lâm Thành cái này tiểu địa phương, theo tung hoành đại lục thất thế gia là không cách nào so sánh được. Nhưng là bây giờ,
Lôi gia đã ra một vị thiên huyền cảnh cường giả, đen như vậy phong sơn sức ảnh hưởng đem không thể cùng trước kia so sánh. Tuy nhiên đoán cốt cảnh cùng thiên huyền cảnh chính là kém một cấp, nhưng là chỉ cần có một cái thiên huyền cảnh cao thủ tọa chấn, gia tộc này trên đại lục thì tối thiểu nhất cũng là gia tộc nhị lưu. Nếu như chưa, vậy cũng chỉ có thể biến thành tam lưu hoặc là hạng bét. Hiện tại, Lôi gia có thể tính là phong lâm thành phát đạt. Ách, Lôi gia chủ, không biết các ngươi đây là. Long Cửu nhìn lấy tất cả mọi người tụ tại Trác Phàm trước của phòng, không rõ ràng cho lắm. Lôi Vân Thiên thầm than một tiếng, buồn bã nói, Trác quản gia tối hôm qua bị thương nặng, hiện tại còn sinh tử chưa biết. Cái gì, hôm qua nơi này cũng bị tập kích. Không khống chế được giật mình, tam trưởng lão kinh dị nói. Hắn vẫn cho là những U Minh cốc đó người đã bị Long Quỷ cùng Long Kiệt bọn họ ngăn lại, không nghĩ tới còn có người lập tức. Chẳng lẽ nói, bọn họ chuẩn bị hai cái nhân mã? Hừ, lúc này, một đạo nhỏ nhẹ khinh thường âm thanh từ trong đám người truyền ra, lại là tinh tường truyền đến mỗi người trong tai, cái kia Trác Phàm không phải một mực rất ngông cuồng à, còn tuyên bố nói trong vòng 10 năm siêu việt thất thế gia. Kết quả đến mấy cái tiểu mao tặc, nhiều người như vậy đều không có việc gì, thì hắn thương, thật vô dụng. Chỉ một thoáng, Lạc gia cùng Lôi gia tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra chỗ hung hăng chừng đi, Long Quỷ thờ ơ trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt. Tiểu Quỷ, im ngay. Long Cửu hung hăng chừng Long Quỷ liếc một chút, Long Quỷ mới không tình nguyện im lặng. Áy náy nhìn về phía Lôi Vân Thiên, Long Cửu thản nhiên nói, xin lỗi, nhà đầu này không hiểu chuyện, ngươi đừng thấy lạ. Không biết tối hôm qua đến là người phương nào, liền ngươi thiên huyền cảnh thực lực, đều không có bảo vệ tốt Trác Phàm tiểu tử kia. Cái gì, ta bảo vệ hắn. Nghe được lời này, Lôi Vân Thiên không khống chế được sững sờ, tiếp lấy chính là mặt mũi tràn đầy đắng chát lắc đầu, nói ra thật xấu hổ, tại hạ hôm qua vừa mới đột phá thiên huyền cảnh, còn không có cái năng lực kia bảo hộ Trác quản gia. Tại người ngoài xem ra, Lôi Vân Thiên thiên huyền cảnh tu vi, ở chỗ này thực lực mạnh nhất. Có địch xâm phạm, đương nhiên là hắn bảo hộ mọi người. Chỉ có hắn tâm lý rõ ràng, là ai đang bảo vệ người nào. Có điều, hôm qua tới người kia cũng là thiên huyền cao thủ, có người xưng hô hắn là Vân trưởng lão. Cái gì, lật tay thành mây, U Vân rõ ràng. Không khống chế được giật mình, tam trưởng lão cùng Long Cửu hai người lẫn nhau nhìn xem, mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, hôm qua hắn cũng tới. Đón lấy, hắn lại mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn về phía Lôi Vân Thiên nói, Lôi huynh đệ, người thật châu bò. Người cũng đã biết, cái kia U Vân rõ ràng chính là U Minh Cốc thập nhị trưởng lão một trong, mấy chục năm trước liền đã nhập thiên huyền cảnh. Người mới vừa vào thiên huyền cảnh liền có thể cản hắn một đêm, thật là. Còn lại hai người, cũng là ào ào quăng tới tán thưởng ánh mắt. Gương mặt chưa phát giác một đỏ, Lôi Vân Thiên vội ho một tiếng. Lẩm bẩm nói, ba vị trưởng lão quá khen, thực Lôi mỗ. Thật liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Như vậy suốt cả đêm, các ngươi làm sao có thể còn bình yên vô sự. Long Cửu sững sờ, lớn tiếng nói. Gãi đầu một cái, Lôi Vân Thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm phòng, vậy còn không đều thua thiệt Trác quản gia a, nếu không nơi này mọi người chắc cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cái gì, ý ngươi là một mực ngăn cản U Vân rõ ràng, là Trác Phàm. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát một mực biểu hiện ra vẻ khinh thường Long Quỷ. Có thể, nhưng hắn chính là cái tụ khí cảnh a. Long Cửu không thể tin hét lớn. Không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai, Lôi Vân Thiên liên tục cười khổ, cái này ta đương nhiên biết, nhưng là... Thì tính sao? Một câu thì tính sao, nhất thời để Long Cửu chưa phát giác khí tức trì trệ, dường như tụ khí cảnh liền chiến thiên huyền cảnh một đêm, là chuyện đương nhiên sự việc. Như vậy, sau đó thì sao? Tam trưởng lão chăm chú song quyền, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lôi Vân Thiên con mắt, ý ngươi là, Trác Phàm bằng vào tụ khí cảnh thực lực, đem U Vân rõ ràng lão gia hỏa kia bước cho lui. Bước lui? Mi đầu chưa phát giác vẩy một cái, Lôi Vân Thiên mặt hiện giật mình lo lắng màu sắc, dường như lại nghĩ tới tối hôm qua cái kia trấn hám nhân tâm hình ảnh, các ngươi, khác quá xem thường Trác Phàm tiểu tử này. Cái gì, khinh thị? Chúng ta nơi nào có khinh thị? Đưa mắt toàn bộ đại lục, tụ khí cảnh đem thiên huyền cảnh cao thủ bức lui, lúc nào phát sinh qua?
chúng ta phỏng đoán cái kia U Vân rõ ràng bị hắn bức lui, rõ ràng là đối với hắn thực lực cực hạn khuếch đại đến ngay cả mình đều không tin. Nếu không phải là ngươi tự mình nói ra miệng, chúng ta căn bản sẽ không nghĩ tới nơi này. Ba cái trưởng lão liếc nhìn nhau, đều là chưa phát giác nuốt ngụm nước bọt, tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng. Lão tiểu tử kia căn bản chưa kịp lui, liền bị Trác Phàm một chiêu diệu, không còn sót lại một chút cặn a. Lôi Vân Thiên thở dài ra một hơi, hí hư nói. Ba vị trưởng lão cùng nhau kêu ra tiếng, trên mặt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên huyền cảnh bị một cái tụ khí cảnh miểu sát, thiên cổ không nghe thấy a. Long Quỳ cùng Long Kiệt cũng là hoàn toàn ngây người, cái này sao có thể? Lần nữa nuốt ngụm nước bọt, Long Cửu tay đều bởi vì như thế kình bạo tin tức mà không tự giác run rẩy. Ý ngươi là tối hôm qua cái kia động tĩnh lớn là Trác Phàm làm. Hắn giết U Minh Cốc thiên huyền cảnh trưởng lão, thì thụ một chút thương tổn. Lôi Vân Thiên nhìn lấy ba người vội vàng ánh mắt, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại là cau mày lắc lắc đầu. Ngươi cái này có ý tứ gì? Long Cửu không khống chế được khẩn trương, quanh thân khí thế thế mà ngăn không được phát ra, tự tìm Long Quỳ Long Kiệt bọn người ào ào lui lại. Bất đắc dĩ thở dài, Lôi Vân Thiên cười khổ nói, ta để cho các ngươi chớ xem thường cái đứa bé kia, hắn giết U Minh Cốc trưởng lão nhưng là không phải lấy thụ thương làm đại giá, chính là nguyên lực hao hết, có chút hư thoát mà thôi. Làm sao có thể, hắn hoàn hảo không chút tổn hại địa sát U Vân rõ ràng. Long Cửu đã bị ngày hôm nay theo nhau mà đến kình bạo tin tức, chấn kinh đến tột đỉnh, liền mồm miệng cũng bắt đầu không rõ ràng lên, có thể. Nhưng hắn lại là làm sao thụ thương. Đụng. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn phát ra, Trác Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, tái nhợt nghiêm mặt sắc nhìn về phía Long Cửu, tức giận hừ nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi, Cửu ca. Trác Phàm. Gặp hắn đi ra, mọi người cùng nhau kêu sợ hãi, có kinh dị. Có tin mừng vui mừng, càng có là tràn ngập phức tạp nghi hoặc âm thanh. Ngươi vết thương lành sao? Lạc Vân Thường đuổi bước lên phía trước, quan tâm nói. Tốt cái rắm. Trác Phàm giận hừ một tiếng, hai mắt hung tợn quét về phía ở hiện trường mọi người, lão tử dưỡng cái thương tổn, các ngươi ở bên ngoài líu díu không ngừng, để lão tử như thế nào liệu thương. Nghe được lời này, mọi người mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ào ào bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu. Chỉ có Tiềm Long các ba cái kia trưởng lão, vẫn là một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, Trác Phàm ngược lại nhìn về phía Long Cửu, thản nhiên nói, Cửu ca, ngươi không phải muốn biết ta làm sao bị thương sao? Chính là vì hắn. Lấy, Trác Phàm vung tay lên, một đạo bạch quang lóe qua, một bộ rét lạnh thi thể liền bỗng nhiên hiện ra tại mọi người trước mặt. Mà Tiềm Long các ba vị trưởng lão nhìn thấy. Càng là nhịn không được kêu lên sợ hãi. Ngốc ưng Giản Phàm. Giản Phàm thi thể đã cứng ngắc, nhưng trong mắt thật sâu hoảng sợ, lại như cũ tránh đường đến hắn thi thể người, trong lòng phát lạnh. Cuối cùng tại sao dạng người, làm cho một cái tung hoành đại lục lão ma đầu, chết thì lộ ra dạng này ánh mắt. Sao, làm sao có thể, ngốc ưng Giản Phàm vậy mà lại chết ở chỗ này, người nào? Người nào giết, Long Cửu cả kinh đã là không ngậm miệng được. Lắp bắp hỏi. Xùy cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, thi thể là ta lấy ra, giết người khác còn có thể là ai? Chỉ một thoáng, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm. Tuy nhiên bọn họ ngay từ đầu đã đoán được, nhưng là vô luận như thế nào bọn họ đều không muốn tin tưởng, cái này lão ma đầu sẽ chết tại một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ trên tay. Hắn nhưng là tại Tiềm Long các tam đại trưởng lão liên thủ truy kích dưới. Đều có thể đào thoát người a. Ta biết lão nhân này cùng Cửu ca từng có kết, vừa vặn đụng phải, thì thuận tiện làm thịt. Tùy ý phủi phủi trên thân vốn cũng không có cho bụi, Trác Phàm nhạt cười một tiếng đạo, Cửu ca, ngươi sẽ không phải trách ta xen vào việc của người khác đi. Sao, làm sao lại như vậy? Long Cửu từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, hai mắt dần dần đỏ bừng nhìn hướng mặt đất thi thể, tức giận nói, lão quỷ này hủy ta thần nhãn. Hại lão phu cả đời thể diện mất hết. Lão phu hận không thể uống máu, cắn thịt, đào hắn tổ phần, như thế nào lại quái huynh đệ thay ta xuất thủ đây? Trác huynh đệ. Đột nhiên, Long Cửu hướng Trác Phàm trịnh trọng liền ôm quyền, từ nay về sau, lão phu lấy ngươi làm thân huynh đệ đối đãi. Như có dùng đến lấy ngươi Cửu ca địa phương, ngươi cứ việc nói là được. Ai,
Cửu ca ngươi cái này liền khách khí, huynh đệ ta chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Trác Phàm cười khoát khoát tay, lại là dùng lực làm động tới vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Long Cửu gặp, vội vàng đi lên xem, huynh đệ đừng lộn xộn, cửu ca cái này có tam phẩm liệu thương đan dược, ngươi ăn vào sau trong vòng 3 ngày tất nhiên khỏi hẳn. Lấy, Long Cửu xuất ra mấy cái bình nhỏ tới. Trác Phàm cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp thì thu hết. Nhìn lấy Long Cửu như thế lo lắng bộ dáng, hắn hai vị trưởng lão cũng tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Long Quỳ chưa phát giác bẻ quyệt miệng, trong lòng như là đổ nhào bình giấm chua bàn khó chịu. Nguyên bản bọn họ dẫn đội tiêu diệt U Minh Cốc một nhóm người, là lập xuống đại công. Ba vị trưởng lão cũng là mừng rỡ như điên, đối bọn hắn rất là tán thưởng, nhưng là theo Trác Phàm liền giết U Minh Cốc hai cái trưởng lão so sánh. Bọn họ điểm này công lao quả thực cũng là đom đóm cùng ánh trăng tranh huy, căn bản chưa tới nhấc lên. Hừ, cái này Trác Phàm không biết là dùng thủ đoạn gì, đi cái gì vận cứt chó, mới trắng trắng kiếm hai người đầu. Tụ khí cảnh làm sao có thể giết đến thiên huyền cảnh a? Long Quỳ không phục ngoác miệng ra, lẩm bẩm nói, nhưng âm thanh này cũng là bị tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tam trưởng lão quay đầu lạnh lùng liếc Long Quỳ liếc một chút. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, cùng ngũ trưởng lão liếc nhau về sau, cùng nhau thở dài. Trác Phàm thì là cười hì hì nhìn về phía nàng, hướng mọi người lớn tiếng nói, ta Trác Phàm xác thực là bởi vì vận khí, mới đụng phải cái tay cụt trưởng lão, cầm hắn đầu người. Bất quá, không phải vận tốt, mà chính là vận rủi. Nếu không phải lão tử lúc đó bởi vì giết một cái thiên huyền cao thủ về sau, nguyên lực khô kiệt. Như thế nào lại bị cái kia chỉ có một cái cánh tay giản trưởng lão trọng thương? Nếu là ở bình thường, muốn giết lão già kia, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai, tối hôm qua vận khí thật là quá kém. Không giống một ít người a, mang một đám người ra ngoài, có hay không vận khí cũng không đáng kể, an toàn tự nhiên có bảo hộ. Trác Phàm lắc đầu thở dài, tức giận đến Long Quỳ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi, Lôi Vũ Đình thì là phốc một tiếng. Cười ra tiếng. Tối hôm qua sự việc nàng rõ ràng nhất, Trác Phàm xác thực lợi hại, có thể tính kế đến lão đầu kia mỗi một chiêu mỗi một thức cùng mỗi một cái tâm lý biến hóa. Nhưng là, còn không có lợi hại đến có thể tùy thời gặp, liền có thể đơn đấu đối phương cấp độ. Trác Phàm nói như thế, rõ ràng chính là muốn cố ý nhục nhã Long Quỳ. Lão tử cũng là so với ngươi còn mạnh hơn, lão tử cũng là so ngươi tốt, lão tử công lao cũng là lớn hơn ngươi. Mà lại đều là đơn thương độc mã đánh ra tới. Người đây, người cắn ta a. Đồng dạng minh bạch điểm này, ba vị trưởng lão không khống chế được mỉm cười lắc đầu. Trong lòng bọn họ minh bạch, coi như Trác Phàm có thể giết chết thiên huyền cao thủ, cái kia tất nhiên cũng là dùng cái gì không tầm thường thủ đoạn, mà không phải hắn chỗ nói khoác như thế người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nhưng là dù vậy, có thể trong vòng một đêm liền giết hai tên thiên huyền cường giả. Cũng đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kinh hãi mạc danh. Lão Cửu, người trước lưu lại chiếu cố Trác huynh đệ thương thế, lại lưu mấy trăm tên hộ vệ đóng giữ tiểu viện, ta cùng lão ngũ đi về trước cho tổng bộ truyền tin. Nơi này tình huống, còn phải muốn thông báo các chủ mới được. Long Cửu vui vẻ gật đầu, Long Quỳ cùng Long Kiệt thì là cùng nhau sững sờ, làm sao liền tam trưởng lão cũng xưng hô Trác Phàm vì huynh đệ. Mà lúc này, Trác Phàm cũng rất thông minh sửa lời nói, tam ca, ngũ ca, đi thong thả a. Không khống chế được lảo đảo một chút, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút, đều là dở khóc dở cười lắc đầu. Lão Cửu nói đúng vậy, tiểu tử này lớn nhất khả năng, cũng là thuận cán leo lên trên. Đón lấy, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão rời đi sau đó, Long Cửu cùng mọi người đem Trác Phàm viện trở về phòng bên trong. Long Quỳ cùng Long Kiệt thì là theo phân phó chỉ huy hộ vệ thủ ở trong viện. Ngồi đến trên giường, Trác Phàm thật dài ra một ngụm chọc khí, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn về phía mọi người, các ngươi đều ra ngoài, ta cùng cửu ca có chuyện cần nói. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, rõ ràng gật đầu, liền đều thức thời rời đi, chỉ có Long Cửu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm, không biết hắn lại muốn làm gì. Cửu ca, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Lễ vật, Long Cửu lông mày nhíu lại, không khống chế được bật cười ra tiếng, huynh đệ, không phải cửu ca xem thường ngươi, chính là lạc gia như bây giờ, còn có thể xuất ra cái gì ra dáng đổ, vật đến.
chẳng lẽ nói, chỗ ngươi còn có thượng cổ trận thức đồ? Nghĩ tới đây, Long Cửu trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sao. Xùy cười một tiếng, Lỗi Lạc chậm rãi lắc đầu, ngươi nghĩ hay lắm, cái kia muốn ta ít nhất ra giá 10 triệu, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tặng không a? Bất quá, món lễ vật này, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích. Lấy, Trác Phàm đem cái kia túi lấy ra. Khẽ cau mày, Long Cửu không rõ ràng cho lắm, nhưng khi hắn đem cái kia túi mở ra sau khi, nương theo lấy từng tiếng quát kêu gọi tiếng, một cái tối như mực quả đen bay ra ngoài, rơi ở đầu vai của hắn. Đây là, Giản Phàm lão già kia thôn phệ quỷ quả. Đúng vậy. Trác Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói, từ khi lão đầu kia sau khi chết, cái này ma vật chính là vô chủ chi vật. Cửu ca ngươi lấy về thuần dưỡng, tin tưởng không ra bao lâu thời gian, nó thì có thể trở thành ngươi linh sủng, thủ hộ tại ngươi bên cạnh. Nhìn lấy cái kia thôn vệ quỷ quạ một cái hiện ra màu tím kim đồng, Long Cửu tự nhiên minh bạch ý hắn, trong mắt chưa phát giác nổi lên từng tia lệ quang. Thần khắc mắt Long Cửu từ khi thần nhãn bị đoạt về sau, liền danh không như thực. Sau này có cái này quỷ quạ làm bạn, cũng coi là tìm về thần khắc mắt. Huynh đệ, cảm ơn, người có tâm. Long Cửu thanh âm có chút nghẹn ngào, chỉ có một con mắt cũng là một dung một cái, bên trong bao hàm lấy kích động cùng vẻ vui mừng. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm cảm thấy âm thầm gật đầu, thản nhiên nói, cửu ca, tiểu đệ có một việc một mực không hiểu, đã ngươi có thể luyện thành một cái tử lôi kim nhãn, tại sao không thể lại luyện một cái đâu? Ai, huynh đệ có chỗ không biết, lão phu cái này một cái thần nhãn, cũng là bởi vì duyên tế hội tâm đắc, mất đi liền rốt cuộc không tìm về được. Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, dường như lại hồi tưởng lại trước kia sự việc. Cái này thần nhãn, cũng không phải là Tiềm Long các luyện chế pháp môn, mà chính là lão phu ra ngoài lúc, trong lúc vô tình tìm được. Long Cửu hiện tại đã coi Trác Phàm là thành người một nhà, cho nên cái này hắn một mực chôn giấu ở đáy lòng bí mật, lần thứ nhất đối người khác nói ra, huynh đệ, người biết đại lục tam đại hiểm địa sao? Trác Phàm lắc đầu, Long Cửu cười nói, cửu ca cái này liền nói cho ngươi, trên khối đại lục này nơi đó đều có thể đi, chỉ có ba cái địa phương tuyệt đối không nên bước vào. Vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào. Nhìn lấy Long Cửu con mắt, Trác Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nhưng lại căn bản không để trong lòng. Cái này tam đại hiểm địa, theo thứ tự là Sét Đánh Hạp, Băng Ngọc cùng Ngàn Viêm Động. Long Cửu chăm chú nhìn Trác Phàm con mắt khá lâu, biểu lộ nghiêm túc dị thường, nhưng là rất nhanh liền lại thờ ơ cười to lên, chỉ là cũng không quan hệ, coi như ngươi muốn đi, chỉ sợ cũng tìm không thấy, trừ phi ngươi vận khí tốt đến tăng mạnh. Vì cái gì? Trác Phàm vội vàng nói. Bởi vì cái này ba cái địa phương, đều là tùy cơ xuất hiện. Có lẽ ngày hôm nay xuất hiện tại phía đông, trời sáng liền chạy tới phía tây. Mà tại chúng nó xuất hiện địa phương, bình thường hội cuốn lên một trận ai cũng trốn không thoát vòi rồng. Bị cuốn vào người, thì cũng không thể ra ngoài được nữa. Đó nhất định là cao nhân bố trí kết giới, tại không thông trận quyết tình huống dưới, mới có thể tìm không thấy cửa ra vào. Trác Phàm tâm đạo, tiếp lấy lập tức lại hỏi vậy ngươi lại thế nào đi ra? Hơi sững sờ, Long Cửu thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu, huynh đệ, ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Đúng vậy, tại lão phu thuở thiếu thời kỳ, liền trùng hợp gặp phải tam đại hiểm địa chi nhất Sét Đánh Hạp. Lúc đó lão phu bị vòi rồng cuốn vào, ùn ùn kéo đến đều là sấm sét, lão phu bên người cao thủ phàm là bị sấm sét đánh trúng, đều là về với cát bụi. Bây giờ nghĩ lên, lão phu đều cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là trách thì trách tại, cái kia sấm sét đánh trúng lão phu con mắt về sau, lão phu cư nhiên không có việc gì, chính là con mắt đau đớn dị thường, như giống như lửa thiêu. Trác Phàm gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch là xảy ra chuyện gì. Theo cửu U Ma Đế cửu U Bí Lục ghi chép, đại đế tử lôi kim nhãn, từ trong ánh mắt luyện thành, thiên hạ vạn vật đều là tại đồng tử bên trong chôn vùi. Nhưng chỉ có tròng mắt không hội sở lấy, cái kia sấm sét đánh đập vào mắt đồng tử, phản mà đối với hắn tạo không ra chí mạng thương tật. Lúc đó, có lẽ là bản năng cầu sinh đi. Long Cửu tiếp tục nhớ lại nói, lão phu sử xuất toàn lực, hướng bốn phía đánh lung tung. Biết rõ sấm sét uy lực, y nguyên muốn chống lại sấm sét. Lúc này, trong tai đột nhiên nhớ tới một người nam nhân thanh âm. Người kia tại đọc từng đoạn khẩu quyết, ta mơ hồ theo chiếc kia quyết vận công.
thế mà để cho ta cái kia bị sấm sét đánh trúng trong mắt sinh ra sấm sét. Về sau, có lẽ là bởi vì cái kia trong mắt quan hệ, những sấm sét đó không tiếp tục công kích ta. Vòi rồng sau đó, lúc đó chỉ có một mình ta sống sót, còn nhân họa đắc phúc luyện thành cái này tử lôi kim nhãn. Chỉ là tại kim nhãn bị cướp đoạt về sau, bởi vì lúc đó trong lúc bối rối, tiền kỳ mở mắt khẩu quyết nhớ không rõ, ngày sau liền lại không có cách nào luyện một cái khác mắt. Nói đến đây, Long Cửu chưa phát giác có chút thổn thức, Trác Phàm lại hơi hơi gật gật đầu, dường như minh bạch cái gì. Xét đánh hạp, tuyệt đối cũng là đại đế lưu lại di tích, bên trong khẳng định có đại đế tu luyện công pháp, lão tử nhất định muốn tìm tới đó. Có ngày đế công pháp, lại thêm cửu U Ma đế cửu U Bí Lục, thượng cổ mạnh nhất tam đế hai đại truyền thừa chỉ quy ta có, thiên hạ ai còn là lão tử đối thủ. Lần này đoạt xá trọng sinh, không lỗ, không lỗ a. Ai có thể nghĩ tới, đế cấp cao thủ di tích, sẽ ở phàm giai xuất hiện, ha ha ha. Trác Phàm lúc này thật nghĩ cất tiếng cười to, nhưng là thấy có Long Cửu ở đây, cũng chỉ có thể tính toán, nhưng trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Cùng Long Cửu tâm tình chỉnh một chút một ngày, Trác Phàm đem tất cả muốn biết sự việc đều biết rõ ràng về sau, cung cung kính kính đưa đi hắn, sau đó quyết định bế quan một tháng, tiến hành điều dưỡng. Tại đây trong một tháng, hắn người nào cũng không thấy, chính là bình tâm tĩnh khí liệu thương. Có Long Cửu đưa tới thuốc chữa thương, thương thế hắn không ra 10 ngày liền đã khỏi, chỉ tiếc huyết anh thương thế càng nặng, cho đến khi hơn 20 ngày sau mới cơ bản khôi phục. Rất nhanh, một tháng thời gian vội vàng đi qua, Trác Phàm mở cửa phòng giãn ra gân cốt một chút, đã lâu không khí mới mẻ càng là làm hắn sảng khoái tinh thần. Mà lại, tại cái này sau cùng trong vòng vài ngày, hắn cùng hắn bản mệnh huyết anh cũng đều ào ào đột phá đến tụ khí ngũ trọng cảnh giới. Nghĩ như thế, lần bị thương này cũng không tính quá thua thiệt. Chính là cái kia hai cái thiên huyền cảnh U Minh Cốc trưởng lão, một thân cường hãn tu vi cứ như vậy trắng trắng chết, lại là quá mức đáng tiếc. Nếu như khả năng lời nói, hắn thật nghĩ đem hôm nào huyền cảnh cao thủ nguyên lực toàn diện hút tới. Như vậy hắn hiện tại có lẽ không chỉ là tụ khí ngũ trọng, chắc liền đoán cốt cảnh cũng đột phá. A, à, là Trác quản gia. Đột nhiên, một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi truyền ra, tiểu thúy nhìn thấy Trác Phàm bế quan xuất hiện, không khống chế được sững sờ, tiếp lấy chính là sắc mặt vui vẻ, quay người chạy mất. Trác Phàm khẽ giật mình, cảm thấy rất là kỳ lạ, tay không tự giác sờ lên mặt chính mình gò má. Chẳng lẽ nói chính mình bế quan sau khi ra ngoài, có thay đổi gì à? Làm sao tiểu cô nương này vừa nhìn thấy chính mình liền xoay người chạy mất? Chính mình cũng không phải là cái gì ăn người quái vật, có đáng sợ như vậy à? Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại nghĩ thông suốt. Chắc là lúc trước chính mình bắt tiểu thúy lúc trở về quá mức thô lỗ, lại một thanh triệt tiêu người ta y phục, để cái này tiểu cô nương tâm lý lưu lại ám ảnh, thì cùng hắn trước kia luôn luôn đánh Lạc Vân Hải một cái đạo lý. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khống chế được âm thầm mỉm cười cười một tiếng, chính mình trước kia đối hai tiểu gia hỏa này có phải hay không quá mức thô bạo. Trác huynh đệ, người thương thế khỏi hẳn. Lúc này, lại một tiếng thô kệch âm thanh vang lên, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chính là Bàng thống lĩnh cái này đại thô kệch. Lão Bàng. Trác Phàm cười lớn một tiếng, cất bước hướng Bàng thống lĩnh đi đến. Cái này Bàng thống lĩnh xem như hắn sống lại sau khi chỗ tán đồng người bạn thứ nhất. Một tháng không gặp, chưa phát giác còn rất tưởng niệm. Nhưng, Bàng thống lĩnh vừa định muốn lên trước cho Trác Phàm một người nam nhân thức ôm ấp, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, như là nhớ tới cái gì bàn, lập tức quay người chạy đi. Lần này, Trác Phàm xem như triệt để sửng sốt. Tiểu thúy cái kia tiểu nha hoàn cũng coi như, làm sao liền lão Bàng nhìn thấy chính mình cũng là không nói hai lời quay đầu liền chạy đâu. Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, không rõ ràng cho lắm. Nghĩ một lát, lại là làm sao cũng nghĩ không thông. Tuy nhiên hắn tại cùng người đàm phán cùng lúc chiến đấu, luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ, đem mỗi một cái đối trong lòng bàn tay ước lượng thăm dò rõ ràng. Nhưng đó là bởi vì hắn thủy chung xác định một việc, mỗi người hành động nhất định mang theo một loại nào đó lợi ích cùng mục đích. Nhưng là lão Bàng biểu hiện, lại làm cho hắn buồn bực. Chính mình lại không có làm qua thương tổn việc khác. Hắn không phải đối với mình trong lòng sợ hãi. Nhưng đã hắn không có hoảng sợ, nhìn thấy chính mình chạy cái giám a. Trác Phàm không nghĩ ra, liền lắc lắc đầu không nghĩ nữa.
Hắn Ma Hoàng là làm đại sự người, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này phiền lòng. Nhưng, chính làm hắn muốn rời khỏi lúc, Lôi Vũ Đình hình bóng lại là lại xuất hiện tại hắn trước mắt, trong tay còn mang theo một cái hộp thức ăn. Nàng đằng sau, theo vừa mới chạy đi Tiểu Thúy. Đáng yêu thân thể trốn ở Lôi Vũ Đình đằng sau, không thì lộ ra cái đầu nhỏ nhìn về phía Trác Phàm. Làm cái quỷ gì? Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đứng tại chỗ bất động. Lôi Vũ Đình nện bước tiểu tỉ mỉ bước chậm rãi mà đến, cũng không phải là giống bình thường như thế nhanh chóng quyết đoán bộ dáng, ngược lại có gan y như là chim non nép vào người cảm giác, nhìn về phía Trác Phàm lúc, gương mặt cũng nổi lên tia tia đỏ ửng ách, Trác quản gia, cảm tạ ngươi hôm nào cứu ta. Đây là ta một chút tâm ý, mời ngươi nhận lấy. Lấy, Lôi Vũ Đình đem cái kia hộp thức ăn đưa tới, Trác Phàm một mặt nghi ngờ tiếp nhận, từ từ mở ra. Trong chốc lát, thơm nức mùi vị đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Ở trong đó sắp xếp tinh xảo thức ăn, vừa nhìn liền biết là 10 phần dùng tâm làm đi ra. Thơm quá a! Trác Phàm không khống chế được khen lớn một tiếng, nhìn về phía Lôi Vũ Đình nói, nơi này mua, Phong Lâm Thành có tốt như vậy quán cơm sao? Hừ, mới không phải mua đây. Lúc này, Tiểu Thúy nhảy ra dí dỏm cười duyên nói, cái này là tiểu thư của nhà ta mỗi ngày hoa 10 canh giờ làm, liền chờ Trác quản gia xuất quan một ngày này đến nhấm nháp. Mỗi ngày, Trác Phàm giờ mới hiểu được, Tiểu Thúy vừa mới tại sao vừa nhìn thấy hắn liền chạy, thì ra là chạy tới hướng Lôi Vũ Đình báo tin đi. Bởi vì Lôi Vũ Đình không biết hắn khi nào xuất quan, cho nên mỗi ngày đều muốn chuẩn bị kỹ càng thức ăn đến chờ hắn, phần này kiên trì xác thực làm hắn có chút cảm động. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn hắn một mắt, thản nhiên nói, người có tâm, phần lễ vật này ta nhận lấy. Khóe miệng nhẹ nhàng nhấp nhấp, Lôi Vũ Đình hai gò má trong nháy mắt bò lên trên từng tia ửng đỏ, hơi cúi đầu không dám nâng lên, lẩm bẩm nói, Trác quản gia thương thế vừa mới khôi phục, cần điều dưỡng thân thể. Người vẫn là nhanh đi về ăn đi, lạnh đối thân thể không tốt. Nói đúng. Trác Phàm gật gật đầu, đem hộp thức ăn cầm lại trong phòng, dù sao hắn một tháng không có ăn uống gì, lấy hắn tụ khí cảnh tu vi, hiện tại thật có chút đói. Lôi Vũ Đình thì là mang theo Tiểu Thúy, ngượng ngùng đi theo vào. Trong hai mắt tản ra ôn nhu ánh sáng, giống như mặt trời đã khuất hóa đi sông băng. Nhưng, còn không đợi Trác Phàm ăn như gió cuốn một phen, phốc phốc phốc, theo một tiếng đập cửa, Lạc Vân Thường yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại trước của phòng, phía sau nàng còn là theo chân bảng thống lĩnh. Nghi đầu chưa phát giác vẩy một cái, Trác Phàm đem ánh mắt nhìn về phía trong tay nàng, cư nhiên cũng là một cái hộp đựng thức ăn. U, nghĩ không ra đã có người cho Trác quản gia đưa tới bữa sáng, ta ngược lại thật sự là không quan tâm. Lạc Vân Thường nhìn thấy Trác Phàm đặt lên bàn hộp thức ăn, khóe miệng không khống chế được nhếch lên cái mê người đường cong, nhưng là ánh mắt lại giống như lợi kiếm một dạng bắn tới. Dường như đem thấy người, đều có thể bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Nhà đầu này ngày hôm nay làm sao, thật lớn tinh khí. Trác Phàm mi đầu không khống chế được lắc một cái, trong lòng nghi hoặc vạn phần, đợi hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường sau lưng bảng thống lĩnh lúc, lại chỉ thấy cái này lão bảng cho hắn một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, khiến cho hắn càng thêm rất là kỳ lạ lên. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Lạc Vân Thường đem hộp thức ăn hung hăng đặt ở Trác Phàm trước mặt, xinh xinh gạt ra một cái vẻ mặt vui cười, Trác quản gia, đây chính là bản tiểu thư tự thân vì ngươi làm, hy vọng ngươi thật tốt bảo trọng thân thể. Nhưng là ta đã có một phần, ta cũng không phải là thùng cơm, không cần thiết ăn nhiều như vậy. Trác Phàm nhún nhún vai, tính toán đem Lạc Vân Thường cái kia cái hộp đựng thức ăn đẩy trở về, lại là bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ có như thực chất sát ý đánh tới. Dương mắt nhìn lên, đã thấy Lạc Vân Thường hung dữ song đồng chặt nhìn mình chằm chằm. Ách, hai ta phần đều nếm thử. Không lý do, Trác Phàm thế mà là bình sinh lần đầu lùi bước. Ngay cả chính hắn cũng không biết lúc đó hắn là làm sao làm, chính là cảm giác mình như không làm như vậy lời nói, sợ rằng sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng. Nhưng, làm hắn mở ra Lạc Vân Thường hộp thức ăn lúc, nhìn lấy cái kia một nửa trở lên đều đã cháy đen thức ăn, khẩu vị trong nháy mắt đi xuống hơn phân nửa. Ây, ta nhìn ta vẫn là ăn cái này đi. Trác Phàm ngược lại đưa tay đi lấy Lôi Vũ Đình hộp thức ăn, Lôi Vũ Đình trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nhưng là, Trác Phàm tay còn chưa cầm tới,
Đụng một tiếng, Lạc Vân Thường đã là đem cái kia hộp thức ăn hung hăng ép trên bàn, một mặt u oán nhìn lấy hắn, người vừa mới nói tốt, là hai cái cùng một chỗ ăn. Trác Phàm mi đầu lắc một cái, nhìn nhìn lại Lạc Vân Thường cái kia khét lẹt thức ăn, trong lòng nhất thời do dự. Nhưng nhìn nàng cái kia thật thành ánh mắt, Trác Phàm thật là không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật gật đầu, đem hai cái hộp đựng thức ăn đều cầm tới trước người, tốt ha, cùng một chỗ ăn. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường con mắt cười thành một vầng loan nguyệt, Lôi Vũ Đình lại là khinh thường bĩu môi. Ăn trước ta, Lạc Vân Thường vội vàng nói. Không, ăn trước ta, Lôi Vũ Đình chặn lại nói. Chỉ một thoáng, hai nữ tử ánh mắt đan xen vào nhau, bên trong như là có ánh lôi đang nhấp nháy. Trác Phàm trong lòng buồn bực, hai người kia tại hắn bế quan trước không cũng còn tốt được chứ, làm sao như thế không lâu sau thì thế thành nước lửa. Hắn vẫn không rõ, hai người biến thành bây giờ dạng này, cuối cùng là bởi vì người nào mà lên. Trước tới lại nói, ta trước nếm Lôi cô nương. Trác Phàm khoát khoát tay, dẫn đầu ăn một miếng Lôi Vũ Đình đồ ăn. Lôi Vũ Đình một đôi mắt to ngập nước, nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi hắn phản ứng. Trác Phàm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, khen tốt chủ nghệ. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình lập tức cười thành một đóa hoa. Một bên nha hoàn Tiểu Thúy, càng là tự hào hiên ngang đầu, lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta 10 tuổi liền có thể vào bếp, toàn bộ Phong Lâm Thành đều không ai có thể vượt qua tiểu thư nhà ta tay nghề. Trác quản gia, người có lộc ăn. Tiểu Thúy trêu chọc âm thanh, để Lôi Vũ Đình một mặt ngượng ngùng, nhưng khóe miệng lại là nhếch lên một cái hạnh phúc đường cong. Lạc Vân Thường gặp, không khống chế được bẻ quyệt miệng, chặn lại nói, Trác Phàm, nhanh thử một chút ta. Gật gật đầu, Trác Phàm lại ăn một miếng Lạc Vân Thường đồ ăn. Nhưng, vừa thả bên trong miệng, lại là không chút do dự lại phun ra. Độc dược đều so cái này ăn ngon. Trác Phàm không chút lưu tình đạo, tiếp lấy cầm lấy Lôi Vũ Đình hộp thức ăn, ta vẫn là ăn cái này đi. Nghe được câu này, Lôi Vũ Đình cười nở hoa, Lạc Vân Thường thì là hai con mắt trong nháy mắt nước mắt rưng rưng. Oa, thơm quá a. Lúc này, Lạc Vân Hải tiểu quỷ này đột nhiên quát to một tiếng, xông vào Trác Phàm trong phòng, kinh hỉ nói, Trác đại ca, người xuất quan, còn có nhiều như vậy ăn ngon, làm sao cũng muốn phân ta một ngụm a. Đi đi đi, ăn tỉ ngươi làm đi. Khoát khoát tay, Trác Phàm đem Lạc Vân Hải đuổi đi. Lạc Vân Hải sắc mặt một xẹp, u oán nói, tỉ ta nàng làm sao làm đồ ăn a, nàng liền cửa phòng bếp mở ở phương hướng nào cũng không biết. Vừa mới nói xong, Lạc Vân Thường dẫn theo hộp thức ăn bỗng nhiên đi ra ngoài. Chính là mọi người có thể thấy rõ, mặt đất lưu lại một nước đọng. Ách, ta nói sai cái gì? Lạc Vân Hải không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nhìn về phía mọi người. Ngươi cũng không nói gì sai. Trác Phàm thuần thục ăn sạch Lôi Vũ Đình thức ăn, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ là có người không biết tự lượng sức mình. Ta đi Tiềm Long Các một chuyến, các ngươi ở chỗ này ở lại. Đừng đi ra ngoài, để phòng U Minh Cốc người còn ở chung quanh. Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình lúc, đã thấy nàng đã là đầy mặt ửng hồng. Một bên Tiểu Thúy càng là kích động nói, tiểu thư, quá tốt, nhìn lấy Trác quản gia càng vừa ý tiểu thư đây. Lôi Vũ Đình cười không nói, hơi hơi gật gật đầu. Cùng một thời gian, đế đô trong hoàng thành. Một gian khí thế rộng rãi trong thư phòng song song ngồi đấy hai người. Một cái đại khái hơn 40 tuổi, thân mang tơ vàng bạch bào, mặt quan như ngọc, khóe miệng hai phiết ria mép thường thường một dung một cái, dường như vĩnh viễn tràn ngập ý cười. Một cái khác là cái trên dưới 50 lão hán, sắc mặt âm trầm, một bộ sơn đấu bồng đen ra thân. Một đôi mắt to như chuông đồng bên trong, tràn ngập tích tụ chi khí. Hai người mặc dù cũng xếp hàng ngồi, nhưng người nào cũng không nhìn người nào liếc một chút, như là người dưng đồng dạng. Khụ khụ khụ. Bỗng nhiên, nương theo lấy một tiếng giả nua tiếng ho khan, một đạo hơi có vẻ khom người thân thể xuất hiện tại hai người trước mắt. Đó là một người mặc kim bào lão giả, đại khái hơn 70 tuổi, áo choàng phía trên còn thêu lên 9 con rồng vàng. Tham kiến bệ hạ. Gặp lão nhân đến, hai người vội vàng đứng lên, hướng lão nhân thật sâu cúi khom người. Khoát khoát tay, lão nhân kia lại ho khan vài tiếng, ngồi tại đối diện bọn họ. Cao mày nói, Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc đều là ngự hạ thất thế gia, đế quốc trụ cột, không biết lần này các ngươi lại là vì sao tới gặp trẫm a.
Lão nhân này, chính là hiện nay Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế. Khởi bẩm bệ hạ, Tiềm Long các một tháng trước liền giết ta U Minh cốc hai đại trưởng lão, phá hư thất thế gia hiệp nghị, mời bệ hạ làm chủ, nghiêm trị Tiềm Long các. Người áo đen kia vội vàng liền ôm quyền, khóc kể lể. Cười lạnh, trung niên nhân khinh thường bĩu môi, U Vạn Sơn, người cũng không cảm thấy ngại bài cáo trạng trước. Người U Minh cốc trưởng lão tự tiện xông vào ta Tiềm Long các lãnh địa, thì tính sao tính toán, cuối cùng là ai tại phá hư bảy nhà hiệp nghị. Ta trong cốc đệ tử U Tuyền, tại Phong Lâm Thành bị giết, ta phái cái trưởng lão đi điều tra không phải sao. U Vạn Sơn trong mắt hơi híp, hung tợn đạo, Long Giật Phi, người chính là đang mượn này trả thù 20 năm trước sự tình. Ha ha ha, trả thù thì thế nào? 20 năm trước, ta Tiềm Long các cửu trưởng lão bị các ngươi thiết lập ván cục lừa gạt đến Lạc Diệp Thành, hủy hắn một cái thần nhãn. Các ngươi nói hắn phạm bảy nhà hiệp nghị, tự ý nhập các ngươi địa bàn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Lần này nhưng là các ngươi trưởng lão chạy đến chúng ta lãnh địa, còn một lần liền đi bốn cái, đây là điều tra sao? Đầy đủ. Đúng lúc này, hoàng đế quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt già nua vẫn đục ít có dần hiện ra sát phạt lăng lệ màu sắc, chuyện này, song phương đều có không ổn. Truyền chấm ý chỉ, Tiềm Long các lui ra Phong Lâm Thành, nơi này về sau không còn là các ngươi lãnh địa. U Minh cốc cùng Tiềm Long các người, cũng chung thân không được đạp vào Phong Lâm Thành một bước. Bệ hạ, hai người cùng nhau liền ôm quyền, nhưng là hoàng đế lại là phất ống tay áo một cái, quát lạnh nói, cứ quyết định như vậy, lui ra. Sau này chấm không nghĩ tới được nghe lại bảy nhà, lại có bất kỳ phân tranh truyền ra. Vâng, khẽ cắn môi, trong lòng hai người cũng có không cam lòng, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể cúi người hành lễ, lui xuống đi. Đợi hai người rời đi, hoàng đế trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, U Minh cốc người thế mà lại đi Phong Lâm Thành, nhìn lấy ngàn năm trước mật lệnh bọn hắn đã biết. Cái này trong hoàng thành một mực thì là thị phi chi địa, các đại thế lực tai mắt cũng tất cả đều phân tán bên trong. Điểm này, bệ hạ cần phải đã sớm biết. Lúc này, hoàng đế sau lưng đột nhiên vang lên một đạo già nua giọng nam. Hoàng đế cười cười, hơi hơi gật gật đầu, nhìn tới. Kế hoạch kia cái kia khởi động, Minh Châu cũng nên tỏa sáng, ha ha ha. Từ tiểu viện sau khi ra ngoài, Trác Phàm trực tiếp hướng Tiềm Long các phương hướng đi đến. Nhiều lắm là cũng chính là cái mấy trăm bước bộ dáng, rất nhanh liền nhìn thấy Tiềm Long các khí thế rộng rãi đại môn. Nhưng là, không đợi hắn đến gần, lại là dưới chân trì trệ, chậm rãi dừng lại tốc độ. Tiềm Long các trước cổng chính, ngừng lại một trận vàng ni mềm kiệu, trước sau bốn cái kiệu phu đều là tụ khí đỉnh phong tu vi. Bốn phía 16 tên hộ vệ, cũng tất cả đều là đoán cốt cảnh thực lực. Cỗ kiệu phía trước, đứng đấy một đống to lớn vật thể. Thân mang trường sam màu vàng, hình thể mập mạp. Một mặt dữ tợn đem vốn là thấy không rõ mắt nhỏ, càng là xâm nhập trong khe thịt. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng người này trên bờ vai thì mang một cái bánh bao đây. Trác Phàm không chịu được lắc đầu, cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cả đời gặp qua không ít người, nhưng là giống như thế kỳ hoa, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Người, tại sao có thể trưởng thành loại này bộ dáng? Trác Phàm thở dài ra một hơi, tiếp tục hướng phía trước đi, bất quá vẫn là thỉnh thoảng lại hướng cái tên mập mạp này âm thầm dò xét. Tuy nhiên mập mạp này vóc người không ra thế nào, tu vi cũng là tụ khí thất trọng, nhưng nhìn hộ vệ bên người lại là cái đỉnh cao thủ, chẳng lẽ hắn cũng là thất thế gia bên trong một viên. Trác Phàm biết, như mập mạp này là Tiềm Long các thành viên lời nói, đã sớm đi vào, còn cần đứng ở ngoài cửa chờ. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Trác Phàm lập tức muốn đi vào Tiềm Long các lúc, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên vang lên. Trác Phàm quay đầu, lại chính gặp cái tên mập mạp kia một bước một cái hố hướng hắn chỗ này chạy tới, mà lại mỗi một bước đều khiến cho khắp nơi liên tiếp chuyển động. Gương mặt bất giác ma quỷ, Trác Phàm kỳ dị xem cái kia mập mạp một cái nói, ngươi, tìm ta có việc. Hắc hắc hắc, ngươi là Tiềm Long các người a. Bàn tử đi vào Trác Phàm trước mặt, chất phác cười một tiếng. Nhưng là cái này không cười còn tốt, một cười rộ lên, ánh mắt hắn càng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy. Lắc đầu, Trác Phàm cảm thấy vì cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần tướng mạo không còn gì để nói, thản nhiên nói, ta chính là theo Tiềm Long các có chút giao tình, cũng không phải là bọn họ người.
Há, vậy cũng tốt, nói chung ngài có thể vào là được. Bàn tử rõ ràng gật đầu, sau đó lộ ra một bộ ấm áp nụ cười, phiền phức huynh đài giúp tại hạ một người chuyện nhỏ, có thể hay không xin ngài đi chuyển cáo Long Quỳ tiểu thư một tiếng. Nàng một ngày không ra gặp ta, ta thì một ngày ngủ ở nơi này, không đi. Nghe được lời này, Trác Phàm mới rốt cục rõ ràng hết thảy. Nguyên lai cái này hình thù kỳ quái bàn tử, thế mà cái kia Long Quỳ người theo đuổi. Nghĩ tới đây, Trác Phàm kém chút không có từng ngụm nước phun ra ngoài. Nếu không phải là trước mặt mọi người, hắn nhất định phải cười đau xốc hông không thể. Muốn cái kia Long Quỳ luôn luôn cao ngạo, không nghĩ tới cùng loại người này có quan hệ. Trước đừng để ý tới hắn thân phận như thế nào, chỉ riêng là loại này kỳ hoa tướng mạo, Long Quỳ về sau đi ra ngoài, chắc đều không có ý tứ mang lên hắn. Tốt, không có vấn đề, ta lập tức để cho nàng tới gặp ngươi. Trác Phàm cố nén ý cười, vỗ ngực một cái đạo, cái kia mập mạp vội vàng một mặt cảm kích chắp tay một cái, hết thảy làm phiền huynh đài. Đón lấy, Trác Phàm bước nhanh đi vào Tiềm Long Các, bởi vì hắn sợ lại theo cái kia mập mạp ở một lúc, thực sẽ cười ra tiếng. Nếu là vì thế lại đắc tội một cái thế lực lớn, vậy liền quá uổng phí. Rất nhanh, Trác Phàm tại cửa phòng họp trước, tìm tới Long Quỳ hình bóng, Long tiểu thư, nhiều ngày không gặp, người có khỏe không? Hừ, vốn là rất tốt, nhìn thấy ngươi thì rất không tốt. Long Quỳ hừ lạnh một tiếng, không đi dương mắt nhìn hắn. Trác Phàm cũng không để ý, trực tiếp làm mà nói, cửu ca ở đó không, ta muốn gặp hắn. Không tại, Long Quỳ trợn mắt một cái, lạnh lùng nói. Trác Phàm nhìn kỹ nàng bộ dáng, không giống như là nói dối, hơn nữa lại không thấy được Long Kiệt hình bóng, liền lường trước nhất định là cùng Long cửu gia đi làm việc. Đã như vậy, vậy hắn muốn đánh nắm quyền cai trị liền muốn hoãn một chút. Bất quá, cái kia mập mạp dặn dò sự tình, hắn vẫn là muốn làm đến. Cái gọi là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, mấu chốt nhất là có thể nhìn cái này luôn luôn cao ngạo, theo chính mình không hợp nhau tiểu cô nương khó chịu, đuổi một ít thời gian, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến chỗ này, Trác Phàm đột nhiên lộ ra một cái quái dị nụ cười. Ngươi làm sao? Long Quỳ nhướng mày. Kỳ quái nói. Không có gì, Trác Phàm khoát khoát tay, cười nói, bên ngoài có một cái rất có tiền soái ca, để cho ta mang cho ngươi lời nói. Ngươi không đi ra gặp hắn lời nói, hắn thì không đi. Uy, Long tiểu thư, hắn là ai a? Trác Phàm dùng cánh tay chọt chọt Long Quỳ, mập mờ nhíu nhíu mày. Long Quỳ tự nhiên biết bên ngoài người là ai, cũng minh bạch Trác Phàm tại giễu cợt hắn, bất giác giận dữ, không để ý tới hắn. Trực tiếp đi ra ngoài. Trác Phàm thì là cười lớn đuổi theo, một mặt xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn bộ dáng. Mập mạp chết bầm, ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi còn chết ý ở chỗ này làm gì. Long Quỳ người chưa đến, tiếng tới trước, cái kia mập mạp lòng tràn đầy hoan hỉ trên mặt, cấp tốc xẹp xuống tới. Long Quỳ muội muội, ta theo 10 tuổi năm đó hướng ngươi cầu hôn, hiện tại đều nhanh 20. Chỉnh một chút 10 năm, đã cầu hơn 1000 lần, ngươi thì không có chút nào cảm động sao? Cảm động, đương nhiên cảm động. Long Quỳ còn không nói chuyện, Trác Phàm đã là bước đầu tiên đi vào bàn tử trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn về phía Long Quỳ nói, Long Quỳ tiểu thư, khó được si tâm lang a. Vị nhân huynh này như thế si tình, ngươi thì theo hắn đi. Một câu cuối cùng lúc, Trác Phàm kém chút cười ra tiếng. Cái kia mập mạp lại là một mặt cảm kích nhìn về phía Trác Phàm, mảy may nghe không ra bên trong giễu cợt ý vị. Long Quỳ nghe lấy hai người kẻ sướng người họa, một cái biểu bạch, một cái hát đệm, phổi đều sắp tức giận nổ. Nhưng là nghĩ lại, bỗng nhiên nảy ra ý hay, lộ ra nụ cười quyến rũ. Đây là Long Quỳ lần thứ nhất lộ ra dạng này ý cười, cho dù là Trác Phàm cũng không thấy ngốc ngẩn ngơ, cái kia mập mạp nhìn càng thêm là ngụm nước chảy dòng 3000 trượng. Long Quỳ thấy tâm lý một trận ác tâm, nhưng vẫn là duy trì nụ cười, thông ca, người từ nhỏ đến lớn một mực đối ta rất tốt, ta lại có thể tâm lý không biết. Nhưng là, hiện tại tiểu muội tâm lý đã có người khác. Cái gì, người kia là ai? Bàn tử nghe xong lời này, nhất thời biến sắc, tinh xảo mắt nhỏ bên trong, thế mà hiếm thấy thả ra sát ý. Trác Phàm cảm thấy khẽ giật mình, tối kêu không tốt. Nhà đầu này sẽ không phải đem nước bẩn dội đến trên đầu mình đi. Quả nhiên,
Long Quỳ đảo mắt nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt còn có một tia mạc danh ý cười. Đáng chết! Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, tuy nhiên không biết mập mạp này là thần thánh phương nào, nhưng theo hắn xuất hành phái đoàn phía trên liền biết hắn không phải dễ trêu. Giờ này khắc này, vừa mới trêu vào U Minh Cốc, lại tuyển gây một cái ngang nhau thậm chí thế lực càng mạnh, coi như hắn ma hoàng cũng tuyệt đối rất khó lại biến nguy thành an. Tốt, ta nói ngươi sao có thể tùy ý ra vào Tiềm Long Các đây, nguyên lai ngươi theo quỷ muội là. Bàn tử cũng nhìn thấy Long Quỷ ánh mắt, quay đầu một phát bắt được Trác Phàm y phục, hung tợn nói. Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, huynh đệ, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Nhưng là, cái kia mập mạp hiện tại sớm đã nghe không vô bất kỳ lời nói nào, hắn hai mắt đã đỏ bừng. Cái gọi là nam nhân cuộc đời có hai đại nghịch lân không thể tiếp xúc, một là thù giết cha, hai là đoạt vợ mối hận. Riêng là đoạt vợ mối hận, so thù giết cha càng thêm khiến người không thể chịu đựng được. Vô duyên vô cớ bị ăn như thế cái mũ, vậy hắn cùng bàn tử qua kết nhất thời không cách nào tiêu trừ. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, nhìn lấy sau đó đến làm cho Long Cửu ra mặt, giúp đỡ giải thích một chút, khác lại đắc tội một cái quái vật khổng lồ. Nhưng, đứng đắn Trác Phàm suy nghĩ sau đó nên làm cái gì lúc, bàn tử một câu lại là để hắn trong nháy mắt sửng sốt, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể lại nghĩ. Quỳ muội, ta cuối cùng một điểm nào không tốt. Một điểm nào so ra kém tiểu tử này. Phốc. Trác Phàm kém chút một miệng lão huyết thì thẳng phun ra ngoài, ngơ ngác nhìn trước mặt bàn tử, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, huynh đệ, hiện tại ta biết ngươi tại sao cầu hôn 1000 lần. Cuồng vọng tự đại người hắn gặp nhiều, nhưng là như thế không có tự mình hiểu lấy, Trác Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn lấy cái kia một thân thịt mỡ, nếu là trong vòng 3 giây bất động, liền muốn đem dưới chân đất đai ép ra một cái hố đến bàn tử, Trác Phàm thật nghĩ lớn tiếng nói cho hắn biết, huynh đệ, người một điểm nào tốt, một điểm nào có thể hơn được lão tử. Đương nhiên, trừ ra thế bối cảnh bên ngoài, nhưng là, Long Quỳ là thiếu ra thế bối cảnh người sao? Long Quỳ cũng là không còn gì để nói, bất đắc dĩ trợn mắt một cái, loại lời này cũng chỉ có thể là cái tên mập mạp này mới có thể nói đi ra. Thông ca. Ngươi đến Phong Lâm Thành hẳn là có việc khác a, nếu không ngươi cũng không thể tùy ý ra đế đô. Như vậy ngươi cái kia làm sao thì làm đi, đừng có lại ở ta nơi này nhi lãng phí thời gian. Như vậy sao được, ngươi nhưng là ta về sau muốn cưới hỏi đàng hoàng lão bà, ta lần này đặc biệt xin ôm phía dưới chuyện xui xẻo này, cũng tất cả đều là vì tới thăm ngươi, không nghĩ tới. Lấy, bàn tử hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, một mặt vẻ đau thương. Quyết đấu. Bàn tử hét lớn lên tiếng, cắn răng nghiến lợi chỉ Trác Phàm cái mũi đạo, ngày hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết đấu, thắng người mới có thể cưới quỷ muội, thua người thì chính mình từ bỏ. Trác Phàm khẽ giật mình, thật sâu nhìn mập mạp này liếc một chút, cảm thấy âm thầm gật gật đầu. Tiểu tử này vẫn là thứ nhất, ở trước mặt hắn không có trước báo ra khỏi nhà đại gia con cháu. Chỉ một điểm này, Trác Phàm đối mập mạp này liền muốn coi trọng mấy phần. Công tử. Ngài thân thể quý giá, sao có thể tùy ý cùng người luận võ? Nếu là ngài muốn giáo huấn tiểu tử này, nhường chúng ta. Im miệng. Hộ vệ còn muốn khuyên cái kia mập mạp, nhưng là còn chưa chờ hộ vệ nói xong, bàn tử đã quát to, là lão tử muốn cưới quỷ muội, lần này quyết đấu là có liên quan lão tử nam nhân tôn nghiêm tỷ thí. Các ngươi nếu như xuất thủ, lão tử mặt hướng nơi này thả, quỷ muội về sau không thì càng xem thường ta. Lão nương vốn là không có nhìn lên qua ngươi, Long Quỳ trợn mắt một cái, cảm thấy ám đạo. Nhưng là Trác Phàm lại hơi hơi gật gật đầu, khóe miệng bất giác nhảy nhảy, lớn tiếng nói tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Chỉ là ngươi những hộ vệ này mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn, bọn họ như xuất thủ, ta tuyệt đối đánh không lại. Lão tử đã nói tốt cùng ngươi quyết đấu, thì là một đối một, lão tử nói chuyện nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không tin ta sao? Bàn tử gặp Trác Phàm hoài nghi hắn, trên mặt thế mà là hiện ra so vừa rồi càng thêm phẫn nộ thần sắc. Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là chủ tử bị đánh, những nô tài này có thể không lên sao? Đến thời điểm, chỉ sợ ngươi mệnh lệnh cũng không làm nên chuyện gì. Bàn tử trong mắt hơi híp, triệt để nhìn không thấy, không biết là nhắm mắt suy nghĩ, vẫn là tức giận đến nhắm mắt lại. Nhưng là rất nhanh hắn liền quay người nhìn về phía những hộ vệ kia,
hét lớn, mấy người các ngươi ở chỗ này đừng nhúc nhích, tại lão tử trở về trước đó, ai dám động đến một chút, lão tử thì giết ai. Xong, bàn tử lại nhìn về phía Trác Phàm, tinh xảo trong mắt tinh quang lấp lóe, ngươi chọn lựa địa phương, chúng ta đơn đả độc đấu, không người đến quấy rầy. Trác Phàm mỉm cười, gật gật đầu, Long Quỳ lại là nhíu mày, vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi thật muốn đánh. Nói cho ngươi, nếu là hắn thương tổn, Tiềm Long Các cũng không giữ được ngươi. Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc đầu, nhìn về phía Long Quỳ, thực mập mạp này, người cũng không tệ lắm. Long Quỳ khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Cái kia mập mạp nhìn lấy hai người dính vào nhau, cảm thấy giận quá, từng ngụm thở lên khí thô, quát tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, lão tử nhất định đánh như tử ngươi. Nghe được lời này, Trác Phàm cười lớn một tiếng, căn bản không để vào trong lòng. Về sau, Trác Phàm đem cái kia mập mạp đưa đến một cái đều không có người ở núi rừng bên trong, Long Quỳ sợ xảy ra chuyện, cũng theo sát theo tới. Trên đường đi, Trác Phàm đều dùng huyết anh trong bóng tối xem. Quả nhiên, như cái kia mập mạp nói, hắn hộ vệ một cái cũng không có theo tới. Ba ba ba, Trác Phàm vỗ vỗ tay, tán thưởng nói, bàn tử, người thật có gan, cư nhiên thật một cái hộ vệ đều không cần. Hừ, lão tử nói chuyện luôn luôn giữ lời. Huống hồ quan hệ này đến lão tử cùng Quỳ muội chung thân hạnh phúc, càng phải để ngươi tiểu tử thúi này thua tâm phục khẩu phục, miễn cho sau đó lại kiếm cớ đến dây dưa Quỳ muội. Bàn tử bĩu môi, cao ngạo ngẩng đầu. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm đột nhiên lộ ra tà dị tiếu dung, có điều, ngươi thì không lo lắng ta chỗ này có mai phục sao. Nghe được lời này, bàn tử mi đầu bất giác run run. Đậu xanh mắt to hướng bốn phía xem xét nhìn một lúc về sau, bỗng nhiên giơ lên cổ hét lớn, hừ, lão tử đơn thương độc mã đi gặp, người nếu như còn làm ra loại này hạ lưu hoạt động, Quỳ muội há có thể để ý ngươi. Sau cùng, coi như bị đánh một trận, cũng vẫn là lão tử thắng. Ha ha ha, tiểu tử, đầy đủ hào khí, ta thích, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu một đối một, quyết một trận thắng thua. Trác Phàm cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng. Nhưng là, hắn tiếng cười còn không rơi xuống, hô một tiếng, quyền phong nổ vang. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, gương mặt vẫn là bị cái kia lạnh thấu xương quyền phong quét đến. Đợi hắn lui ra phía sau mấy chục mét về sau, má phải đã là thật cao sưng đỏ lên. Uy, mập mạp chết bầm, ta còn tưởng rằng ngươi là quang minh lỗi lạc người, không nghĩ tới cũng sẽ làm đánh lén. Trác Phàm tức giận nhìn sang, nhưng là cái kia mập mạp lại là từ chối cho ý kiến bĩu môi nói, ngươi vừa mới không phải đã nói ra bắt đầu a, lão tử nơi đó đánh lén. Hơi sững sờ, Trác Phàm lần nữa thật sâu nhìn mập mạp này liếc một chút, cảm thấy âm thầm gật đầu. Tiểu tử này không giống mặt ngoài như vậy chân chất, nhưng là hành động xử sự cũng coi như quang minh chính đại. Cùng lão bàng mặc dù đều là loại trung hậu một loại, nhưng là hai loại không đồng loại hình. Mà cùng lão bàng loại kia thuần túy chân chất so sánh, Trác Phàm lại phát hiện càng ưa thích cái này chất phác bên trong mang theo giảo hoạt bàn tử. Vốn là người trong ma đạo chính là vì đạt mục đích, không gì không làm. Mập mạp này tại hợp lý phạm vi bên trong đánh gần bóng hành động, ngược lại càng phù hợp Trác Phàm khẩu vị. Ha ha ha, đúng vậy, ngươi nói đúng. Trác Phàm lớn tiếng cười như điên, đột nhiên sắc mặt giật mình, chỉ Long Quỳ phương hướng nói, bàn tử mau nhìn. Long Quỳ nàng cởi quần áo. Tuy nhiên biết rõ là lừa hắn, nhưng bàn tử vẫn không tự chủ được đem to lớn đầu to chật đi qua. Đụng! Thì ở trong nháy mắt này, Trác Phàm một chân đem hắn tròn vo thân thể đá bay ra 10 mét bên ngoài. Vô sỉ! Một bên Long Quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đỏ bừng cả khuôn mặt, hung tợn trừng mắt Trác Phàm. Nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cố ý cười đầy mặt mà nhìn xem cái kia mập mạp. Hỗn đàn tiểu tử, ngươi dám mở miệng làm nhục Quỳ muội, ta nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Bàn tử bò người lên, tròn vo cục thịt lay động một chút, trong mắt đã tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trác Phàm khoát khoát tay, cười nói ta vừa mới chính là lời nói lỗ mãng chút, nhưng là ngươi nghe đến ta lời nói sau, lập tức liền quay đầu. Lúc đó đầu óc ngươi bên trong đang suy nghĩ gì, có phải hay không cũng đang vũ nhục lấy chúng ta Long đại tiểu thư? Không khống chế được sững sờ, cái kia mập mạp trong nháy mắt ngây người.
Trác Phàm phen này luận điệu, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nói Trác Phàm vừa mới đối Long Quỷ có lời nói lên không kính, nhưng mình một sát na kia trong đầu xuất hiện hình ảnh, bất canh là khinh nhờn trong lòng nữ thần A, cái kia chính mình còn có lý do gì đi trách cứ đối phương. Nghĩ tới đây, bàn tử oán khí nhất thời tiêu tán vô tung, thậm chí còn có một số vẻ xấu hổ. Nhưng là vừa nghĩ tới Long Quỷ nếu là thật sự không có mặc y phục bộ dáng, mặt của hắn liền thoáng chốc đỏ bừng, hai cái che giấu rất tốt mắt nhỏ, sau đó hướng Long Quỷ thướt tha dáng người nhìn đi. Con mắt khẽ híp một cái, Long Quỷ hoàn toàn biết mập mạp chết bầm này đang suy nghĩ gì, hai đạo mang theo sát ý ánh mắt bỗng nhiên hướng hắn bắn tới. Thình lình lạnh run, bàn tử không dám nhìn nữa, vội vàng lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt dần dần khôi phục chiến ý, tiểu tử. Việc vừa xảy ra lão tử thì không truy cứu. Hiện tại, lão tử muốn nghiêm túc. Vừa dứt lời, bàn tử đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp bỗng nhiên bốc lên hào quang màu vàng đất. Chung quanh khắp nơi tại quang mang kia xuất hiện lúc, cũng vỡ nát tan tành ra. Phàm giai cao cấp vũ kỹ, chấn sơn nắm. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống to, bàn tử thẳng tắp hướng Trác Phàm vào tới, giống như nổi điên châu đực không cách nào dừng bước lại. Phàm là hắn chỗ đi qua địa phương, mặt đất hòn đá tất cả đều chấn thành mảnh vụn. Tiểu tử, không nghĩ tới thụ thương thì né tránh, nhưng là ngươi nếu như né tránh, coi như nhận thua. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm không hề sợ hãi thò tay chặn lại, trong lòng bàn tay, hiện ra tươi đẹp hồng quang. Thấy tình cảnh này, bàn tử không khống chế được giận dữ, mắng to, số tiểu tử, ngươi muốn chết. Lão tử nhưng là tụ khí thất trọng. Lại là cao cấp vũ kỹ. Ngươi một cái tụ khí ngũ trọng, làm một chiêu trung cấp vũ kỹ, đùa nghịch cái gì ngang. Không muốn chết, thì né tránh. Bàn tử một bên bay thẳng, một bên lớn tiếng hô hoán. Nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, trong mắt không có chút nào ba động. Cảm thấy thầm than một tiếng, bàn tử trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng là đã muộn. Cái kia mập mạp thân thể sớm đã thẳng tắp đụng vào ngạo nghễ đứng thẳng Trác Phàm. Oanh! Một tiếng vang thật lớn phát ra, sự tình kỳ dị phát sinh. Mặt ngoài xem ra tại thế yếu Trác Phàm y nguyên đứng thẳng đứng ở nơi đó, gió nhẹ lưu động, mang không nổi hắn một cái lọn tóc. Cái kia mập mạp lại là bị hung hăng đánh bay ra ngoài, toàn thân ánh vàng cũng tại cái kia máu dưới ánh sáng, bị đánh tan vỡ đi ra. Bàn tử té xuống đất. Bị ngã đến thất điên bát đảo. Đợi hắn đứng dậy, trên mặt đã tất cả đều là kinh hãi màu sắc. Cái này sao có thể? Rõ ràng lão tử mạnh hơn, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị đánh bay? Bàn tử bất khả tư nghị nhìn về phía trước Trác Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Long Quỷ cười lạnh một tiếng, không thể không biết ngạc nhiên. Tuy nhiên nàng một mực đối Trác Phàm bất mãn. Nhưng sâu trong đáy lòng nhưng là đúng hắn năng lực cùng thực lực thật sâu bội phục. Dù sao hắn là đại lục ở bên trên cái thứ nhất lấy tụ khí cảnh thực lực, liền giết hai cái thiên huyền cảnh cao thủ người, lại có thể đối phó không cái tên mập mạp này đâu. Chậm rãi đi vào bàn tử bên người, Trác Phàm duỗi ra một cái tay, lộ ra một cái nhạt nhạt mỉm cười, bàn tử, vừa mới ngươi thủ hạ lưu tình A, ta biết ngươi không có sự toàn lực. Khoát khoát tay. Bàn tử thầm than một tiếng, thua thì thua, tụ khí thất trọng đối phó tụ khí ngũ trọng nếu là còn muốn sử toàn lực, cái kia cũng giống nhau là thua. Ta làm việc luôn luôn công đạo, lần này là ngươi thắng. Lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút, có lẽ vừa mới sự tình trong mắt ngươi thì công đạo, nhưng là trong mắt ta lại là nhân từ. Mi đầu bất giác lắc một cái, bàn tử thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Vừa mới trong lòng của hắn trong tích tắc tâm tư, thế mà bị người nam nhân trước mắt này trong nháy mắt bắt lấy. Không hổ là quỷ muội nhìn lên người, có hố. Bàn tử khen ngợi gật đầu, khẽ vươn tay giữ chặt Trác Phàm tay, mượn lực đứng lên. Đi đến Long Quỷ trước mặt, thở dài nói, quỷ muội, người ánh mắt không tệ, tiểu tử này ngày sau là cái nhân vật. Xong, bàn tử thở dài rời đi, bóng lưng lộ ra có chút hiu quạnh. Nhưng... đúng lúc này, tiếng xé gió vang. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, một cái bước xa trong nháy mắt đi vào bàn tử trước người, một tay lấy hắn bổ nhào. Cùng một thời gian, một đạo thanh quang từ hai người ngã xuống phía trên xẹt qua. Mà hắn chỗ đi qua địa phương, cây cối ào ào chặn ngang cắt đứt. Bàn tử ngẩng đầu lên,
nhìn lấy tràng cảnh này, bất giác hít sâu một hơi. Lại nhìn về phía bên cạnh Trác Phàm lúc, trong mắt đã là tràn ngập cảm kích, huynh đệ, cảm ơn ngươi cứu ta nhất mệnh, nghĩ không ra ta sẽ bị tình địch cứu. Muốn nói ta còn hơi sớm, bọn họ tới. Trác Phàm nhướng mày, đem bàn tử kéo, Long Quỳ cũng vội vàng đi vào bên cạnh bọn họ, hướng bốn phía xem phòng ngự. Đúng lúc này, hơn 10 đạo tiếng xé gió vang lên, Trác Phàm ba người nhìn về phía trước, trước mặt bọn hắn đã là bị 10 cái che mặt đại hán vây quanh. Theo bọn họ cảm thấy phát ra khí thế phía trên nhìn, lại đều là đoán cốt cảnh cường giả. Làm sao bây giờ? Long Quỳ nhíu chặt lông mày, một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía Trác Phàm. Giờ này khắc này, Tiềm Long các nước xa giải không gần lửa, bàn tử hộ vệ cũng đều không tại, nàng chỉ có thể dựa vào cái này nàng một mực chán ghét nhưng lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Chậm rãi đẩy ra hai người, bàn tử bình tĩnh đi ra ngoài. Mặt phía trên không có chút nào hoảng sợ, chính là thẳng tắp nhìn về phía trước người áo đen, các người muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ đi. Khặc khặc khặc, không hổ là hoàng thất thành viên, quả nhiên có vương giả phong phạm. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta làm việc tuyệt sẽ không để lại người sống. Lúc này, trong hắc y nhân đứng ra một cái người cầm đầu đến, quái dị cười hai tiếng. Bàn tử khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy hận sắc. Đạp. Đột nhiên, Trác Phàm một bước đạp ở bàn tử trước người, đem hắn cản ở phía sau, trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung, mập mạp này là ta bao bọc, các ngươi muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta. Vừa dứt lời, 10 cái người áo đen lập tức phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh. Một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ cũng dám đứng ra. Dù sao bọn họ đều phải chết, trước hết theo tiểu quỷ này bắt đầu đi. Vẫn là trước hết giết cái kia mập mạp. Hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Chúng ta nhưng là mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, cũng không thể lại xảy ra sự cố. Nhìn lấy bọn hắn líu díu cãi lộn, bàn tử tiến đến Trác Phàm bên tai nói nhỏ, huynh đệ, bọn họ tìm là ta. Một lát ta hướng đông chạy dẫn dắt rời đi bọn họ, người lập tức mang quỷ muội về Tiềm Long Các. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm nghẹn ngào cười ra, lấy tốc độ ngươi, không thoát ra 10 mét liền bị bọn họ giết. Còn thế nào dẫn dắt rời đi? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bàn tử vội la lên. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, Trác Phàm lạnh lùng nói, thịt bọn họ. Vừa dứt lời, Trác Phàm dưới chân nhất động, trong nháy mắt đi vào người cầm đầu trước mặt, trong tay ánh sáng lấp lóe, tà nguyệt vòng đã là nắm trong tay. Là ma bảo. Thủ lĩnh áo đen cũng nhận biết thứ này, cảm thấy kinh hãi. Nhưng khi hắn muốn né tránh lúc, một đạo ánh đỏ lại là đột nhiên nhập thể, tiếp lấy hắn liền rốt cuộc không động được. Bạch, ngân quang lóe qua, thủ lĩnh tại mọi người trước mặt trong nháy mắt một phân thành hai. Đỏ tươi dòng máu chảy một chỗ, chỉ có Trác Phàm đứng trong vũng máu, trong mắt thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới. Giờ khắc này, bàn tử hai mắt từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất căng ra trên mặt thịt mỡ, trở nên càng ngày càng đại. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy, thật lâu không nói ra một chữ tới. Ai có thể nghĩ tới, một cái tụ khí cảnh tiểu quỷ đối mặt 10 cái đoán cốt cảnh cao thủ lúc, dám đoạt động thủ trước, hơn nữa còn một chiêu dây một cái. Giờ này khắc này, mọi người lại nhìn về phía Trác Phàm lúc, trong lòng đã hoàn toàn không có mới đầu khinh miệt chi tâm, thay vào đó là thật sâu ngưng trọng. Bàn tử vẫn như cũ ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trác Phàm, như là não tử đã hoàn toàn chập mạch. Hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai lúc trước tỷ thí không có sử xuất toàn lực cũng không phải mình, mà chính là trước mắt người này. Trước làm thịt tiểu quỷ kia. Đột nhiên, không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt đem ánh mắt hướng Trác Phàm. Hiện tại bọn hắn đã không có chút nào khác nhau, Trác Phàm tàn nhẫn cùng khủng bố để bọn hắn minh bạch, nếu là không xử lý trước hắn lời nói. Bọn họ coi như người lại nhiều cũng nhất định gặp nhiều thua thiệt, lật thuyền trong mương. Lúc này, bọn họ thế mà là quên vốn là nhiệm vụ, đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng cái kia tay cầm tà nguyệt vòng, dưới chân một mảnh vết máu nam nhân. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm tà dị cười cười, chính hợp ý ta. Sau một khắc, nhưng gặp hắn đạp chân xuống, liền lần nữa hướng khác một sát thủ tiến lên. Sát thủ kia kinh hãi, không còn dám chủ quan. Vội vã lui lại.
Dù sao coi như Trác Phàm tụ khí cảnh thực lực đối với hắn tạo không ra bao nhiêu thương tổn, thế nhưng tam phẩm ma bảo tà nguyệt vòng nhưng là cắt hắn thì giống như là cắt đậu phụ a. Lúc trước thủ lĩnh bọn họ cũng là nhất thời chủ quan, chết thảm ở trên đây, hắn tuyệt sẽ không tái phạm dạng này sai lầm. Con mắt chăm chú nhìn cái kia tà nguyệt luân động hướng, sát thủ khóe miệng không khống chế được nhảy nhảy. Hắn đã tìm ra đối phó Trác Phàm biện pháp, Trác Phàm tụ khí cảnh tốc độ căn bản cùng hắn không cách nào so sánh được, chỉ cần hắn chú ý cái kia tà nguyệt vòng, không bị nó làm bị thương, liền có thể nhẹ nhõm đem tiểu tử này xử lý. Nhưng, ngay tại hắn phấn khởi chuẩn bị theo suy nghĩ trong lòng biện pháp hành động lúc, bá một tiếng, tà nguyệt vòng phía trên đột nhiên lóe qua một đạo hào quang màu bạc. Đón lấy, Trác Phàm cả người đều bị ánh bạc này bao khỏa, như một viên sao băng bàn trong nháy mắt xẹt qua cái kia người thân thể. Người kia còn không có kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, đã là ngửa về sau một cái, nửa người trên thẳng tắp ngã về phía sau, nhưng hắn nửa người dưới y nguyên đứng trên mặt đất không nhúc nhích. Tại hắn ngã phía dưới một khắc này, hắn có thể tinh tường theo phía sau hắn nhìn thấy Trác Phàm lạnh lùng khuôn mặt. Riêng là cặp mắt kia, lạnh như băng không thêm một tia tình cảm. T. Tất cả mọi người bất giác cùng nhau ngược lại rút một cỗ khí lạnh, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm sợ hãi. Nếu như nói ngay từ đầu Trác Phàm giết thủ lĩnh bọn họ, đó là đánh lén tâm đắc. Nhưng là lần thứ hai, một đối một tình huống dưới, Trác Phàm y nguyên một chiêu dây giết một cái đoán cốt cảnh cao thủ, cái này thì xong tất cả đều là thực lực thể hiện. Riêng là tại cái kia ngân quang sơ hiện trong tích tắc, như thế tốc độ liền bọn họ đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Trác Phàm liền đã trong nháy mắt xuất hiện sau lưng đối thủ. Khủng bố như thế tốc độ, lại thêm tà nguyệt vòng sắc bén lưỡi đao, để tất cả sát thủ sau lưng đều thình lình bốc lên từng tia hơi lạnh. Dám đến ta địa bàn tới quấy rối. Trác Phàm con mắt mị mị, vẫn nhìn bốn phía mọi người, duỗi ra một ngón tay, tại chỗ cổ vạch một cái, ánh mắt thình lình trở nên huyết tinh lên, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không khống chế được thần sắc run lên, không tự giác lui về phía sau lui, cái kia hoảng sợ ánh mắt càng làm sâu sắc rất nhiều. Lúc này, cũng không biết ai là sát thủ, ai là bị giết người. Thợ săn cùng con mồi thân phận, như là tới một cái đại đảo ngược. Bàn tử ngơ ngác nhìn Trác Phàm ngạo nghễ đứng thẳng, bế nghễ thiên hạ ánh mắt, không khỏi ngây người. Giờ này khắc này, hắn thế mà là cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc, đó là hắn theo hắn trên thân phụ thân cảm thụ qua uy nghiêm. Nhưng là Trác Phàm cỗ này uy nghiêm, lại là so phụ thân hắn càng sâu. Dường như tất cả phản kháng người khác, đều sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt đồng dạng. Loại này cấp trên uy áp, cho dù là hắn, cũng bị rung động thật sâu ở. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên, hắn bất quá chỉ là cái tụ khí cảnh tiểu quỷ, toàn bằng cái kia tam phẩm ma bảo mà thôi. Chỉ cần đem hắn vây quanh, hắn liền chạy không. Lúc này, lại có một người hét lớn một tiếng. Người khác nghe đến, đều là bình tĩnh gật đầu, trên mặt vẻ sợ hãi cũng tiêu giảm không ít. Sau một khắc, nhưng nghe hô to một tiếng vang lên, mọi người liền tất cả đều hướng Trác Phàm phóng đi, như cùng một cái lưới bao vây bàn, bốn phía không có chút nào lỗ thủng. Cười lạnh, Trác Phàm không sợ chút nào, cầm lấy tà nguyệt vòng bỗng nhiên hướng một cái phương hướng vọt mạnh. Đối diện sát thủ khẽ cắn môi, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, không thối lui chút nào nghênh tiếp, bên cạnh hai người thì là một quyền hướng Trác Phàm đập tới. Giờ này khắc này, nếu là Trác Phàm tiếp tục xông vào, như vậy hắn tất nhiên sẽ giết chết cản ở phía trước một người, nhưng là mình cũng sẽ bị hai cái đoán cốt cảnh cao thủ hợp lực nhất kích oanh sát tới chết. Nhưng là hắn như rút lui, như vậy cái này lưới bao vây đem càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng hắn càng sẽ bị vây chết. Nói chung sớm chết chết muộn, đều phải chết. Bất quá, Trác Phàm đã có can đảm nhất chiến, liền không có nghĩ đến sẽ chết, bằng không hắn sớm dùng tà nguyệt vòng giao phó chính mình tốc độ chạy mất. Bạch, lại là một đạo ngân quang lấp lóe, chính tại vọt tới trước Trác Phàm trong nháy mắt biến mất, phía trước ba cái sát thủ nhất kích, nhất thời vồ hụt. Mà sau một khắc, Trác Phàm bay ngược lấy xuất hiện ở phía sau sát thủ trước mặt. Sợ hãi cả kinh. Người kia hoàn toàn không ngờ rằng Trác Phàm hội theo hắn nơi này phá vây, nhưng nhìn đến Trác Phàm là vai đối diện mình, cảm thấy không khống chế được đại hỉ, một quyền đánh ra. Lần này, tiểu tử này đầu người thì về chính mình. Nhưng, đúng lúc này, một đạo ánh đỏ lấp lóe,
thân thể người nọ đột nhiên liền không thể động. Cũng là tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trác Phàm vung lên tà nguyệt vòng, trong nháy mắt theo trước người hắn xẹt qua, trốn ra mọi người lưới bao vây. Mà tên sát thủ kia, cũng là mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống, thân thể chặn ngang cắt đứt. Máu tươi cùng nội tạng, như nước lũ trút xuống một chỗ. Lại một cái. Lần này mọi người tề lực vây kín, chẳng những không có làm bị thương Trác Phàm một cọng tóc gáy, còn để hắn tại vạn quân từ đó lại lấy một tướng thủ cấp. Giờ này khắc này, mọi người nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Vì lúc trước bọn họ còn có một hy vọng, cái kia chính là nhân số phía trên ưu thế. Nhưng là hiện tại, cái này ưu thế tại Trác Phàm trước mặt cũng hoàn toàn không cần. Tiểu tử này cuối cùng là quái vật gì, ngự hạ thất thế gia bên trong có gia hỏa như thế này sao? Một sát thủ dọa đến hai chân phát run, nhịn không được mắng to một tiếng, người khác còn đã là toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Cảm thấy cười lạnh liên tục, Trác Phàm trong mắt hơi híp, một cỗ sát ý ngút trời đột nhiên nâng lên. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiện tại những sát thủ này quân tâm tán loạn, đều đã sợ mất mật, hoàn toàn tổ chức không nổi chiến lược tới. Hiện tại không giết, khi nào lại giết? Nghĩ như vậy, Trác Phàm đột nhiên xông về phía trước, khóe miệng lộ ra một đạo khát máu nụ cười. Ngân quang nhấp nháy, Trác Phàm khô tay tà nguyệt vòng. Tà nguyệt vòng xẹt qua chỗ, tất có chân cụt tay đứt bay ra. Tất cả sát thủ đều kêu gào lấy tránh né, hoàn toàn không có phản kháng đấu trí. Trác Phàm giống như một con mãnh hổ nhào vào bầy cừu bên trong, tùy ý cắn xé giết hại. Mặc dù có mấy cái còn có thể phản kháng, huyết anh vừa vào thể, liền hoàn toàn không thể động, chỉ chờ Trác Phàm một vòng nện xuống, nện hắn cái máu thịt be bét. Nguyên bản, lấy Trác Phàm thực lực, dựa vào huyết anh phụ trợ. Chỉ có thể cùng đoán cốt cảnh cao thủ đơn đả độc đấu, một khi xuất hiện hai cái, hắn ứng phó thì tương đương phiền phức, huống chi lần này tới 10 cái. Bất quá, may mắn hắn một tháng trước giết cái kia vân trưởng lão về sau, theo chỗ của hắn được đến cái này tà nguyệt vòng. Điều này không khỏi làm hắn như hổ thêm cánh, tà nguyệt vòng đối đoán cốt cảnh cao thủ lực sát thương, không thể so với lúc này huyết anh kém, thậm chí còn hơn. Càng nó tăng cường chủ nhân thân pháp tốc độ đặc tính, càng làm cho Trác Phàm có cùng cao thủ liều mạng tư bản. Lúc này suy nghĩ một chút, hắn còn thật muốn cảm tạ U Minh Cốc cho hắn đưa tốt như vậy một cái đồ chơi, nếu không lần này hắn thì thật muốn chơi xong. Bên tai nghe lấy đoán cốt cảnh những cao thủ từng tiếng kêu thảm, trước mắt bay là những người này trong đầu bẩn, bàn tử ngơ ngác nhìn Trác Phàm hung mãnh vũ động tà nguyệt vòng, những sát thủ kia nhóm kêu gào lấy cầu xin tha thứ chạy trốn cảnh tượng. Đã hoàn toàn ngốc mất. Hắn làm sao cũng không thể tin được, bị liếc hắn một chút nhận định là tình địch, còn chủ động hướng người ta phát ra khiêu chiến người, vậy mà lại mạnh tới mức này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vừa mới cùng người quyết đấu lúc là buồn cười biết bao. Những thứ này đoán cốt cảnh cao thủ tại người ta trước mặt đều bị giết thành chó, người một cái tụ khí thất trọng cư nhiên thì dám hướng người ta khiêu chiến, còn tự cho là đúng thủ hạ lưu tình. Cảm thấy mình làm đến công đạo hai chữ. Ai, Vũ Văn Thông à Vũ Văn Thông, người có tư cách gì thủ hạ lưu tình, người lại có tư cách gì đối với người ta nói công đạo nhân từ a? Bàn tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng thế mà dâng lên từng tia bi thương cảm giác. Trong người đồng lứa, thất thế gia thiên tài con cháu hắn thấy nhiều, mặc dù mình so ra kém bọn họ, nhưng cũng cảm thấy thực lực chênh lệch đến sẽ không quá xa, chí ít tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy Trác Phàm, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những thất thế gia đó thiên tài, theo Trác Phàm so sánh, hoàn toàn thì theo cứt chó không có hai loại. Đồng dạng là một cái tuổi đoạn người, làm sao chênh lệch có thể kém đến loại tình trạng này. Long Quỳ một bên thấy cũng là nhẹ che lên cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt trừ rung động cũng là rung động. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa gặp Trác Phàm xuất thủ, trước kia tuy nhiên nghe nói hắn giết hai cái thiên huyền cao thủ, nhưng một mực có hoài nghi, dù sao chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, ai ngờ hắn làm cái gì mờ ám. Nhưng là ngày hôm nay gặp hắn xuất thủ, lại là chân chính đem vị đại tiểu thư này kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tàn nhẫn thân thủ, bá khí ánh mắt, giống như ma thần hàng lâm, để trước mặt rõ ràng mỗi người đều mạnh hơn hắn đoán cốt cảnh những cao thủ. Cũng tất cả đều dọa đến sợ vỡ mật. Bạch, Trác Phàm dừng thân,
trong tay Tà Nguyệt vòng một chỗ hướng phía dưới lấy máu. Nguyên bản khô ráo mặt đất, hiện tại đã trở thành một mảnh huyết trì. Tại Tà Nguyệt vòng dưới, một sát thủ run rẩy thân thể, hai mắt hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm. Hắn hai chân đã bị Trác Phàm cùng nhau chặt đứt, nhưng là hắn lại không có rảnh ý cái này thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức, chính là cầu xin nhìn về phía hắn. Không có nhìn hắn, Trác Phàm trong mắt giống như không tồn tại thế giới vạn vật, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Người nào phái các ngươi đến? Trác Phàm lạnh lùng nói. Sát thủ run rẩy một miệng môi dưới, ngắm nhìn bốn phía, đến đây hơn 10 người huynh đệ đã hoàn toàn không có người sống, cảm thấy càng thêm hoảng sợ. Thiếu niên này trong mắt hắn, đã không phải cái gì thủ đoạn độc ác người liền có thể hình dung, mà chính là triệt triệt để ma quỷ. Hắn hiện ở trong lòng phòng tuyến, xem như hoàn toàn sụp đổ. Là, nhưng, liền ở đây người lập tức muốn bàn giao lúc, một đạo tiếng tiêu lại là đột nhiên truyền đến. Sau một khắc, nhưng gặp một đạo có như thực chất ba động xẹt qua, người kia hai mắt khẽ giật mình, liền thẳng tắp ngã xuống, triệt để không có khí. Ý niệm giết người, thần chiếu cường giả. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm bất giác hít sâu một hơi, không hề bận tâm ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện vẻ kinh hoàng. Thanh dương tiếng tiêu tiếng vọng tại mỗi người bên tai, nhưng không ai nhân cái này rung động lòng người giai điệu mà tâm thần thanh thản. Hoàn toàn ngược lại, mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Thần chiếu cường giả, chỉ bằng vào nguyên thần ý niệm liền có thể giết người ở vô hình. Dạng này cao thủ đánh tới, liền xem như Trác Phàm dựa vào huyết anh cùng Tà Nguyệt Luân, cũng tuyệt không phải hắn địch. Lạnh lẽo mồ hôi chậm rãi trượt xuống, Trác Phàm trong mắt chỉ có thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Bạch, tiếng tiêu im bặt mà dừng, nương theo lấy từng tiếng chậm chạp tốc độ, Trác Phàm ba người như là liền hô hấp đều nhanh quên, hai mắt tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia tất dẫn đầu âm thanh truyền đến phương hướng. Nhưng, làm bóng người kia thật theo trong rừng cây lộ ra hình dáng lúc, một mặt khẩn trương mập mạp lại là đột nhiên khẽ giật mình, bất khả tư nghị cái kia hai quả đậu xanh đôi mắt nhỏ. Cả kinh kêu lên, lão sư, ngươi làm sao lại đến nơi này? Long quỳ cũng không tự giác mà kinh hỉ kêu lên, phương tiền bối, ngài làm sao tới? Trác Phàm nhìn lấy hai người biểu lộ, như là nhận biết người trước mắt, sau đó quan sát tỉ mỉ một phen. Người kia đại khái 60 tuổi bộ dáng, một thân trường bào màu xanh, tròm râu dê, sau lưng treo chếch lấy một thanh thanh phong bảo kiếm. Từ hắn xuất hiện lúc, khóe miệng của hắn liền luôn luôn mang theo một tia cười nhạt ý, một thanh xanh biếc ngọc tiêu càng không ngừng tại trong lòng bàn tay đi lòng vòng. Mà nhìn thấy cái kia ngọc tiêu lúc, Trác Phàm giật mình, như là nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, người chính là hoàng thất ngũ đại hộ long thần vệ một trong, ngọc tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch. Trác Phàm nghe Long Cửu nhắc qua, bây giờ hoàng thất đối thất thế gia trưởng khống đã không tốt như lúc trước, sở dĩ còn có thể ngăn chặn. Hoàn toàn là bởi vì hoàng thất thờ phụng ngũ đại hộ long thần vệ, mỗi một cái đều là đỉnh cấp thần chiếu cảnh cao thủ. Trong bọn họ bất kỳ người nào, thất thế gia đều không dám tùy ý đắc tội. Mà bên trong có một cái danh xưng thiên vũ đệ nhất kiếm thần, chính là cái này ngọc tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch. Hắn tự xưng là kiếm tiêu hợp nhất, kiếm theo âm đi, âm hóa kiếm ý. Đã từng một kiếm liên bại ngũ đại thần chiếu cảnh cao thủ. Khiến thất thế gia không dám nhẹ thí kiếm phong, danh dương tứ hải. Người kia lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, khen ngợi gật đầu. Lúc này, cười to một tiếng đột nhiên truyền ra, tiếp lấy Long Cửu hình bóng xuất hiện tại mọi người trước mặt, ha ha ha. Ta nói đúng vậy à, tiểu tử này con mắt độc vô cùng. Lão Phu chỉ đã nói với hắn một lần, hắn liền liếc một chút nhận ra ngươi. Cửu thúc. Long Quỳ nhìn thấy Long Cửu hiện thân, một mặt kinh hỉ, lập tức chạy tới, cười nói, ngài cùng Phương tiền bối là cái gì thời điểm đến, làm sao không sớm một chút xuất hiện. Ha ha ha, từ Trác huynh đệ cùng Tam Hoàng tử tỉ thí lúc, chúng ta liền đã đến. Long Cửu cười lớn một tiếng, chuyển tiếp mà nhìn về phía Trác Phàm khen, Trác huynh đệ, thật có ngươi, đối mặt 10 cái đoán cốt cảnh cao thủ còn có thể mặt không đổi sắc, một thân một mình xông đi lên. Coi như lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng tuyệt không có huynh đệ ngươi dạng này đảm lượng. Bội phục, bội phục. Long Quỳ chu chu miệng, liếc mắt liếc một cái Trác Phàm, không nói gì. Lần này nhìn thấy Trác Phàm biểu hiện, nàng tính toán là hoàn toàn tâm phục, nhưng là miệng vẫn là không muốn thừa nhận.
Lão sư, đã các ngươi hai vị tiền bối đều đến, tại sao không sớm một chút xuất thủ, hại đồ nhi một trận lo lắng. Bàn tử vỗ vỗ tràn đầy thịt mỡ bộ ngực, thở dài ra một hơi, ta một người không có gì, liền sợ liên lụy quỷ muội bọn họ. Ha ha ha, lão phu như ngay từ đầu thì xuất thủ, há không bỏ sót một trận trò vui. Phương Thu Bạch vuốt râu cười to, tiếp lấy nhìn về phía một mặt trấn định Trác Phàm, giống như có thâm ý mà nói, huống hồ, lão phu cũng không gặp được vị thiếu niên này kỳ tài thi thố tài năng. Tiền bối quá khen. Trác Phàm cung kính thi lễ, nhưng là sắc mặt lại là nghiêm túc dị thường, chính là không biết tiền bối vì sao muốn giết cái kia người, chẳng lẽ. Con mắt không tự giác mị mị, Phương Thu Bạch mang trên mặt như có như không ý cười, nhưng là lời nói lại là dị thường băng lãnh, người trẻ tuổi, người xác thực vô cùng thông minh, nhưng là lấy người thực lực bây giờ, thông minh chưa chắc là chuyện tốt. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, lần nữa cung kính thi lễ, vãn bối thụ giáo. Ngày hôm nay chuyện này vãn bối lập tức đem nó quên. Trác Phàm rõ ràng, cái này Phương Thu Bạch thực là đang cảnh cáo hắn. Loại này thượng tầng quyền lực đấu tranh, không phải hắn hiện tại cái này cấp bậc có thể tham dự. Mà đem tên sát thủ kia diệt khẩu, cũng là vì bảo hộ hắn. Phương Thu Bạch lần nữa thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt vẻ tán thưởng càng thêm nồng hậu dày đặc, trịnh trọng sự tình nói, ngươi chẳng những thông minh, mà lại biết rõ tiến thối, thật sự là khó được. Không nghĩ tới trừ thất thế gia bên ngoài, thế tục ở giữa sẽ có còn trẻ như vậy người tồn tại. Nếu không phải ngươi thuộc ma đạo, cùng lão phu không hợp, lão phu nhất định muốn đem ngươi mang về điều giáo 2 năm, ngày sau thành tựu tất bất khả hạn lượng. Nghe được câu này, Long Quỷ cùng Bàn Tử cùng nhau giật mình, liếc nhìn nhau, tràn đầy vẻ không thể tin. Phương Thu Bạch là ai, người khác có lẽ không rõ ràng, bọn họ thất thế gia người nhưng là không có người không biết hắn tinh khí. Thử hỏi thất thế gia gia chủ, có người nào không muốn đem chính mình con cháu đưa đến hắn môn hạ tu hành? Nhưng là, lão nhân này tính khí bướng bỉnh rất, thế mà một cái cũng chướng mắt. Cho dù là hoàng đế ra mặt, thỉnh cầu hắn thu chính mình mấy cái nhi tử làm đồ đệ, hắn cũng theo không bán mì tử. Mà Bàn Tử bởi vì tại bọn họ trước quỳ 3 năm, Phương Thu Bạch cảm thấy hắn có đại nghị lực, mới miễn cưỡng dạy hơn mấy chiêu, nhưng cũng tuyệt không thu đồ đệ. Cho nên Bàn Tử một mực gọi hắn lão sư, mà không phải sư phụ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm chính là bị Phương Thu Bạch gặp một lần, thì nhìn lên, hơn nữa còn là Phương Thu Bạch chủ động mời. Nếu không phải hai người là khác biệt tu hành phương thức lời nói, có lẽ Trác Phàm thì là cái thứ nhất bái nhập kiếm thần môn hạ người. Vậy sau này đi ra ngoài, liền xem như 7 thế gia tử đệ gặp, vậy cũng phải đi vòng qua a. Nhìn thấy 2 tên tiểu quỷ kinh ngạc ánh mắt, Long Cửu liền biết bọn họ trong đầu đang suy nghĩ gì, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn này tiểu quỷ bây giờ còn chưa đến bọn họ cấp độ này, căn bản là không có cách trải nghiệm cái gì gọi một đồ khó cầu. Giống Trác Phàm dạng này thiên tài, bất kỳ một cao thủ nào gặp, đều có muốn nhận vì đệ tử xúc động. Dù sao mình cái thế tuyệt học, một thân y bát, cũng nên tìm lớn nhất đệ tử giỏi đến truyền thừa. Càng là cao thủ, liền càng có dạng này khát vọng. Nhưng là đối với cái này, Trác Phàm lại bất đắc dĩ lắc đầu, không khống chế được mỉm cười cười một tiếng. Đừng nói Phương Thu Bạch nhân là ma đạo lý do không thu hắn, coi như thật thu hắn, hắn cũng không thể đi bái sư. Lấy hắn ma hoàng tu vi, có thể làm sư phụ hắn cũng chỉ có đế cấp cao thủ. Lần nữa nhìn Trác Phàm liếc một chút, Phương Thu Bạch trong mắt có chút không muốn, nhưng vẫn là lắc đầu chặt đứt. Mang theo Bàn Tử muốn rời khỏi, Long Cửu, Tam Hoàng Tử còn có công vụ tại thân, ta trước dẫn hắn đi. Xong, Phương Thu Bạch cùng Bàn Tử trong nháy mắt biến mất hình bóng. Ai, chờ chút, Bàn Tử còn muốn quay đầu đối Long Quỷ cùng Trác Phàm nói chút gì, nhưng là đã muộn. Mọi người chỉ thấy hắn quay lại một sát na kia lo lắng khuôn mặt, liền lại không có tung ảnh. Thật nhanh, không hổ là thần chiếu cảnh cao thủ. Trác Phàm hít sâu một hơi. Tán thán nói, cảm thấy thầm hạ quyết tâm. Hắn phải nhanh chóng tu luyện tới thần chiếu cảnh, như thế hành tẩu đại lục mới tính có bảo hộ. Trác huynh đệ. Lúc này, Long Cửu đi vào Trác Phàm trước mặt, một mặt nghiêm túc, ngươi cùng ta đến Tiềm Long Các một chuyến, ta có đồ cho ngươi. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm như là dự liệu được cái gì, hơi hơi gật gật đầu. Một phút sau,
Trác Phàm cùng Long Cửu đi vào Tiềm Long Các phòng họp, Tại Long Quỳ vô cùng không tình nguyện bị Long Cửu đuổi đi ra giữ cửa về sau, Long Cửu theo trong giới chỉ lấy ra một tấm in dấu lấy bốn đầu long ấn tại bốn góc gia thú giấy tới. Đây là... Trác Phàm tiếp nhận giấy, mở ra xem, Minh Ước hai chữ thình lình xuất hiện tại bắt đầu chính giữa vị trí. Đem bên trong nội dung xem hết một lần về sau, Trác Phàm đột nhiên đem cái kia gia thú giấy thu về, khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Đúng vậy, đây chính là hắn vẫn muốn, Tiềm Long Các cùng Lạc Gia kết minh sách. Có nó, Tiềm Long Các chẳng những có thể trở thành Lạc Gia núi dựa lớn, mà lại hội vô điều kiện giúp đỡ Lạc Gia. Như vậy, tại thời gian ngắn bên trong, đem không người còn dám ngấp nghé Lạc Gia, hắn cũng thì có thể an tâm đi phát dương gia tộc thế lực. Nhìn lấy Trác Phàm bộ dáng, Long Cửu trong mắt không khống chế được xuất hiện vẻ kinh ngạc, ta làm sao có cảm giác, chuyện này ngươi thật giống như đã sớm biết. Nhìn Long Cửu liếc một chút, Trác Phàm cười thần bí. Hắn cũng không phải là đã sớm biết, mà chính là hắn trước đó làm ra tất cả mọi thứ, đều là vì cái này một tờ khế ước. Theo hắn quyết định muốn cùng Tiềm Long Các kết minh bắt đầu, hắn liền trước dùng một chương thượng cổ trận thức đồ hấp dẫn Long Cửu ánh mắt, thừa cơ để Tiềm Long Các vì chính mình ra mặt. Nhưng đây cũng không phải là đồng minh, mà chính là che chở. Đợi đến thật gặp nguy hiểm buông xuống, có lẽ Tiềm Long Các liền sẽ đá một cái bay ra ngoài con rơi. Cái này, cũng không phải là hắn muốn. Cho nên về sau hắn cùng Tiềm Long Các kề vai chiến đấu, không tiếc liền giết hai đại thiên huyền cảnh trưởng lão, bốc lên đắc tội U Minh Cốc nguy hiểm, đem Lạc Gia tiềm lực triển lãm cho bọn hắn nhìn. Hắn muốn, cũng là cái này công bình đồng minh khế ước. Nếu không lời nói, nếu chỉ có một mình hắn, hắn mong ước tỏ ra phát đại tài, cũng không thể cầm hai cỗ thiên huyền cao thủ thi thể đi khoe khoang. Nếu như Tiềm Long Các các chủ, thật sự là một cái có ánh mắt người, vào lúc này liền nên lựa chọn kết minh. Hiện tại kết minh là đưa than khi có tuyết, dù sao cũng so ngày sau dệt hoa trên gấm tốt. Cho nên lần này, Trác Phàm tiến hành một trận đánh cược, đánh bạc Tiềm Long các chủ có phải là hay không nhất đại kiêu hùng, có dám hay không không câu nệ tiểu tiết, cùng một cái bất nhập lưu gia tộc kết minh. Kết quả, hắn thành công. Đương nhiên, nếu là đánh bạc thua lời nói, cái kia Tiềm Long Các cũng đem bị Trác Phàm vĩnh viễn bài trừ tại kết minh bảng danh sách bên ngoài. Chỉ bởi vì bọn hắn thủ lĩnh không có bá lực, không phải đại tướng chi tài. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm đem quyển gia thú cuốn một cái, cười nói, ta hiện tại liền đem nó lấy về, để đại tiểu thư lập tức ký tên. Chờ một chút, Long Cửu một phát bắt được Trác Phàm cánh tay, nghiêm túc nói, ở chỗ này ký, hiện tại ký. Mi đầu không khống chế được nhếch lên. Trác Phàm cười nói, ta cũng không phải là chủ nhà họ Lạc, chính là quản gia, ta ký ngày sau có lẽ vô hiệu a. Khóe miệng nhếch lên một cái gian trá đường cong, Long Cửu thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, cười nói, chúng ta các chủ ý là, cái này đồng minh hiệp nghị, cũng không phải là cùng Lạc gia ký, mà chính là cùng ngươi Trác Phàm ký. Mi đầu không khống chế được nhếch lên, Trác Phàm yên lặng nhìn lấy Long Cửu. Trác Phàm vị trí chính là ta Tiềm Long Các kết minh chỗ. Long Cửu một mặt nghiêm túc nói, cái này, chính là chúng ta các chủ nguyên thoại. Nghe được lời này, Trác Phàm mi đầu bất giác lắc một cái, cười gật gật đầu. Các ngươi các chủ, thật là nhất đại kiêu hùng, ha ha ha. Đêm khuya, Trác Phàm về đến trong tiểu viện, chính diện đụng tới Bàng thống lĩnh liền lập tức hỏi, lão Bàng, nhà đầu kia đây, ta có việc tìm nàng. Thở dài. Lão Bàng u oán liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói, ta dẫn ngươi đi. Trác Phàm sững sờ, không rõ ràng cho lắm, liền theo đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới cửa phòng bếp trước. Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Bàng thống lĩnh, lại chỉ thấy hắn lắc đầu, hướng bên trong chỉ. Trác Phàm thăm dò nhìn lại, chỉ thấy trong phòng bếp một mảnh loạn, theo động đất một dạng. Mà hỏa táo bên cạnh, Lạc Vân Thường sớm đã dựa vào bên nhà bếp ngủ, trên mặt nàng còn dính lấy từng đoàn than đen. Ai, tiểu thư một mực theo sớm bận đến muộn, còn theo trong viện đầu bếp thỉnh giáo, hiện tại sớm đã mệt mỏi nằm xuống. Bàng thống lĩnh thở dài, có chút trách cứ nhìn Trác Phàm liếc một chút. Trác quản gia, ta biết ngươi có bản lĩnh, xưa nay không đem thiếu gia tiểu thư để vào mắt. Nhưng là ngươi biết không? Tiểu thư vì có thể tại ngươi xuất quan lúc làm một hồi ngon miệng đồ ăn, đã không biết ngày đêm khổ luyện một tháng.
Nhưng mà ai biết, đổi lấy ngươi như vậy trách móc nặng nề đánh giá. Đừng nói là tiểu thư, coi như bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều không chịu nổi a. Không có nghe bàng thống lĩnh lại nhảy, Trác Phàm đi thẳng tới bếp lò một bên, nơi đó là Lạc Vân Thường vừa làm đi ra mấy đạo thức nhắm. Cùng buổi sáng cái kia mấy đạo so ra, vẫn như cũ là hơn phân nửa trái đen. Trác Phàm cầm lên phóng tới bên trong miệng nhai nhai, nhàn nhạt lắc đầu, nàng thật không có gì thiên phú. Ai, coi như không có thiên phú, người cũng muốn chiếu cố một chút tiểu thư mặt mũi nha. Bàng thống lĩnh một bên của trách, một bên đi vào cái kia thức ăn bên cạnh, nắm lên một thanh thả ở trong miệng, giống như ta vậy, cứng rắn nuốt xuống có nhiều khó. Nhưng, hắn vừa nhấm nuốt một ngụm, liền phốc một tiếng toàn phun ra. Tốt a, Trác quản gia, tiểu thư nàng xác thực không có thiên phú, lúc trước ta trách oan ngươi. Bàng thống lĩnh quệt quệt mồm, đỏ mặt đi ra phía ngoài, nhưng là Trác Phàm cũng không có đuổi theo. Nhìn lại, chỉ thấy Trác Phàm như cũ tại từng miếng nhấm nuốt, phảng phất tại nhấm nuốt trong thức ăn mỗi một phần mùi vị. Ách, Trác quản gia, không nên quá ép buộc chính mình. Ta vừa mới nói chuyện, ngươi làm đánh giám tốt, ta cũng là mới ăn rồi tiểu thư đồ ăn, xác thực. Bàng thống lĩnh bẹp một chút miệng, toàn bộ khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Không có gì, vừa vặn ta đói. Trác Phàm khóe miệng bốc lên một nụ cười nhẹ, từng miếng ăn, thẳng đem tất cả thức ăn toàn bộ ăn sạch sẽ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.